của những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, những cuộc phiêu lưu xuyên không kỳ thú, hay những hành trình trọng sinh đầy bất ngờ. Hãy để Hoài Mi dẫn dắt bạn vào thế giới đầy màu sắc của những trang truyện tuyệt vời. Tại kênh Thế giới truyện của Hoài Mi, chúng tôi mang đến cho bạn những tác phẩm đặc sắc thuộc nhiều thể loại, từ ngôn tình ngọt ngào, xuyên không kỳ ảo, cho đến những câu chuyện mặt thế gây cấn hay huyền học bí ẩn. Mỗi câu chuyện là một hành trình mới, mở ra những khung trời tưởng tượng không giới hạn. Với giọng đọc truyền cảm của Hoài Mi, bạn sẽ được thưởng thức những câu chuyện đầy cảm xúc lôi cuốn và chân thực. Mỗi video không chỉ đơn thuần là đọc truyện, mà còn là một trải nghiệm sống động, giúp bạn đắm chìm trong từng chi tiết của cốt truyện. Hãy nhấn nút e đăng ký và cùng chúng tôi khám phá thế giới kỳ diệu này. Đừng quên chia sẻ những cảm nhận của bạn về các câu chuyện nhé. Hoài Mi rất mong nhận được ý kiến và đề xuất từ các bạn. Cảm ơn bạn đã đến với thế giới truyện của Hoài Mi. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên những chặng đường truyện đầy thú vị. Chào mừng các bạn trở lại với hành trình đầy cảm xúc của Lâm Dư Dư trong tập 2. Sau khi trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ và gắn bó với Tiểu Ôn Lễ cũng như Lý Thu Hồng trong tập 1, cuộc sống của Dư Dư đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều thách thức đang chờ đón. Với quyết tâm giúp đỡ Lý Thu Hồng hồi phục sức khỏe, Lâm Dư Dư sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn và khám phá thêm về thế giới thuốc men mà cô đã từng mơ ước liệu cô có thể tìm ra những loại thảo dược quý giá để chữa bệnh cho thím và điều gì sẽ xảy ra khi những bí mật từ quá khứ bất ngờ xuất hiện trong khi đó mối quan hệ giữa dư dư và tiểu ôn lễ sẽ càng trở nên sâu sắc hơn khi cả hai cùng nhau vượt qua những trở ngại và học hỏi từ nhau sự xuất hiện của các nhân vật mới sẽ tạo ra những tình huống bất ngờ khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết Hãy cùng theo dõi để xem Lâm Dư Dư sẽ làm gì để không chỉ giúp đỡ người thân mà còn tìm kiếm con đường của chính mình trong một thế giới đầy khó khăn và bất ngờ. Liệu cô có thể tìm thấy sức mạnh bên trong để vượt qua tất cả? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 2. Cùng nhau đón xem nhé. Tập 2. Trong một đêm trăng sáng, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Một người đàn ông trung niên, ôn trọng Mở cửa phòng Ánh mắt ông không khỏi lo lắng khi thấy chàng trai trẻ tuổi đứng bên cửa sổ Đang hút thuốc Mùi khói thuốc nặng nề bao trùm không gian Đại thiếu gia ôn trọng lên tiếng Giọng đầy dịu dàng Khi cậu nên nghỉ ngơi Nếu không giữ sức khỏe Làm sao có thể tiếp tục tìm kiếm ôn lễ Ôn sùng quay lại Dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn Dưới ánh trăng Gương mặt anh hiện lên nét lạnh lẽo Kiêu hãnh anh là một thanh niên mạnh mẽ, không dễ khuất phục. Ôn Trọng, người hầu trung thành của Ôn gia, là một phần quan trọng trong gia đình. Ông từng là hạ nhân, nhưng sau khi lập quốc, vị trí của ông đã được nâng lên. Tuy nhiên, Ôn Trọng vẫn giữ thân phận khiêm nhường, lén lúc gọi Ôn Sùng là đại thiếu gia. Ông mở cửa sổ để gió vào, mong xua tan mùi thuốc trong phòng ôn trọng thấu hiểu áp lực mà ôn sùng đang phải gánh vác. Hai năm trước, khi đại tiểu thư và cô gia xảy ra chuyện, ôn lễ đã bị lừa bán. Từ đó, ôn sùng không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Bên ôn hiền thế nào rồi? Ôn sùng hỏi, giọng trầm lắng. Ôn trọng thở dài, đôi mắt ông lộ rõ sự lo lắng. Vẫn không có tin tức. Ôn lễ lúc đó mới ba tuổi, thằng bé nhỏ như vậy tôi e rằng tình hình không khả quan ôn sùng im lặng lòng đầy nỗi đau ôn lễ không chỉ là cháu trai mà còn là niềm hy vọng của anh hai năm qua anh đã phái ôn hiền con trai của ôn trọng đi khắp nơi tìm kiếm ôn hiền là người duy nhất có thể hiểu và đồng cảm với ôn lễ cuộc sống của họ đầy rẫy những bí mật và mưu đồ Ôn Sùng biết rằng không chỉ có tình cảm gia đình, mà còn có những thế lực đang âm thầm giăng bẫy. Anh quyết tâm tìm lại Ôn Lễ, dù phải đối diện với nguy hiểm nào đi nữa. Chỉ còn lại những ký ức đau thương, cùng với ánh trăng chứng kiến những tâm tư, Ôn Sùng tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được đứa trẻ ấy. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, anh càng cảm nhận rõ hơn cái giá của tình yêu thương và trách nhiệm, cũng bởi vậy ông bà ông tuy không bị động tới nhưng vẫn phải rời khỏi viện nghiên cứu bị điều đi khu vực xa xôi hẻo lánh nhưng dù vậy cũng may vẫn không phải bị điều về nông thôn hết thảy đều không cần lo lắng bên đó điều kiện kém hơn chút thôi đã có ôn sùng thường xuyên săn sóc nên cuộc sống của hai ông bà vẫn không có ưu phiền vậy mà chuyện này vừa qua lâm văn huy và ôn hương lại xảy ra chuyện lâm gia là gia đình quân phiệt vụ chấn động năm 66 ngoài ảnh hưởng đến các phần tử trí thức ra còn ảnh hưởng lớn đến những gia đình như bọn họ. Ở cổ đại có một câu thế này, thời thế tạo anh hùng, mà trong làng sóng năm 66 cũng có một số nhân vật kiệt xuất nổi lên, trong đó có một nhà họ Dương. Dương gia dựa vào mồm mép để lập nghiệp, chuyên môn tố cáo người khác với cấp trên, biến mấy chuyện từ không thành có, thời điểm ấy kéo không ít người ngã ngựa, đồng thời, cũng làm cho địa vị gia tộc lên như diều gặp gió. Năm 67, con gái Dương gia nhìn Trúng Lâm Văn Huy, con gái của gia tộc thiếu đạo đức như vậy đương nhiên Lâm Văn Huy thấy chướng mắt, nhưng Dương gia lại đi dựng chuyện về Lâm gia, lấy đống chứng cứ vô căn cứ uy hiếp Lâm Văn Huy, nếu không ly hôn với Ôn Hương họ sẽ hủy hoại Lâm gia. Lâm Văn Huy tất nhiên không chịu khuất phục, nhưng Dương gia dám lấy những thứ gọi là chứng cứ đó ra để công khai bắt người, người Lâm gia cứ lần lượt bị bắt đi lâm văn huy còn cách nào khác để giải quyết sao giữa gia tộc và hôn nhân lâm văn huy buộc phải chọn gia tộc lâm văn huy ly hôn với ôn hương ôn hương muốn đưa con trai theo nhưng lâm gia không muốn đặc biệt là ông bà nội của đứa bé bọn họ lưu luyến cháu trai dưới tình huống như vậy lâm gia quyết định thương lượng với ôn hương đứa bé sẽ theo ôn hương nhưng lâm gia có thể tùy thời đến gặp đứa bé nói thật lòng dù đứa bé có theo lâm gia nhưng có người mẹ kế là con gái dương gia bọn họ cũng không yên lòng được không ai ngờ được cô con gái dương gia kia phát rồ lâm văn huy đã ly hôn với ôn hương mà cô ta còn không yên tâm một lần nhân lúc đứa bé sang lâm gia gặp người thân cô ta đã bắt đứa bé đi bán cho bọn buôn người chuyện này không ai có chứng cứ không thể chứng minh có phải do cô ta làm không nhưng có chứng cứ hay không cũng không quan trọng ôn hương vì chuyện đó phát điên cầm dao lao tới lâm gia đâm con gái dương gia đáng tiếc con gái dương gia được cứu sống mà ôn hương cuối cùng lại bị dương gia bắt được đang sống sờ sờ bị tra tấn đến chết lúc những chuyện này xảy ra ôn sùng đang chấp hành nhiệm vụ nên không hề hay biết lúc anh hay tin đã không còn kịp rồi lâm ôn lễ mất tích chị gái đã chết nhưng không quá vài ngày con trai dương gia gặp chuyện trực tiếp bị người ta phế đi quần áo bị lột sạch thân thể trần trụi bị ném trên đường cái, chủ yếu là, căng tử ô mất rồi, miệng vết thương máu me bê bét, ai nhìn cũng bị dọa sợ. Nghĩa gốc là gốc, rễ. Riêng ở câu này dùng ám chỉ bộ phận đặc trưng của nam giới, có thể hiểu là bị thiến rồi. Mọi người đều nói là ôn sùng làm, đáng tiếc không có chứng cứ. Mọi người đều chỉ đang suy đoán, ôn sùng mà trả thù dương gia thì không chỉ có vậy là xong chuyện, chỉ là, mọi người đều đoán sai rồi ôn sùng cũng không trả thù anh xử lý hậu sự cho ôn hương xong lại về quân doanh từ đó vẫn liên tục làm nhiệm vụ ôn sùng lại muốn hút thuốc ngày này hai năm trước anh lo liệu hậu sự cho chị gái từ đó ngày này mỗi năm vẫn luôn là ngày anh không cách nào vượt qua ôn trọng e đại thiếu gia tài liệu cô gia bên lâm gia đưa tới có hữu dụng không ôn sùng nghe xong cười nhạo một tiếng là chị cháu đã chết cháu ngoại mất tích, tài liệu này có ít cái quái gì? Hắn nếu có cốt khí thì năm đó nên tự kết liễu đi, ả đàn bà dương gia còn động dục được với người chết chắc. Chị cháu và ôn lễ còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Ôn trọng, không bằng trực tiếp giải quyết con gái dương đi. Lúc nói câu này, trong mắt ông nổi lên sát khí. Ôn sùng, không vội, chết thì quá dễ dàng cho ả ta. Ông trọng cẩn thận nghĩ lại nếu đại thiếu gia thật sự muốn xử lý ả ta thì kết cục của ả chắc chắn không đơn giản vậy mấy năm nay đại thiếu gia đều không đụng tới ả ta chắc chắn là có lý do riêng là ông nóng vội rồi mấy năm nay dương gia vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo thù cậu phải cẩn thận ôm sùng ê mấy bọn nhãi nhép còn muốn báo thù nếu không phải lúc đó cháu không ở đây bọn họ có thể đụng tới chị cháu sao cũng là do Lâm Văn Huy quá vô năng, không bảo vệ tốt cho chị. Chú trọng, Lâm Văn Huy nói ả đàn bà Dương gia kia biết tung tích của Ôn Lễ, chú có tin không? Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Ôn Sùng không động vào Dương Tĩnh Mẫn. Lúc ấy, chị gái đã chết, Ôn Lễ không rõ tung tích, chỉ có thể trông chờ vào Dương Tĩnh Mẫn, bởi vậy anh vẫn luôn không dám động tới Dương Tĩnh Mẫn. Chỉ là trong đầu Dương Tỉnh Mẫn cũng không phải chỉ toàn đậu phụ, dù anh có cắn chặt không buông vẫn không chịu mở miệng, trừ phi giết ả ta. Nhưng Ôn Sùng không thể giết ả ta được, dù chỉ còn một chút hy vọng anh cũng không muốn từ bỏ. Tâm nguyện trước khi chết của chị gái nhất định là ôn lễ, anh không thể mạo hiểm được. Ôn trọng, về cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, cũng có thể là có, dù sao chúng ta không tìm được chứng cứ, cũng không tìm thấy kẻ lừa bán ôn lễ lúc ấy nhưng ai cũng hiểu ôn lễ chắc chắn là bị dương tĩnh mẫn bán cho tay lái buôn người biết tung tích của ôn lễ cũng chỉ có thể là ả ta ôn sùng cho tiếp tục phái người nhìn chằm chằm dương tĩnh mẫn còn cả dương gia nữa bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua ôn trọng kẻ tôi đã biết cậu cứ yên tâm lâm dư dư ở thôn phạm gia đã chăm sóc lý thu hồng bằng cách đút cho bà hai bát thuốc sau khi uống xong lý thu hồng lập tức cảm thấy cơ thể hồi phục như được tiếp thêm sức lực bà đã nằm liệt giường hơn một tháng không uống thuốc nhưng lần này thuốc của lâm dư dư lại hiệu quả rõ rệt chính vì điều đó lý thu hồng hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của lâm dư dư từ kiến thức dược lý đến khả năng bắt mạch bốc thuốc sáng hôm sau lâm dư dư dậy từ sớm tối qua cô có một giấc ngủ yên bình điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn dù ngủ sâu nhưng không có nghĩa là cô mất đi sự cảnh giác. Sau 2 năm sống trong thế giới hậu tận thế, sự đề phòng của cô đã ăn sâu vào máu, dù hiện tại mọi thứ có vẻ bình yên nhưng cô không thể buông lỏng chỉ trong một sớm một chiều. Khi cô vừa rời khỏi giường, những thanh niên trí thức khác cũng đã thức dậy. Trân Kiều nhìn thấy Lâm Dư Dư, tò mò hỏi: "Lâm Dư Dư, hôm nay cô cũng không đi làm à?" lâm dư dư trả lời thản nhiên ừ tôi vẫn chưa khỏe lắm trân kiều cười nhạt chưa khỏe mà vẫn đi hái thuốc cho người ta à hay là giả bệnh để trốn việc đấy lâm dư dư cười cười rất ôn hòa cũng rất bình tĩnh hỏi lại vậy vậy ý cô là tôi không khỏe nên chỉ có thể nằm đây nghỉ ngơi sau đó cô sẽ giặt vũ nấu cơm cho tôi giọng điệu lúc này quá mức ôn hòa làm trần kiêu nghe xong càng thêm tức giận cô giả bệnh để trốn việc còn muốn tôi giặt giũ nấu cơm cho cô á cô có biết xấu hổ không hả lâm dư dư tỏ vẻ bị tổn thương tuy cô không biết diễn kịch nhưng cố tình tỏ ra khoa trương thì vẫn biết ê trân kiều sao cô lại nói tôi như vậy tôi bị bệnh có chứng nhận của bác sĩ đàng hoàng ý cô là bác sĩ làm giả chẩn đoán hay ý cô là tôi nên làm việc thay vì đi hái thuốc cho thiếm lý cô muốn tôi nhìn thím lý bệnh đến chết sao? Trần Kiều, y cô. Lâm Dư Dư cắt ngang, Ê Trần Kiều, đây là mạng người đó, sao cô lại không có tí thiện tâm nào thế? Lâm Dư Dư nghĩ thầm, nếu là lúc cô đọc tiểu thuyết đọc được mấy lời này thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Cầm di động cười phun ra. Trần Kiều, y cô. Tôi không có, tôi không có ý này lâm dư dư nghe vậy càng thêm bi thương cho tôi hiểu mà bởi vì cô có hiên thích với yến tử thấy tôi thân với yến tử nên cô ép yến tử đi rồi lại muốn ép tôi đi nữa muốn một mình chiếm một gian phòng phải không nếu đã như vậy tôi thành toàn cho cô là được tôi đi nói xong cô cũng không quay đầu lại chạy ra phòng lâm yến mượn cớ này dọn đi cô cũng có thể mượn cớ này dọn đi rồi Lúc này nhóm thanh niên trí thức đều đã rời giường, cũng nghe được tiếng Lâm Dư Dư và Trần Kiều bên này. Ai cũng biết Lâm Dư Dư tốt tính, Trần Kiều chỉ cần có chút lý lẽ là không chịu buông tha người khác, hai người mà cãi nhau thì mọi người đều cho là Trần Kiều sai. Trân Hà chạy tới, "Em làm sao vậy? Các mới sáng tinh mơ mà hai người có chuyện gì đấy?" Lâm Dư Dư đang chạy ra cửa liên đụng phải Trân Hà, cô nói, "Cả chị Trần, em tính tình em không được tốt, có lẽ không thể chung sống với Trần Kiều nữa. Dù sao Yến Tử cũng dọn đi rồi, em cũng tính dọn đi, em đi báo với đại đội trưởng một tiếng. Trần Hà giữ chặt cô, chị em. Mọi người đều là thanh niên trí thức, có gì thì từ từ nói, em việc gì phải vậy. Nói tính cách của Lâm Dư Dư không tốt thì cô thật sự không tin được, cô ấy nói vậy chắc chắn là vì chừa đường lui cho Trần Kiều. Nói cũng phải, nếu Lâm Dư Dư cãi nhau với người khác thì Trần Kiều khẳng định cũng sẽ nghĩ giống Trần Hà, nhưng vấn đề là, hiện tại người chịu thiệt là cô ta. Trần Kiều vừa nghe Lâm Dư Dư nói vậy liền bộc phát, cả chị Trần, chính cô ta tự bảo tính cách mình không tốt rồi đó, cô ta muốn dọn đi thì cứ cho cô ta đi. Lâm Yến không ở đây, cô ta cũng không ở nổi nữa, còn cố tìm cho mình cái cớ làm gì. Lại nói, hôm qua cô ta còn lên núi được, khỏe thế cơ mà Đã khỏe rồi vẫn muốn xin nghỉ Đây là muốn làm hỏng thanh danh của thanh niên trí thức chúng ta Dọn đi sớm cũng tốt Đỡ liên lụy đến người khác Trần Hà bỗng lên tiếng nhắc nhở Trân Kiều Em bớt nói vài câu đi Lâm Dư Dư quay sang Ánh mắt kiên quyết Trân Kiều Cô yên tâm Ngày hôm nay tôi sẽ dọn đi Chị Trần em không muốn làm chị khó xử giờ em đi báo với đại đội trưởng nói xong lâm dư dư đẩy trần hà sang một bên rồi bỏ chạy thật nhanh không ngoảnh lại trần hà lo lắng gọi theo dư dư lâm dư dư tiếng xì xào bắt đầu nổi lên mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy chuyện gì thế sao mà ồn ào thế nhỉ mấy thanh niên trí thức khác cũng kéo tới vẻ mặt tò mò mỗi người một câu hỏi dồn dập trần hà bất đắc dĩ trả lời lâm dư dư và trân kiều cãi nhau giờ lâm dư dư đang đi tìm đại đội trưởng em ấy bảo muốn dọn đi một người ngạc nhiên hỏi đang yên đang lành sao tự nhiên lại cãi nhau một người khác không kiềm chế được nói với vẻ bực bội trân kiều lúc trước đã cãi nhau với lâm yến giờ lại gây sự với cả lâm dư dư cô ta định làm loạn đến mức nào đây giọng điệu của nhóm thanh niên trí thức bắt đầu nghiêm trọng hơn thôn dân đã bắt đầu đồn đại rằng thanh niên trí thức chúng ta khó chịu rồi đấy nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn họ sẽ càng khinh thường chúng ta hơn thanh niên trí thức vốn dĩ tự cao thường không ưa thôn dân coi họ là những người quê mùa học. Nhưng ở cái thôn này, họ cũng không dám tỏ ra quá kiêu ngạo. Ai mà dám chọc vào thôn dân thì cũng chẳng có đường lui, vì phép vua thua lệ làng. Dần dần, họ cũng hiểu ra điều đó và cư xử cẩn thận hơn nhiều. Một người bực bội lên tiếng. Trân Kiều, cô còn chưa đủ rắc rối sao? Đúng đó, trước đó cô vừa cãi ung lên với Lâm Yến, giờ lại đến Lâm Dư Dư có phải sau này lại muốn cãi nhau với thôn dân luôn không? thật ấy chúng ta xuống nông thôn có phải để làm loạn đâu? chúng ta đều là thanh niên trí thức giữa thanh niên trí thức với nhau phải có tinh thần đoàn kết biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau chứ? từng người bắt đầu dạy dỗ trơn kiều mọi người đừng như vậy lúc này Đàm Thanh lên tiếng e chúng ta cũng không biết tình huống lúc đó ra sao mọi người cứ trách mắng như vậy có phải hơi không công bằng với Trân Kiều không? Trân Kiều thấy Đàm Thanh nói giúp mình thì rất cảm động, nghe chị Đàm. Đàm Thanh đi qua năm tay cô ta, e chị tin em, em không cần tự trách, chúng ta đều là thanh niên trí thức, đương nhiên là tin tưởng người một nhà. Nếu không phải cô ta ghét Lâm Dư Dư thì cô ta cũng không tin Trần Kiều. Trần Kiều từ lúc xuống nông thôn tới giờ vẫn luôn ổng a ổng eo, hơn nữa, trước kia trần kiều cũng không coi cô ta ra gì chị nghĩ nhất định là do lâm yến dọn đi rồi nên lâm dư dư ghi hận lên em rồi cãi nhau với em có phải vậy không trần kiều khôi phục lại tinh thần lập tức nói em đúng vậy chính là như vậy cô ta vì chuyện lâm yến dọn đi nên ghi hận vậy nên mới cãi nhau với em rồi đòi dọn đi em còn chưa nói gì cô ta không cần biết lúc này mấy thanh niên trí thức đang nói gì lâm dư dư đã tới nhà đại đội trưởng vợ của đại đội trưởng ê dư dư à sao cô lại đến đây sớm thế ấn tượng của vợ đại đội trưởng với lâm dư dư khá tốt cô bé này biết nhớ ơn người khác hơn nữa cô ấy ngay cả với người xa lạ lý thu hồng cũng tốt như vậy thân mang bệnh còn đi hái thuốc cho người ta không cần biết cô ấy có hiểu dược thật không có tấm lòng là được rồi lâm dư dư để thím ạ à, tôi tìm chú chú có nhà không ạ à? vợ đại đội trưởng ê có có ông ấy cô tới vừa lúc tôi còn đang tính đi tìm cô đây đại đội trưởng cầm điếu thuốc đi ra vì vốn dĩ tôi định sang từ hôm qua cơ sau có ít việc lại quên mất chuyện lý thu hồng là thế nào cô biết dược liệu biết khám bệnh đây cũng không phải là chuyện nhỏ lỡ mà xảy ra chuyện gì dính đến mạng người là to chuyện đại đội trưởng rất nghiêm túc dù sao cũng là chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng của một con người nếu hôm nay lâm dư dư không tới sáng sớm ông cũng phải đi tìm cô lâm dư dư tiến tới trước mặt đại đội trưởng giọng nói đầy tự tin đại đội trưởng em thật sự biết y thuật hôm đó khi tới gặp ngài em đã nói mình hiểu về dược liệu rồi mà vậy nên mới biết phổi mình có chút vấn đề và muốn đi khám hơn nữa Thiếm Lý hôm qua uống thuốc của em, sức khỏe đã hồi phục không ít. Nếu ngài không tin, có thể hỏi thử thiếm ấy. Đại đội trưởng ngẫm nghĩ, biết Lâm Dư Dư không dám nói dối, nhất là trong chuyện khám chữa bệnh, chuyện này không phải đùa được, nếu lừa dối sẽ bị đưa lên đồn công an ngay. Ông cẩn thận cân nhắc và cảm thấy Lâm Dư Dư có khi thực sự biết y thuật. Ông nói, "Được, đi thôi." tôi sẽ cùng cô thăm lý thu hồng ông còn có dự định riêng trong đầu vợ đại đội trưởng nhanh chóng thêm vào tôi cũng đi trên đường tới nhà lý thu hồng lâm dư dư bắt đầu nói đại đội trưởng hôm nay em đến gặp ngài là vì có ba việc muốn nói đại đội trưởng nhìn cô nhíu mày hỏi cô nhiều chuyện thật đấy không phải sức khỏe còn chưa ổn sao lại có chuyện gì nữa đây? Lâm Dư Dư cười nhẹ, không chút bối rối. Chuyện là em đã soạn xong bản thảo rồi. Bản thảo về chuyện của Phạm Quốc Đống ấy. Em muốn mang nó đến tòa soạn báo ở huyện để xem có thể đưa tin về thôn Phạm Gia của chúng ta không, nên cần mượn xe bò. Đại đội trưởng vừa nghe liền dừng động tác hút thuốc, Ý "À, đây đúng là chuyện quan trọng." Nếu thông Phạm Hoa gia được đăng báo khen ngợi trong thời gian ông đang làm đại đội trưởng đội sản xuất thì nhiệm vụ của người làm đại đội trưởng như ông cũng coi như hoàn thành. Nói khoa trương một chút chính là có chết cũng mãn nguyện. Lâm Dư Dư yên lặng chờ ông nói tiếp. Đại đội trưởng, để lát tôi bảo Phạm A ngu đưa cô đi, đúng rồi, còn có hai việc nữa là gì? Lâm Dư Dư, cho chuyện thứ hai là tôi muốn dọn ra khỏi chỗ ở của thanh niên trí thức có thể do tính cách tôi không được tốt sống cùng trần kiều trong ký túc xá một thời gian vân không hòa hợp được nhưng ngài yên tâm tôi sẽ không làm ngài khó xử tôi cũng sẽ giống lâm yến tự bàn bạc với thôn dân để tìm chỗ ở đại đội trưởng vốn cũng cảm thấy phiền phức thanh niên trí thức thật sự quá phiền toái nhưng nghe lâm dư dư nhắc tới lâm yến lâm yến có thể dọn đi được chẳng lẽ lâm dư dư lại không thể ông không nói gì lại cẩn thận nhớ lại Lúc Lâm Yến dọn đi nói gì nhỉ? Cũng nói mình và Trần Kiều tính cách không hợp. Chuyện tới nước này, Lâm Yến và Trần Kiều bất hòa, Lâm Dư Dư cũng không hợp với Trần Kiều, vậy chắc chắn vấn đề nằm ở Trần Kiều. Chẳng lẽ hai người liền mà không ai hợp tính Trần Kiều? Hơn nữa, mọi người đều biết Lâm Dư Dư ra sao, làm việc chăm chỉ, là cô gái tốt. Như vậy, khẳng định là Trần Kiều có vấn đề cái cô Trần Kiều này, phải cho cô ta biết đây là đâu, ai mới là chủ, nếu không sau này lại có thêm một nhóm thanh niên trí thức, lại tiếp tục làm loạn cho không có một ngày yên ổn. Đại đội trưởng rung rung cái tẩu, trong lòng suy nghĩ chút chuyện. Lâm Dư Dư thấy đại đội trưởng không nói gì, nhẹ giọng hỏi, e đại đội trưởng ngài thấy thế nào? Đại đội trưởng thấy cô nói nhỏ còn tưởng dọa cô sợ rồi, e được thôi, cô cứ tìm chỗ ở cho tốt tìm được nơi phù hợp rồi thì đừng kiếm chuyện nghe chưa? Ý ông là, tìm được chỗ ở rồi cũng đừng có để lòi ra chuyện quan hệ nam nữ gì đó. Hiện tại bên trên đang thắt chặt mấy chuyện này, ông vẫn còn muốn tiếp tục giữ chức đại đội trưởng. Lâm Dư Dư, đi ôi, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chú ý hơn nữa, tôi đã từng tuyên thệ với lãnh tụ vĩ đại, chỉ cần quốc gia không cho gọi thanh niên trí thức trở về thành phố, tôi sẽ không kết hôn. Tôi muốn ở lại, cống hiến suốt đời cho thôn phạm gia. Đại đội trưởng nhìn về phía lâm dư dư, vẫn là cô thiếu nữ thanh tú, nhỏ gầy, mới 16 tuổi nhưng lại có chút bất cần. Mắt cô chói lọi rực rỡ, phản phất như đang phát sáng. Nhìn qua, trông cô đã tự tin hơn nhiều so với vẻ e thẹn, hướng nội trước kia, thoạt nhìn phóng khoáng, sáng sủa hơn bao nhiêu từ xưa có câu, ở người từng đi qua âm tàu địa phủ sẽ mở mang nhiều thứ lâm dư dư khi ấy suýt chết đuối sau khi tỉnh lại cô đã thay đổi không ít có lẽ đó cũng là một phần lý do như người xưa đã nói đại đội trưởng cảm khái nghĩ rằng điều này cũng tốt người trẻ tuổi phải có chí hướng như vậy mới đáng quý ông tự nhủ rằng nếu bây giờ mình trẻ lại có lẽ ông sẽ không chọn bà vợ đang đi bên cạnh làm bạn đời bà ta quá cay nghiệt khiến ông quản không nổi nhưng đó chỉ là những mơ tưởng viễn vông mà thôi. Đại đội trưởng liền hỏi tiếp. Thế chuyện thứ ba là gì? Lâm Dư Dư nhìn ông, dõng dạc trả lời: Tôi muốn làm bác sĩ của đại đội mình. Đại đội trưởng sững sờ, không tin vào tai mình. Cô, cô vừa nói gì? Ban đầu ông cảm thấy lời đề nghị này quá đột ngột, nhưng nghĩ kỹ lại. Lâm Dư Dư sẽ không thể đùa cợt với tính mạng của Lý Thu Hồng được. Điều đó chứng tỏ cô thực sự có kiến thức về dược liệu. Từ suy nghĩ đó, đại đội trưởng bắt đầu cảm thấy hứng thú với ý tưởng này. Thời này, một đại đội mà có bác sĩ thì quan trọng biết bao. Không chỉ có lợi cho thôn dân, mà các đại đội sản xuất khác cũng sẽ nhìn họ bằng con mắt khác. Hiện giờ, đại đội của họ không có bác sĩ mỗi lần có người bị thương hay bệnh nặng đều phải chạy sang đại đội tách vách điều này khiến địa vị của họ thấp hơn chút đỉnh nếu không khéo léo và giữ quan hệ tốt đôi khi đại đội kia còn từ chối giúp đỡ chính vì vậy đại đội trưởng cũng bắt đầu có tham vọng ông rất muốn đại đội mình có một bác sĩ nhưng mà không phải lâm dư dư vừa nói mình hiểu dược liệu thì đại đội trưởng liền cho cô làm bác sĩ đại đội trưởng kể chuyện này để xem tình trạng của lý thu hồng rồi lại nói nếu cô hiểu dược liệu thấy mình làm được thì lên trung tâm y tế tìm bác sĩ kiểm tra năng lực đi theo người ta làm cái gì mà cái gì mà thực tập đúng rồi gọi là thực tập đi thực tập một chút nếu các bác sĩ bên trung tâm y tế công nhận thì tôi cho cô làm bác sĩ lâm dư dư vừa nghe lại càng xem trọng đại đội trưởng thêm vài phần cô thấy vị đại đội trưởng cực kỳ sáng suốt không hề bị mấy lời đồn đại làm ảnh hưởng, để các bác sĩ của trung tâm y tế trên trấn kiểm chứng, đảm bảo năng lực của cô. Đồng thời, lúc khám chữa bệnh xảy ra sự cố gì thì đại đội trưởng cũng không bị chỉ trích, không phải chịu trách nhiệm, dù gì cô cũng là bác sĩ được các bác sĩ trên trấn chứng nhận. Đúng là trí tuệ của người dày dạng kinh nghiệm. Lâm Dư Dư thấy mình còn phải học tập đối phương, ở chỗ này phải nhìn nhiều, nghe nhiều, học nhiều vợ đại đội trưởng vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện tới nhà lý thu hồng mới lên tiếng ê cô thu hồng có nhà không lý thu hồng ê có là nhà đại đội trưởng à bà vừa đáp vừa chống gậy đi ra lâm dư dư ê thím thím xuống giường được rồi à sức khỏe thím thế nào rồi cũng không nên miễn cưỡng người bệnh kiên kỵ nhất là miễn cưỡng bản thân lý thu hồng ê không có không có Hôm nay thật sự là cảm thấy khá hơn nhiều, trước kia cứ cảm thấy cả người chẳng có tí sức nào, hôm nay bắt đầu thấy có sức lực rồi nên mới đi lại một chút. Thanh niên trí thức Lâm mà, chuyện này thật sự rất cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi Đang nói, lại nhìn về phía hai vợ chồng đại đội trưởng, đại đội trưởng, sao hai người lại tới đây? Đại đội trưởng nghe hai người nói chuyện cũng thu được ít thông tin dân quê sẽ không vô duyên vô cớ xin nghỉ công điểm chính là lương thực và tiên mấy thứ này là mạng của dân quê như họ lý thu hồng một tháng liên không đi làm vợ đại đội trưởng hồi trước đã từng đến thăm không chỉ có vợ đại đội trưởng mà mấy người có quan hệ tốt với lý thu hồng đều từng tới thăm thật sự là sinh bệnh nhưng họ cũng nghĩ như lý thu hồng bệnh vặt không cần quá coi trọng nghỉ ngơi vài hôm là khỏi ai mà ngờ nghỉ liền một tháng vẫn chưa đỡ nhưng lý thu hồng không đi khám người khác cũng không có cách nào người cần khám người cần trả tiền là lý thu hồng mạng cũng là của lý thu hồng chính người ta không muốn khám người khác còn nói gì được đây nhưng hiện tại thấy sắc mặt lý thu hồng tuy còn tái nhợt nhưng bộ dạng thoải mái nhẹ nhõm hơn liền biết thuốc của lâm dư dư có tác dụng vợ đại đội trưởng nói kể cả tháng nay cô không đi làm tôi và đại đội trưởng đều không yên tâm nên đến xem thử hơn nữa không phải thanh niên trí thức lâm tự khám bệnh bốc thuốc cho cô sao chúng tôi cũng lo có chuyện gì lý thu hồng hiểu ra sẽ cảm ơn hai vợ chồng nhà đại đội trưởng đã quan tâm bản lĩnh của thanh niên trí thức lâm thật đúng là bà dựng thẳng ngón cái lên gây bệnh của tôi hồi trước cứ ho không ngừng cảm giác như sắp ho cả nội tạng ra luôn ấy cả người lại không có sức đi vệ sinh một chuyến cũng phải nằm một ngày mới hồi lại được Thế mà hôm qua uống một ngày thuốc của thanh niên Trí Thức Lâm đã hồi sức lại ngay, hôm nay đã tự xuống giường đi lại được rồi. Bát thuốc sáng nay tôi vừa uống là tự sắc được đó. Vợ đại đội trưởng, e có hiệu quả là tốt rồi, có hiệu quả là tốt rồi. Mọi người đều đi làm, chỉ thiếu mỗi cô, nói chuyện cũng mất vui, đến lúc đó còn chờ cô đến cùng làm đó. Lý Thu Hồng, Y Vân, tôi cũng mong vậy. Đại đội trưởng, e thanh niên trí thức Lâm, mấy loại thảo dược cô dùng có đắt không? Lâm Dư Dư tròn mắt nói, e đại đội trưởng, đây đều là tôi tự hái trên núi, không mất tiền. Nói tới đây, cô nhìn trái nhìn phải, còn rất trẻ con mà đến nói nhỏ với đại đội trưởng, e nhưng nếu mở phòng khám trong đại đội thì vẫn phải thu ít tiền thuốc để tượng trưng, chứ đồ miễn phí ai cũng muốn dành. Thảo dược trên núi là hữu hạn, bị dành hết thì người bệnh lại không có thuốc. Vợ ai đội trưởng cười nói, kể cái cô bé này cũng thông minh lắm cơ. Đạo lý này, bọn họ đều hiểu. Lâm Dư Dư nói tiếp, còn không phải sao, tôi còn lên kế hoạch rồi, núi này là của quốc gia, nhưng đặt ở thôn Phạm Gia, nói đây là núi của thôn Phạm Gia chắc cũng không nói quá đâu nhỉ. Hái thảo dược ở trên núi mà thu tiền các hương thân thì không hay, mà miễn phí cũng không ổn, nên tôi liên nghĩ, tiền thu được giao cho ủy ban thôn, sau này đều dùng cho việc của thôn, đại đội trưởng nói xem có được không? Đại đội trưởng nghe xong cũng cảm thấy hợp lý. Giống như bác sĩ bên đội sản xuất cách vách, thuốc mà ông ta hái về bán thì tiền đều thuộc về ông ta. Đại đội cũng không thu của ông ta, và thật ra họ cũng ngại thu. Bởi nếu cưỡng chế thu tiền, lỡ ông ta không tận tâm chữa bệnh thì sao? Từ xưa đến nay, dù là cổ đại hay hiện đại, không ai muốn đắc tội với bác sĩ cả đại đội trưởng ngạc nhiên khi thấy lâm dư dư chỉ là một cô gái trẻ mà đã biết suy tính thấu đáo như vậy nhưng ông cũng không phải người ngốc có những cơ hội nếu bỏ qua rồi thì không bao giờ có lại ông hỏi vậy chẳng phải sẽ thiệt thòi cho cô sao cô lên núi hái thuốc đại đội lại lấy tiền vậy cô sống bằng gì lâm dư dư mỉm cười chuyện đó đơn giản thôi tôi hái thuốc khám bệnh thì ngài cứ coi như tôi đang lao động bình thường tính công điểm cho tôi là được đại đội trưởng suy nghĩ một chút thấy ý kiến này khá hợp lý tuy nhiên đại đội của ông từ trước đến nay chưa từng có bác sĩ ông cũng không biết các đại đội sản xuất khác tính công điểm cho bác sĩ thế nào vậy nên chuyện này còn cần phải tìm hiểu thêm ông gật đầu thế này đi Tôi sẽ nhớ kỹ việc này. Trước tiên cô cứ lo trị bệnh cho Lý Thu Hồng đã, rồi tính tiếp." Lâm Dư Dư đáp lại ngay. "Đại đội trưởng, loại bệnh vặt như của Thím Lý thì không thể nói chính xác lúc nào sẽ khỏi hoàn toàn. Nhưng theo tình trạng hiện tại, tôi có thể chăm sóc thím ấy đến lúc thím xuống giường và có thể đi làm lại. Ngài thấy thế nào?" Đại đội trưởng cười hài lòng chính là ý đó lâm dư dư vì vậy thì ngài cứ yên tâm vợ đại đội trưởng e đúng rồi dư dư à không phải cô đang muốn tìm chỗ ở sao tôi thấy nhà thu hồng rất thích hợp nhà họ chỉ có hai bà cháu ông lễ tuổi còn nhỏ ở chung cũng không có gì phải đề phòng không bằng cô cứ ở lại nhà bọn họ vợ đại đội trưởng khá thân với lý thu hồng thấy nhà lý thu hồng có mỗi hai bà cháu lỡ có xảy ra chuyện gì cũng không có người giúp đáng thương lắm hơn nữa nhà của thu hồng cũng còn khá mới căn nhà này năm đó xây lên làm nhà cưới cho phạm đại sơn ai ngờ phạm đại sơn vả lại lâm dư dư làm người không tệ lý thu hồng cũng vậy ở cùng nhau rất thích hợp chứ để lâm dư dư tự tìm chỗ ở thì cô đâu biết tính tình từng người ra sao cũng chỉ có người địa phương như bà mới biết bản tính con người nơi đây Nói vậy không phải là để vạch khuyết điểm của người khác mà chỉ là nói thật thôi. Lý Thu Hồng nghe thì không hiểu cái gì hết, kẻ thanh niên trí thức Lâm muốn tìm chỗ ở Á. Đây là chuyện gì vậy? Lâm Dư Dư cảm thấy vợ đại đội trưởng đúng là thần trợ công, cô cũng tính sống ở đây, còn muốn thương lượng với thiếm lý một chút, không ngờ vợ đại đội trưởng đã nói thay rồi, còn cần cô tự mở miệng nữa sao? Vợ đại đội trưởng kể lại mọi chuyện một lần nữa, Kể tóm lại là, dư dư và thanh niên trí thức sống không hòa hợp nên muốn dọn ra ngoài ở. Tôi thấy chỗ này của cô Thanh Tịnh, cũng có phòng ở, dư dư dọn lại đây còn có thể chăm sóc cho ôn lễ. Đương nhiên, chờ cô hết bệnh rồi cũng có thể chăm sóc dư dư một chút, mọi người quan tâm chăm sóc lẫn nhau cũng tốt lắm. Đương nhiên, vợ đại đội trưởng cũng cố ý muốn bày tỏ thiện ý với Lâm Dư Dư, nghe ý của chồng bà là muốn cho Lâm Dư Dư làm bác sĩ của đại đội, chính là bác sĩ đó bà đương nhiên sẽ hy vọng thanh niên tri thức lâm sẽ nhớ mình từng giúp cô lý thu hồng đang lo không biết làm thế nào để cảm ơn lâm dư dư vừa nghe vợ đại đội trưởng nói vậy lập tức nói Kể vậy thì tốt quá nhà tôi còn có một gian phòng trống phòng này hướng nam ở rất thoải mái nhà lý thu hồng xây theo hình chữ u vì nhân khẩu ít nên chính giữa là nhà chính hai bên là hai gian phòng gian phòng thứ ba này vừa đúng hướng nam gian phía bên trái chia thành hai phòng phía trước là phòng lý thu hồng cũng là hướng nam phía sau là phòng chứa đồ lương thực cất ở chỗ đó gian bên phải cũng chia như vậy phía trước là phòng bếp phòng phía sau có phòng tắm nên để tắm rửa lúc trước xây như vậy là tính cả phòng cho cháu trai nhưng bởi vậy nên nhà lý thu hồng còn gian phòng trống chính là gian hướng nam bên cạnh nhà chính lâm dư dư biết rõ kết cấu nhà bà còn rất hài lòng với căn phòng đó đã là phòng hướng nam còn có phòng tắm ở nông thôn tìm được phòng ở như vậy đã là tốt lắm rồi đối với lời mời của lý thu hồng lâm dư dư cũng không có do dự vì vậy vậy cảm ơn thím lý lý thu hồng e khách khí làm gì cái gì cũng không bằng cô đã cứu tôi một mang vẫn là là nhờ cô khuyên giải tôi đó cô bé ạ à. lâm dư dư cảm động nói để thím thu lưu cháu cũng là một phần ân tình ngoài mẹ cháu ra thím là người đối xử với cháu tốt nhất nhưng mẹ cháu ly hôn với cha cháu rồi tái giá từ sớm bên cha cháu cũng không thích cháu vì cháu là con gái cháu cháu vẫn luôn chỉ có một mình lý thu hồng vì về sau cháu cứ yên tâm ở đây cha đại sơn cũng mất sớm một mình thím làm quả phụ nuôi con trai lớn mà sau con trai cũng mất có con gái tri kỷ sống chung với thím thím cũng rất vui lâm dư dư vì vậy cháu đi làm việc trước xong việc cháu dọn qua đây nhé lý thu hồng ê được cháu bận gì cứ làm cho xong đi lâm dư dư ê sao không thấy tiểu ôn lễ ạ à? lý thu hồng y ôi thím vừa bị bệnh một cái cỏ heo trong nhà đều do thằng bé cắt về cho heo ăn đứa nhỏ này sáng sớm đã đi cắt cỏ heo rồi tim lâm dư dư thắt lại tiểu ôn lễ nhà cô đã bao giờ vất vả như vậy chứ Nhưng cô cũng không nói gì thêm Bởi vì cô biết Ở thời đại này trẻ con đều phải trải qua những việc như vậy Việc cô có thể làm chỉ là sau khi chuyển tới đây Thì giúp thằng bé nhiều hơn Tiểu ôn lễ thật là đứa bé ngoan Đứa trẻ ngoan như vậy cũng nên đi học rồi thím nhỉ Cô đang muốn hỏi thăm xem Lý Thu Hồng có ý định cho tiểu ôn lễ đi học không Theo cô thấy Lý Thu Hồng tốt với tiểu ôn lễ như vậy, Hẳn là có, quả nhiên Lý Thu Hồng nói Ngày đại đội chúng ta không có trường học Nếu cho ôn lễ đi học phải sang đại đội cách vách Ở chỗ này đều là mấy đại đội chung một trường tiểu học Mà hiện tại ôn lễ nhìn vẫn còn nhỏ Đi đoạn đường dài như vậy đi học thím thật sự không yên tâm Thím tính đợi thêm 2 năm nữa rồi cho thằng bé đi sau Vợ đại đội trưởng nói Cái trường học toàn nhận học sinh từ 8 tuổi trở lên thôi Nhỏ quá thì không biết nghe lời lên lớp sẽ gây mất trật tự Trường học sẽ không nhận chúng đâu Hơn nữa Bọn trẻ không nhớ được lâu Hôm nay vừa học hôm sau đã quên rồi Học phí thì vẫn phải đóng đủ Vậy chẳng phải là lãng phí tiền sao Vậy nên Người ở đây toàn để con lên 8 tuổi mới cho đi học Lâm dư dư Thì hóa ra là thế à Vậy thế này đi Đợi cháu chuyển vào đây Thời gian rảnh sẽ dạy tiểu ôn lễ học trước một ít Thím sẽ không phản đối chứ lý thu hồng vừa nghe đã mừng rỡ sao mà có chuyện phản đối chứ thanh niên trí thức lâm là học sinh trung học cô đồng ý dạy cháu trai bà thì còn gì bằng người khác cầu còn không được bà xúc động nói thanh niên trí thức lâm thím cảm ơn cháu còn không kịp thật sự rất biết ơn cháu vợ đại đội trưởng đứng bên cạnh cũng thấy có chút hâm mộ bà cũng có cháu trai cháu gái mà chồng lại là đại đội trưởng kiến thức nhiều hơn những phụ nữ trong thôn nếu con cháu bà được giáo dục từ sớm chẳng phải lúc vào học sẽ vượt xa các bạn đồng trang lứa sao cái này gọi là gì nhỉ à kẻ con chim dậy sớm sẽ bắt được sâu nhưng bà chỉ hâm mộ thế thôi nhà bà không còn dư phòng cho lâm dư dư ở hơn nữa nhà lại có con trai đã trưởng thành cho cô vào ở cùng cũng không tiện bỗng lâm dư dư quay sang vợ đại đội trưởng nhẹ nhàng nói dù sao dạy một đứa cũng là dạy dạy hai đứa cũng vậy thím cứ đưa cháu nhà mình đến nhưng tôi chỉ nhận mấy đứa trẻ ngoan ngoãn không được gây ồn ào quá tôi không quản nổi đâu lời của lâm dư dư khiến vợ đại đội trưởng bừng tỉnh rồi bà mừng rỡ như không tin vào tai mình thật hả thanh niên trí thức lâm dư dư à có thật không đấy bà vừa nói vừa nắm chặt tay lâm dư dư là người quanh năm làm việc ngoài đồng sức bà rất khỏe chứng tỏ bà đang kích động đến mức nào đến cả đại đội trưởng đứng bên cạnh cũng không khỏi động lòng hai mắt sáng lên trong lòng ông thầm nghĩ lâm dư dư trước kia vốn là người chăm chỉ ít nói nhưng thật ra cô rất khôn khéo chỉ là chưa từng thể hiện ra mà thôi nhưng loại khôn khéo này không gây hại cho ai ông hoàn toàn có thể chấp nhận lâm dư dư điềm đạm nói tiếp đương nhiên là thật chờ tôi vượt qua kỳ kiểm tra của các bác sĩ trên trấn tôi còn có thể dạy bọn trẻ trong thôn kiến thức về dược liệu nhưng mấy đứa này không thể nhỏ quá phải biết chữ nếu không tôi giảng bọn chúng không hiểu mà đưa sách thì cũng không đọc được nghe đến đây đại đội trưởng càng cảm thấy hào hứng cô nói thật chứ ông nghĩ lâm dư dư dù sao cũng là thanh niên trí thức một ngày nào đó nếu có cơ hội cô có thể sẽ trở về thành phố dù quốc gia không triệu hồi thanh niên trí thức về nhưng nếu gia đình có cách họ cũng sẽ gọi con em mình trở lại khi đó dù muốn ngăn cũng không được nhưng nếu lâm dư dư có thể truyền dạy kiến thức dược liệu cho bọn trẻ trong thôn thì đó sẽ là điều vô cùng quý giá như vậy những kiến thức ấy còn có thể truyền lại cho thế hệ sau đại đội trưởng lúc này tất nhiên không thể biết rằng sau này đất nước sẽ phát triển thế nào và rồi mọi người sẽ đều được đi học lâm dư dư nói thật đấy ạ à, mọi người đều tốt thì thôn phạm gia mới có thể tốt lên đại đội trưởng gật gù mắt ánh lên vẻ đồng tình mọi người đều tốt thì thôn phạm gia mới tốt đúng nói rất đúng thanh niên trí thức lâm cô đúng là người tốt là một tấm gương sáng đột nhiên từ xa lâm yến vội vã chạy tới thở hổn hển dư 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 cô vừa chạy vừa lo lắng hỏi tớ nghe nói cậu và trần kiều cãi nhau rồi còn muốn dọn ra ngoài có đúng không thật xin lỗi tất cả là do tớ liên lụy đến cậu có phải vì tớ không ở đó nên cô ta trút giận lên cậu không lâm yến cảm thấy mình rất thân thiết với lâm dư dư và có lẽ trần kiều không làm gì được mình nữa nên đã chuyển sang lâm dư dư để xả giận cô quá lo lắng không để ý rằng xung quanh còn có đại đội trưởng và những người khác vừa thấy lâm dư dư Lâm Yến đã lập tức hỏi luôn, không kiềm chế được. Lâm Dư Dư vội vàng giải thích: Ê Không phải, không phải, không liên quan đến cậu, là do Tớ, Tớ với Trần Kiều tính cách không hợp nên mới muốn dọn đi. Không hề liên quan gì đến cậu hết, Yến Tử, cậu đừng nghĩ nhiều. Lâm Yến, thì cậu không cần an ủi Tớ đâu, Tớ biết là do Tớ mà, cậu không muốn Tớ tự trách nên mới nói vậy chứ gì. Dư Dư. Dọn ra cũng tốt, ở ngoài tự tại hơn nhiều. Nếu không thì cậu đến ở với tớ, nhà Phạm Hồng Hoa cũng khá tốt, phòng tớ ở cũng không nhỏ, dư sức cho hai đứa mình. Lâm Dư Dư, hệ yến tử, tớ tìm được chỗ ở rồi, chính là nơi này. Lâm Yến, ở nơi này. Cô nhìn hoàn cảnh sống xung quanh, chỗ này còn tốt hơn bên nhà Phạm Hồng Hoa. Nhưng cô cũng không biết gì về nhà Lý Thu Hồng kẻ ở đây có ổn không đó cô kéo lâm dư dư lại nhẹ giọng hỏi lâm dư dư thì thầm vì vợ đại đội trưởng giới thiệu khẳng định không thành vấn đề lâm yến vừa nghe liên yên tâm tuy cô mời lâm dư dư đến sống chung nhưng thực ra cô cũng đã ở một mình một phòng quen rồi hai người cứ mãi ở chung một căn phòng cô cũng không thoải mái lắm còn không bằng như bây giờ cô có phòng dư dư cũng có phòng điều tiếc núi duy nhất là hai người không ở chung một nhà. Nếu ở cùng nhau thì tốt, có thể tiện tâm sự. Dư Dư, vậy cậu định khi nào chuyển nhà? Nếu là sau khi tan làm thì tới tới giúp cậu được. Lâm Dư Dư cũng không giấu giếm, kể lát nữa tớ phải lên huyện đem bản thảo nộp cho tòa soạn báo trước rồi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thuận tiện phối ít thuốc cho Thiềm Lý luôn. Trên núi tuy rằng có thể hái thuốc. Nhưng tốc độ chậm Số loại thuốc có hạn Vẫn phải ra nhà thuốc hoặc bệnh viện để mua Nói đến chuyện này Cô quay sang thím Lý Ê thím, thím mà có mệnh hệ gì Ông lễ còn nhỏ vậy thì phải làm sao Cho nên ấy Có chút tiền này thím không được tiếc đâu Lý thu hồng thở dài Ê thím hiểu mà Cháu cứ bốc thuốc đi Trong nhà có tiền Thím đi lấy tiền cho cháu Lâm dư dư ê tiền không vội chờ cháu lấy thuốc về rồi thím trả sau cũng được. Lý Thu Hồng, y vậy cũng được. Lâm Dư Dư lại nói với Lâm Yến, kẻ thuận đường lên huyện tớ sẽ ngó qua xem có thịt không, nếu có thì tối gọi cậu sang ăn cơm. Coi như là ăn mừng chỗ ở mới. Nếu không có thịt thì đợi trưa cô về rồi chiều lên núi xem thử. Lâm Yến nuốt nuốt nước miếng, thì hy vọng là có thịt, tớ đã một tháng không được ăn thịt rồi. Ngày nghỉ tháng trước cô còn cùng Lâm Dư Dư lên huyện ăn bánh bao thịt. Lâm Dư Dư cũng thèm, so với Lâm Yến càng thèm ăn. Lâm Yến là một tháng, nhưng cô là hai năm rồi đó. Hai người hàng huyên một phen. Lâm Dư Dư trở về ký túc xá thanh niên trí thức. Mọi người đều đã đi làm, không còn ai ở đó. Lâm Dư Dư lấy cái túi quân đội của mình ra, xếp ít đồ vào rồi đeo tới chuồng bò. Lại nó, cái túi này cũng đẹp lắm cứ như túi sách bằng vải bạc. Phạm A ngu chở Lâm Dư Dư lên huyện nhưng Phạm A ngu không biết phố huyện ở đâu nên chỉ dừng xe ở cổng ngoài, Lâm Dư Dư tự xuống hỏi đường. Tòa soạn báo là một trong những đơn vị quan trọng nhất trên phố huyện, gần như tất cả người ở đây đều biết. Lâm Dư Dư hỏi hai người đã tới được cửa tòa soạn. Lâm Dư Dư vào tòa soạn, nói với ông bác trong phòng bảo vệ: Nghe "Chào bác, tôi là thanh niên trí thức mới xuống nông thôn." Tôi muốn tìm gặp nhà báo của tòa soạn, bác xem có được không ạ? À? Tòa soạn luôn mở cửa chào đón mọi người đến phản ánh các vấn đề trong cuộc sống, sau đó ký giả sẽ căn cứ vào tài liệu nhận được để đăng tin. Nhưng thực tế, người tìm đến như Lâm Dư Dư lại rất ít. Ông bác, cô tìm nhà báo để làm gì? Lâm Dư Dư, kể là thế này, mấy ngày trước, lúc tôi giặt đồ không may ngã xuống nước, là các hương thân cứu tôi, còn đưa tôi tới chỗ bác sĩ, vô cùng quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi mới về xây dựng nông thôn 2 tháng, lần đầu tiên thật sự cảm nhận được hết sự thân thiện và tốt bụng của các hương thân, tôi muốn để ký giả đăng tin về chuyện này, nhân cơ hội truyền tải đến mọi người một thông điệp, chỉ cần mỗi người đều bày tỏ lòng yêu thương của mình thì thế giới sẽ ngập tràn hạnh phúc. Nói rất đúng. Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng Lâm Dư Dư. Chỉ cần mỗi người đều bày tỏ lòng yêu thương của mình thì thế giới sẽ ngập tràn hạnh phúc. Câu này thật hay, cô nhóc, cô làm thanh niên trí thức ở chỗ nào? Thật ra, Lâm Dư Dư không thể không biết có người tiếp cận mình. Là một vị năng giả, dù chỉ mới ở cấp 1, nhưng các giác quan của cô vẫn nhạy bén hơn người thường. Cô chỉ giả vờ như không biết mà thôi. Nhìn cách ăn mặc và khí chất của người đàn ông, Lâm Dư Dư thẳng thắn nói Chào lãnh đạo, tôi là người từ thành phố ít 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 đến thôn Phạm Gia làm thanh niên trí thức Đây là năm đầu tiên tôi ở đây Người đàn ông trung niên gật đầu Lúc mới tới chắc cũng không quen nhỉ Lâm Dư Dư đáp Đúng là không quen, ở đây khổ quá, nhưng giờ thì tôi cũng dần quen rồi Cô nói thật, và những lời chân thành thường khiến người khác dễ dàng tin tưởng người đàn ông hỏi không phải cô đến nộp bản thảo sao bản thảo viết xong rồi chứ lâm dư dư lấy bản thảo ra viết xong rồi mời ngài xem thử nếu có chỗ nào không tốt mong ngài góp ý giúp tôi người đàn ông lật bản thảo ngay tại chỗ sau khi xem xong ông không thể không thốt lên bản thảo này lời văn hay mà dạt dào cảm xúc cô nhóc có muốn theo nghề báo không tôi thấy cô rất có tài văn chương đấy lâm dư dư sửng sốt cảm thấy choáng váng cô đã quyết định làm bác sĩ ở thôn phạm gia để cải thiện cuộc sống thế mà giờ ông chú này lại hỏi cô muốn làm nhà báo sao cô không cho rằng mình có tài hoa gì bản thảo này chỉ là một câu chuyện thật viết ra từ trải nghiệm của chính mình nếu viết về những chuyện khác Có lẽ cô cũng không biết bắt đầu từ đâu Vậy nên Lâm Dư Dư chặn luôn ý tưởng đó Để cảm ơn lời mời của ngài Tôi đã quyết định sẽ làm bác sĩ rồi Người đàn ông trung niên hỏi lại Thì vào tòa soạn báo không bằng làm bác sĩ sao Lâm Dư Dư giải thích đây cũng không phải Tòa soạn sẽ mở mang kiến thức của tôi Có thể cho tôi biết hướng đi của quốc gia Tình hình xã hội qua từng con chữ cái gọi là ú tài không ra khỏi cửa cũng biết chuyện thiên hạ thì đều nhờ có công lao của tòa soạn báo. Nhưng mà... Nhưng mà, điều kiện ở thôn Phạm Gia đặc biệt kém, nơi đó không có bác sĩ, ai bị bệnh đều phải sang đại đội cách vách tìm thầy lang hoặc lên tận trung tâm y tế. Cứ như vậy, rất có khả năng sẽ làm chậm trễ việc chữa bệnh, gặp tình huống nghiêm trọng có khi còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường đi, cuối cùng bỏ mạng cho nên tôi muốn làm bác sĩ cố gắng là chút chuyện cho thôn phạm gia quốc gia đưa thanh niên trí thức chúng tôi xuống nông thôn để xây dựng và phát triển nông thôn tôi đã tìm được ý nghĩa của bản thân ở thôn phạm gia rồi người đàn ông nghe lâm dư dư nói qua hồi lâu mới cười nói ê cô đúng là không tệ biết được ý nghĩa của bản thân y thuật của cô rất tốt sao lâm dư dư đầu lắc như trống bỏi ê không tốt gì đâu toàn là tôi tự học Sau đó, cô lại kể về thân thế của nguyên chủ Cha mẹ ly hôn từ nhỏ Vì mẹ nên cô trộn đọc sách, học dược lý Tìm đến bác sĩ đông y để học hỏi Dù sao cũng tạo thành hình tượng cô con gái ngoan ngoãn Không phải cô muốn kể khổ mà đầu tiên là ai cũng đồng tình với kẻ yếu Thứ hai là y thuật của cô phải có xuất xứ rõ ràng gây vậy nên đại đội trưởng của bọn tôi mới không yên tâm Ông ấy nói muốn đưa tôi đi học tập chỗ các bác sĩ ở trung tâm y tế có được sự công nhận của bác sĩ rồi cho tôi về mở phòng khám người đàn ông trung niên vừa nghe đã thấy cái này cũng quá thiếu tính quy phạm rồi nhưng thôn phạm gia đúng là cách huyện rất xa ông gật đầu ê được rồi cô trở về đi bản thảo tôi sẽ đưa cho nhà báo trong tòa soạn lâm dư dư hề cảm ơn ngài lúc lâm dư dư ra khỏi tòa soạn còn tò mò quay đầu lại nhìn chỉ thấy người kia vẫn đứng đó cũng không biết ông là ai chắc là làm sếp ở toàn soạn rồi hy vọng bản thảo này sẽ được đăng báo để cô được sống thật tốt ở thôn phạm gia tiếp đó lâm dư dư lại đi tiệm thuốc mua vài thang thuốc trung y điều trị sức khỏe của bản thân cũng mua một ít thuốc mà lý thu hồng cần sau đó lại đi cung tiêu xả đáng tiếc là cũng không có thịt một cân thịt khó cầu a à, nếu không phải vào những dịp đặc biệt trong năm ngày thường căn bản là không có thịt mua không được thịt lâm dư dư liền nảy ra chủ ý lên núi kiếm vài món ăn hoang dã vậy hai cân phiếu thịt trong tay cô không cần dùng nữa vì thế cô hỏi người bán hàng tại cung tiêu xả chị à ta có phiếu thịt ta muốn đổi phiếu đường ngài có muốn đổi không người bán hàng còn chưa kịp lên tiếng có một bác gái bên cạnh liền nói trời tôi có phiếu đường tôi có phiếu đường cô gái tôi đổi với cô cô có bao nhiêu phiếu thịt chúng ta đổi như thế nào a à? người bán hàng chặn lại nói Ê cô gái tôi đổi với cô tôi cũng có phiếu đường phải biết rằng phiếu thịt còn hiếm hơn phiếu đường nhiều lâm dư dư nhìn hai người cô nói lời đối với bác gái rồi cười cười Ê thím lúc nãy tôi đã hỏi chị gái này trước cho nên tôi muốn đổi với chị ấy trước nếu chị ấy không đổi tôi mới có thể đổi với thím bác gái nói Ê, không có việc gì không có việc gì cô đúng là rất hiểu chuyện a à. bác gái ăn mặc chỉnh chu vừa thấy chính là người có điều kiện về mặt kinh tế cho nên lễ tiết cũng khá tốt lâm dư dư lấy ra hai cân phiếu thịt cho chị gái tôi có phiếu thịt hai cân tôi muốn đổi hai cân phiếu đường cô xem như thế có được không loại chuyện như đổi một cân phiếu thịt lấy một cân phiếu đường người bán hàng dĩ nhiên không phản đối sau khi đổi hai cân phiếu đường Lâm Dư Dư lập tức sử dụng Cô mua hai cân đường đỏ Món này phải có phiếu đường mới mua được Sau đó Cô lại tiêu tiền mua 3 cân kẹo sữa đại bạch thỏ Mua kẹo sữa thì không cần phiếu đường Nhưng giá lại khá cao một cân phải tốn hai khối tiền Lâm Dư Dư không có phiếu sữa bột Nên cô muốn mua kẹo sữa để bồi bổ cho bản thân và tiểu ôn lễ cộng tất cả chi phí cho đường đỏ và thuốc trung y, hôm nay cô đã tiêu hết 11 đồng. May mắn thay, hôm nay có kẹo sữa đại bạch thỏ. Ngày thường, hàng hóa khang hiếm nên thường xuyên hết hàng. Hôm nay có hàng là nhờ vào hai tấm phiếu thịt. Người bán hàng cảm thấy mình chiếm tiện nghi của người khác, nên đã lấy kẹo sữa đã được cất giấu ra bán cho Lâm Dư Dư. Đến giữa trưa, Lâm Dư Dư không muốn về thôn Phạm Gia ăn cơm, nên khi tiệm cơm quốc doanh mở cửa cô vào trong mua vài cái bánh màng thầu và một ít đồ ăn lại tốn thêm một cân phiếu lương thực trên đường trở về lâm dư dư chia cho phạm a ngưu một cái màng thầu coi như cảm ơn ông đã đưa cô tới huyện thành hôm nay lâm dư dư về đến thôn phạm gia đã giữa trưa cô không ghé chỗ ở của thanh niên trí thức mà trực tiếp đến nhà lý thu hồng gia đình lý thu hồng đã ăn trưa xong không ai đi làm nên ăn sớm hơn một chút họ không biết lâm dư dư có ghé đến ăn cơm hay không nhưng kết quả là cô đã tới lý thu hồng đang ngồi trong viện phơi nắng điều này khá tốt cho người bệnh trước đây bà không nghĩ mình sẽ có những lúc nhàn nhã như vậy nhưng giờ đã suy nghĩ thật cẩn thận thấy lâm dư dư trở lại lý thu hồng vội vã hỏi thanh niên trí thức lâm cháu đã trở về rồi cháu ăn trưa chưa lâm dư dư kệ cháu ăn rồi cháu mua bánh màng thầu trên đường về nhà đã ăn rồi vẫn còn lại mấy cái lấy tới chia cho thím cùng tiểu ôn lễ lý thu hồng kệ không cần không cần chúng ta đã ăn xong lâm dư dư kệ thím cảm thấy cơ thể thế nào lý thu hồng kệ thoải mái hơn buổi sáng một chút vẫn còn ho khan lại có chút thở hỗn hển nhưng cảm thấy bản thân đã có tinh thần lâm dư dư cho thím bị thương đến phổi cho nên những điều này đều bình thường cháu có mua cho thím một ít thuốc chuyên trị liệu phổi sẽ không ảnh hưởng đến những loại thuốc đang dùng có thể thay phiên mà uống lý thu hồng chị ai cảm ơn ngươi a thanh niên trí thức lâm tổng cộng hết bao nhiêu tiền để thím trả lại cho cháu lâm dư dư ê một đồng ba mao thật ra cô có thể nói không cần nhưng tính rõ ràng rạch rời mới có thể ở chung lâu dài được hơn nữa trong lòng Lý Thu Hồng, bản thân mình đã cứu bà ấy, nếu không cầm tiền của bà ấy, sợ là về sau, bà ấy sẽ cảm thấy thấp hơn một bậc, sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Lý Thu Hồng, kệ thím lập tức đi lấy tiền. Tuy một khối tam mau là rất đắt, nhưng sức khỏe tốt mới là điều quan trọng nhất, cho nên Lý Thu Hồng khẽ cắn môi. Thuốc mà Lâm Dư Dư mua cho Lý Thu Hồng quả thật là không sai, bằng không mấy loại thuốc bình thường sao có thể đắt như vậy tuổi của lý thu hồng khá lớn nếu lại tiết tiền không bồi bổ thân thể điều trị một chút thì làm sao được cho nên cô liền trực tiếp mua thuốc cho bà lâm dư dư thề thím chậm một chút không cần gấp hơn nữa cháu còn thuê nhà của thím a còn phải trả tiền thuê phòng đâu chúng ta cũng muốn từ từ tính toán a lý thu hồng kể tiền thuê phòng không cần trả mấy căn phòng ở nông thôn chúng ta không đáng tiền tính tiền thuê phòng để làm gì nếu cháu thích nơi này cảm thấy thoải mái liền cứ việc ở hơn nữa cháu có ân với thím cùng ôn lễ ta càng không thể thu tiền thuê phòng của cháu lâm dư dư liền biết lý thu hồng sẽ như vậy cô nói y vậy không được nếu thím không thu tiền thuê phòng của cháu cháu luôn cảm thấy như đang chiếm tiện nghi của thím vậy cháu sẽ cảm thấy không được tự nhiên lãnh đạo đều nói rồi không thể chiếm tiện nghi của nhân dân lý thu hồng Ê sao có thể giống nhau được lâm dư dư kẻ thím nghe cháu nói cháu xem căn phòng mà lâm yến thuê của nhà phạm hồng hoa phòng đó của hơn nhà của thím nhiều lắm phòng thím còn mới như vậy bên đó trả tiền thuê là một tháng một đồng như vậy đi cháu cũng trả cho ngài một tháng một đồng thím xem vậy có được không lý thu hồng kẻ thanh niên trí thức lâm nha cái này vẫn là lão bà ta chiếm tiện nghỉ a lâm dư dư cũng không phải a Thím xem, cháu ở nơi này, còn phải dùng phòng tắm, nhà xí của nhà thím, nhưng thùng phân ở nhà vệ sinh cũng không cần cháu đi đổ đi. Cho nên A, vẫn là cháu chiếm tiện nghỉ. Còn có A, khả năng tài nghệ nấu cơm của cháu cũng không tốt lắm, về sau còn phải dựa vào thím, cháu lại chiếm chỗ hời rồi A. Lý Thu Hồng thật là dở khóc dở cười, bà cũng biết, cô nương này là vì tốt cho nhà bà, vậy vậy nghe theo ý của cháu đi lâm dư dư nói xong chuyện này trong lòng cũng vô cùng vui vẻ vậy vậy ta trả lại tiền cho thím cháu liên một năm trả một lần hiện tại là tháng tư vậy cháu liên từ tháng năm bắt đầu thanh toán thím xem thế nào lý thu hồng e được lâm dư dư lấy tiền ra kể từ tháng năm đến tháng mười hai còn có tám tháng cháu phải trả cho thím tám đồng trừ đi chi phí thuốc men của ngày hôm nay là một đồng ba mao của ngài sáu đồng bảy mao Trả tiền, Lâm Dư Dư mới hỏi đến tiểu ôn lễ kia thím, sao không nhìn thấy ôn lễ A2. Lý Thu Hồng, kể thằng bé cả tháng này bởi vì lo lắng bệnh tình của thím, vẫn luôn ở nhà, hiện tại thấy thím đã đỡ hơn nhiều rồi, liền chạy ra ngoài chơi, sáng nay nó còn nhớ mong cháu đấy, nói sao chị còn chưa tới, nếu biết cháu đã trở lại, thằng bé khẳng định sẽ rất vui vẻ. Lâm Dư Dư, kể cũng không biết vì sao đối với đứa nhỏ này cảm thấy rất hợp mắt chỉ nhìn thôi liền đặc biệt yêu thích lý thu hồng e lại nói tiếp đứa nhỏ đó cũng vô cùng yêu thích cháu có lẽ cháu không biết lúc ta vừa mới dẫn thằng bé về đây thằng bé vô cùng sợ người lạ mỗi ngày đều bám lấy thím thím đi nơi nào thằng bé liền đi nơi đó trải qua hai năm đến bây giờ thật ra thằng bé đã thích ứng nơi này nhưng đối mặt với những người xa lạ Thằng bé vẫn không thích trò chuyện cùng họ. Nhưng đối với cháu thằng bé lại vô cùng yêu thích. Lâm dư dư, ở đây đại khái chính là duyên phận đi. Thím, cháu đi dọn đồ, sau đó phải đi chỗ ở của thanh niên trí thức dọn dẹp lại chút đồ vật. Lý Thu Hồng, kẻ thím đã quét dọn qua phòng ốc, cháu dọn đồ lại đây là được. Ngày hôm qua uống một ngày thuốc, sáng nay, giữa trưa lại uống thêm vài lần. Lý Thu Hồng khôi phục thực nhanh chóng. Lâm Dư Dư, kể cảm ơn thím. Cô mang đồ đi vào phòng, liền đi chỗ ở của thanh niên trí thức sửa sang dọn đẹp lại. Lúc cô đến chỗ ở của thanh niên trí thức, mọi người đều có mặt ở đó, nhìn thấy cô trở về, thái độ của mọi người đều khá tốt, mở miệng chào hỏi. Đàm Thanh nhìn nhìn cô không nói gì, giá mặt cô ta không dám làm gì Lâm Dư Dư chỉ sợ cô sẽ đem chuyện của mình cùng phạm cường nói ra ngoài lại nói nữa cũng không biết phạm cường có tính toán gì cô ta cần phải tìm thời gian đi hỏi lại một chút bất quá từ sau khi bị lâm dư dư bắt gặp chuyện của cô ta cùng phạm cường cô ta cũng không dám lén đi tìm phạm cường nữa trân kiều liếc mắt nhìn lâm dư dư một cái cũng không nói gì cô đã nói rõ với đàm thanh nếu lâm dư dư dọn đi rồi Đàm Thanh Liên dọn lại đây. Cứ như vậy, ký túc xá có thể thoáng đãng một chút, các cô cũng có người làm bạn. Lâm Dư Dư đi vào sửa sang lại đồ vật, kỳ thật cũng không có gì, đồ của cô. Phải nói là đồ của nguyên chủ còn ít hơn đồ của Lâm Yến. Bất quá cô mới vừa cất đồ vào trong túi, Lâm Yến liền tới rồi, "Hệ Dư Dư, đồ đạc của cậu dọn dẹp xong chưa?" Lâm Dư Dư, em mới vừa dọn dẹp lại. Xong rồi, sao cậu lại tới đây? Lâm Yến, để tớ tới giúp cậu dọn đồ a. À? Trần Hà cũng đi đến, để chị cũng tới hỗ trợ. Ba người chỉ cần dọn một chuyến liền xong rồi, dọn tất cả đồ đạc đến nhà Lý Thu Hồng, nhìn đến phòng của Lâm Dư Dư, Trần Hà nhịn không được nói, lại nơi này cũng thật tốt a." À? Căn phòng còn khá mới, phòng ốc cũng sạch sẽ, bên trong sơn một lớp vôi màu trắng, hơn nửa giường cũng mới đừng nói là trân hà bản thân lâm yến nhìn cũng thích a à, nhà phạm hồng hoa là nhà cũ phòng ốc không có trắng hay xanh cho nên liếc mắt một cái chỗ tốt chỗ xấu liền hiện ra rõ ràng phòng của nhà lý thu hồng vốn dĩ là chuẩn bị cho con trai lúc kết hôn hơn nữa là xây mới tự nhiên là cẩn thận chút chỉ là lâm dư dư Diễn tử chị trần hôm nay cảm ơn mọi người giúp mình chuyển nhà buổi tối sau khi tan tầm mời mọi người tới nơi này ăn cơm chiều A. Lâm Yến, ê được nha. Thời điểm cô chuyển nhà có mời Dư Dư ăn cơm, Dư Dư chuyển nhà mời cô ăn cơm, cho nên cô cũng không cảm thấy có việc gì. Trân Hà, ê không cần, chuyện này có gì đâu, chỉ là sách vài thứ mà thôi. Lâm Dư Dư, vậy cũng không được, chúng ta đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, ở chỗ này không có người thân. Cho nên việc chúc mừng ta dọn đến nhà mới, cũng chỉ có thể kêu mọi người, huống hồ chị Trân chị ngày thường rất chăm sóc chúng tôi. Trần Hà, y vậy được rồi, ta làm chị liền tới đây, chị đi trước a. Lâm Dư Dư, ê tốt, em đây không tiễn a. Trần Hà, nghe tiễn cái gì mà tiễn? Chờ khi Trần Hà đi rồi, Lâm Dư Dư vào phòng lấy hai cục kẹo sữa đại bạch thỏ từ trong túi ra nhét vào trong tay Lâm Dư Dư kệ suýt. Lâm Yến vừa thấy đôi mắt liên sáng lên kệ từ đâu ra a à? Lâm Dư Dư thì hôm nay mua cho cậu ăn đó Lâm Yến thì cảm ơn a à. vốn dĩ cô còn cảm thấy Dư Dư không còn thân thiết với cô như trước kia nhưng hiện tại lại cảm thấy là do bản thân hiểu lầm kệ đã lâu không ăn cái này hôm nay cậu như thế nào có thể mua được nó a à? lần trước đi cũng chưa có hàng. Lâm Dư Dư trộn nói, Rê Kỳ thật tớ vốn muốn đi mua thịt, định tối nay mời cậu ăn thịt đấy, bọn mình lâu lắm rồi không ăn thịt mà, nhưng cung tiêu xã không có thịt, tớ liền dùng phiếu thịt đổi thành phiếu đường với người bán hàng, lúc đó người ta mới lấy đồ giấu đi bán cho tớ. Lâm Yến, y ôi, làm người bán hàng đúng là tốt thật, có cái gì tốt đều giấu đi được. Lâm Dư Dư, thì còn không phải sao? hai người hàng huyên một lát lâm yến liền đi buổi chiều cô ấy còn phải làm việc chờ lâm yến đi rồi lâm dư dư nói với lý thu hồng kệ thím cháu lên núi hái thuốc hôm nay sẽ về sớm chút cháu mời lâm yến và trần hà tới ăn cơm chiều dù gì cũng là chuyển sang nhà mới mời mấy thanh niên trí thức quan hệ tốt cùng nhau chúc mừng một chút lý thu hồng e đúng là nên vậy trong nhà có trứng gà còn có đồ ăn nếu muốn thịt vậy giết một con gà mái già nhé. Tuy bà cũng tiếc trứng với con gà mái già nhưng thanh niên trí thức Lâm có ân với bà, gà thì nuôi lại là được mà. Lâm dư dư nói, e không cần không cần, còn không bằng để lại cho nó đẻ trứng, lúc đó mời khách ăn trứng là được rồi. Nói không chừng hôm nay cháu vận khí tốt, lên núi đụng phải gà rừng. Thú lớn thuộc về đại đội, phải chia ra với các hương thân, nhưng mấy con nhỏ như gà rừng, thỏ hoang thì không cần chia, ai bắt gặp thì cứ yên lặng bắt về nhà ăn, ai cũng ngầm hiểu là vậy. Chẳng qua, cho dù mọi người đều biết cũng không thể lôi chuyện này ra nói, nói ra đi ý nghĩa liền khác rồi. Lý Thu Hồng cười cười, bà nghĩ Lâm Dư Dư đang đùa. Chỉ là, bà sai rồi, Lâm Dư Dư không hề nói đùa. Lâm Dư Dư lên núi, việc đầu tiên là đi tới chỗ có giả tham, mấy cây nhỏ cô chừa lại lần trước đang phát triển rất tốt. Tiếp theo, cô bắt đầu dùng dị năng tìm kiếm các loại đồ vật. Lúc trước ở ký túc xá thanh niên trí thức, yêu cầu của cô với đồ ăn chỉ là lấp đầy bụng. Đồ ăn ở nơi này đối với người tới từ mặt thế như cô chính là một loại phúc lợi, cho nên cô ăn gì cũng hạnh phúc. Nhưng hiện tại đã ổn định lại, cô có nhiều thứ để lựa chọn, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tỉ như nấm này gừng dại này, rồi một nhĩ dại, vân vân. Lâm dư dư hái toàn bộ bỏ vào sọt. Đặc biệt là lúc này mọi người đều đang làm việc, căn bản không ai phát hiện ra. Đương nhiên, nếu có người tới gần, cô cũng có thể cảm giác được. Có đầy đủ các loại gia vị, Lâm Dư Dư chuyển mục tiêu sang mấy con vật hoang dã. Sau nửa giờ, cô bắt được một con gà rừng cân rưỡi. Để tránh việc nó kêu ra tiếng, Lâm Dư Dư trực tiếp vạn gãy cổ nó. Một con gà rừng cũng là tương đối rồi. Tiếp theo, cô bắt đầu đi hái thảo dược. Trở lại Lý Gia mới ba giờ hơn. Lý Thu Hồng đã ngủ rồi. Người bệnh uống thuốc xong hay buồn ngủ. Nhưng mà cô lại thấy tiểu ôn lễ ngồi trên bậc của. Tiểu ôn lễ. Tiểu ôn lễ thấy Lâm Dư Dư đã trở lại. Vội chạy tới. Ê chị, chị về rồi ạ? À? đôi mắt to trong veo nhìn lâm dư dư lâm dư dư e đúng vậy chị về rồi chị về từ trưa nhưng nghe bà nói em đang đi chơi sao giờ lại ngồi đây tiểu ôn lễ chị em chơi một lát liền trở lại rồi bà bảo chị lên núi hái thuốc nên em ngồi đây chờ chị lâm dư dư cái tiểu ôn lễ ngoan quá tiểu ôn lễ ngoan như vậy chị phải thưởng em cái gì đây nhỉ tiểu ôn lễ háo hức nói không cần không cần chị chị ở đây là tốt rồi chị ơi bà bảo chị sẽ ở lại nhà mình có thật không ạ à? lâm dư dư mỉm cười là thật đó em có vui không tiểu ôn lễ reo lên vui lắm mà thật sự là quá tốt luôn nói xong thằng bé còn vỗ tay phấn khởi hai người vừa nói vừa cười đi vào sân lâm dư dư bỏ đồ đạc vào bếp rồi lấy dược liệu bỏ vào giỏ trúc mang ra ngoài phơi nắng sau đó cô lại lấy ra gà rừng nấm gừng dại và một nhĩ dại tiểu ôn lễ tròn mắt qua thằng bé vội lấy tay che miệng rồi nhỏ giọng nói chị ơi gà vì chưa thấy gà rừng bao giờ thằng bé không biết đây là gà rừng nhưng nhìn thì cũng giống con gà chị ơi con gà này bất động lâm dư dư cái đây là gà rừng chị bắt được trên núi tối nay chúng ta ăn thịt gà nhưng em không được nói cho ai khác đâu nhé nói ra là chúng ta mất ăn đó tiểu ôn lễ nghe vậy càng bịt chặt miệng hơn nhưng thằng bé có bịt chặt đến đâu lâm dư dư vẫn nghe được tiếng nuốt nước miếng lâm dư dư cười rồi lại xoa nhẹ đầu thằng bé không biết trẻ con nhà khác ra sao nhưng tiểu ôn lễ rất kén ăn thằng bé chỉ thích ăn thịt không thích ăn rau nhưng từ khi tới đây thì thằng bé cũng không có quyền kén ăn nữa nghĩ đến đây lâm dư dư hỏi chị em thích ăn thịt sao tiểu ôn lễ gật đầu gật rất mạnh lâm dư dư để chúng ta chờ lát nữa rồi ăn thịt gà em phải tới phụ giúp thì mới có ăn nhá. Tiểu ôn lễ tiếp tục gật đầu. Lâm dư dư, thì em đi nhóm lửa đi, phải vặt lông gà trước đã. Tiểu ôn lễ, ê vâng ngà. Cũng may cô có ký ức của nguyên chủ, nếu không cô cũng không biết làm gà thế nào. Lâm dư dư đổ nước vào nồi, tiểu ôn lễ đã lưu loát nhóm lửa lên. Nước vẫn chưa sôi, Lâm dư dư vào phòng một chuyến, lúc ra cầm theo hai viên kẹo sữa hình thỏ để cho này cảm ơn em đã giúp chị nhóm lửa cô không bao giờ cho nhiều nếu cho nhiều bị lý thu hồng biết được sẽ không cho đứa bé nhận hơn nữa trẻ con không biết kiêm chế cho nhiều thì ăn nhiều vậy cũng không tốt ngày một ngày chỉ có thể ăn một viên thôi đó tiểu ôn lễ không lấy ngay mà nhìn lâm dư dư để chị cho em ạ à. lâm dư dư e đúng vậy Cầm đi ăn đi. Tiểu Ôn lễ lắc đầu, không dám lấy. Quả dại thằng bé còn dám lấy, kẹo trái cây bình thường cũng lấy được, nhưng kẹo sữa hình thỏ này đắt lắm, thằng bé không lấy. Tiểu Ôn lễ chưa từng ăn kẹo sữa hình thỏ, nhưng vẫn biết là loại này đắt lắm, thằng bé từng thấy bạn mình ăn, bạn ấy nói, đây là loại kẹo đắt nhất, dùng rất nhiều tiền mới mua được. Người bạn kia còn giữ lại giấy gói kẹo suốt ngày đi khoe khoang với đám trẻ. Lâm dư dư, lại cầm lấy đi, chị không cho không em đâu. Tiểu ôn lễ mở to mắt nhìn cô, em muốn em đưa tiền sao? Lâm dư dư dở khóc dở cười nhéo cổ thằng bé, em đương nhiên không phải, em có tiền sao? Tiểu ôn lễ lắc đầu, thì em không có tiền, nhưng em có thể cắt cỏ heo, có thể đào dung cho gà ăn để gà đẻ quả trứng thật to đem đi bán. Lâm Dư Dư cười, cười đau lòng, cho chị không cần tiền, nhưng em phải phụ chị làm việc. Tiểu ôn lễ, thì em biết làm việc, em hay phụ bà làm lắm, bà khen em làm giỏi. Vừa nói vừa nhìn kẹo sữa. Cái đôi mắt nhỏ này, Lâm Dư Dư nhìn thấy lại nhịn không được muốn nhéo mũi thằng bé. Vậy lúc chị nấu cơm em phải giúp chị nhóm lửa, chị hái dược liệu về em phải giúp chị xếp ra em giúp chị một việc chị liền thưởng cho em một viên kẹo sữa thế nào tiểu ôn lễ vừa nghe e thật cả lâm dư dư e đương nhiên rồi chị là người lớn mà người lớn thì không nói dối tiểu ôn lễ ờ người lớn cũng sẽ nói dối nói đến cái này thằng bé hơi buồn giọng cũng có chút nghẹn ngào khi bà bị bệnh lúc nào bà cũng bảo mai sẽ khỏi nhưng qua mấy cái ngày mai rồi bà vẫn chưa khỏi gì cả, vậy nên người lớn cũng nói dối. Lâm Dư Dư thoáng liếc qua cửa, Lý Thu Hồng đã tỉnh, cố hết sức đi từng bước chậm rì rì tới cửa, nghe được động tĩnh bên trong, bà dựa vào cửa không vào, không ngờ nghe được lời này của cháu trai. Bà lại một lần nữa nhận ra, trước kia mình sai rồi. Sinh bệnh không thể trì hoãn, tiêu tiền mà nhanh khỏi bệnh mới là quan trọng nhất để bệnh ngày càng nặng thêm vừa tốn nhiều tiền hơn vừa khiến đứa trẻ trong nhà lo lắng lâm dư dư hề bà không muốn tiểu ôn lễ lo lắng cho nên mới nói như vậy nói dối có hai loại một loại là tốt một loại là xấu nhưng dù tốt hay xấu cũng không nên nói dối như vậy cho nên chờ bà khỏi bệnh rồi tiểu ôn lễ phải nói với bà lừa trẻ con như vậy là không tốt để bà xin lỗi tiểu ôn lễ như vậy thì về sau bà sẽ không lừa tiểu ôn lễ nữa. Không. Tiểu ôn lễ lại lắc đầu, em không cần bà xin lỗi, bà biết sai là được rồi. Lâm dư dư, thì vì sao? Tiểu ôn lễ, nghe bà là người lớn, người lớn mà xin lỗi trẻ con sẽ xấu hổ lắm, em không cần bà xin lỗi đâu. Lâm dư dư, cái đứa bé này lanh lợi ghê nha. Vậy đi, Hai viên kẹo sữa hình thỏ này em đều cầm lấy, một viên là thưởng em giúp chị nhóm lửa, một viên thưởng trước, lát nữa em giúp chị vặt lông gà. Tiểu Ôn lễ, y hoa, cảm ơn chị. Lý Thu Hồng qua một lúc lâu mới đi vào, thấy hai người ở bên nhau bà rất mừng. Bà thấy việc để thanh niên trí thức Lâm tới đây ở là vô cùng sáng suốt, thanh niên trí thức Lâm hiểu biết nhiều, có thể dạy dỗ cháu bà. Vậy bà cũng không nên nhận tiền thuê nhà của thanh niên trí thức lâm nhưng nếu không nhận thì nhất định cô sẽ không chịu đến ở bà chỉ có thể trợ cấp cho cô bằng con đường khác lý thu hồng vào bếp thì hai người đang làm gì đó tiểu ôn lễ ê bà thằng bé chạy qua đưa hai viên kẹo cho lý thu hồng ê bà ơi cho bà kẹo này ăn kẹo rồi uống thuốc sẽ không thấy đắng nữa bệnh cũng có thể mau mau khỏi Lý Thu Hồng ngồi sổng xuống, e bà không ăn kẹo. Tiểu ôn lễ, e nói dối, đâu có ai không thích ăn kẹo đâu. Hai chữ e nói dối e lại làm Lý Thu Hồng buồn khổ, bà rất sợ đứa cháu này lại cho rằng bà đang nói dối. Nhưng lần này, bà không thể không gạt thằng bé, e bà không nói dối đâu, bà lớn tuổi rồi nên răng không tốt. Người lớn tuổi ăn kẹo dễ bị hỏng răng, trụng mất răng luôn mất răng rồi thì bà không ăn những thứ khác được nữa vậy nên không phải bà đang nói dối với cháu đâu cháu cháu không tin thì hỏi chị xem nói rồi lý thu hồng dùng ánh mắt cầu xin nhìn lâm dư dư lâm dư dư cũng hiểu ý của bà sao bà có thể ăn kẹo của cháu trai được tiểu ôn lễ cũng nhìn lâm dư dư hai người đều chờ cô trả lời lâm dư dư thật ra thì lời này vừa có chỗ đúng vừa có chỗ không đúng lý thu hồng nghĩ thâm xong đời nhất định cháu trai sẽ nói bà nói dối nghĩ đến bộ dạng cháu mình nghiêm túc lên án mình nói dối bà lại thấy xấu hổ lâm dư dư cười khẽ e bà của em lớn tuổi rồi không thể ăn nhiều kẹo không thì sẽ bị sâu răng nhưng có thể ăn một miếng nha cho nên tiểu ôn lễ ăn một nửa kẹo thỏ trắng dư lại một nửa để dành cho bà em nhé Tiểu ôn lễ vừa nghe, lập tức nhìn Lý Thu Hồng, kệ thật không ạ? À? Thật sự. Lý Thu Hồng thở vào nhẹ nhõm một hơi, bảo vệ được thể diện trước mặt cháu trai. Tiểu ôn lễ bốc một viên kẹo sữa, tự mình cắn một miếng lớn rồi để miếng nhỏ còn lại cho Lý Thu Hồng. Kệ bà ơi, ăn miếng nhỏ này thì bà sẽ không bị sâu răng. Vì sợ hàm răng của bà bị hỏng nên tiểu ôn lễ cố ý cắn miếng lớn, chừa lại miếng nhỏ cho bà. Lời nói này khiến Lý Thu Hồng và Lâm Dư Dư dở khóc dở cười. Lý Thu Hồng ăn viên kẹo cháu trai đúc, tò mò hỏi Lâm Dư Dư, kẹo Lâm thanh niên trí thức, sao cháu bắt được con gà rừng này? Lâm Dư Dư sớm nghĩ ra lý do để trả lời, kẹo cháu có vận khí tốt, con gà này bị dây leo cuốn lấy. Lúc cháu tới thì nó đang dế dụa nên cháu bắt nó luôn. Lý Thu Hồng, y ôi trời, vận khí đúng là tốt. Lâm dư dư, thì hôm nào cháu lên núi là mấy cái hố bẫy, sau này hái thuốc xong thì thuận tiện nhìn nó một cái. Lý Thu Hồng, vì vậy cháu phải cẩn thận, mang về thì nhớ giấu cho kỹ, đừng để người ta thấy. Dù món ăn dân giả nhỏ này không cần nộp lên nhưng cũng không tránh khỏi việc có người miệng xấu, lan truyền tin đồn khắp nơi. Đây chính là thịt, ai mà không đỏ mắt. Lâm Dư Dư, Kỳ Vân một giờ sau, Lâm Dư Dư, Lý Thu Hồng và Tiểu Ôn Lễ cùng nhau vặt lông gà rừng sạch sẽ. Sau khi rửa sạch gà rừng, chỉ còn hơn 2 cân rưỡi. Lâm Dư Dư cắt nó ra. Ơ thím, chúng ta lấy một nửa nấu canh, nửa còn lại thì để ngày mai ăn. Một nửa cũng nhiều hơn một cân. Cô cắt từng khúc nhỏ rồi cho vào nồi canh, đủ ăn cho bốn người lớn thêm một đứa nhỏ. Lý Thu Hồng ở ừ, nghe theo ý cháu. Trong nhà còn củ cải, canh gà hâm củ cải, nhìn có vẻ nhiều hơn một ít. Lâm dư dư, ị vân. Gà rừng hầm củ cải, lại thêm nấm mèo rồi múc ra ba bát canh đầy. Đương nhiên vì củ cải nhiều nên canh gà rừng hầm củ cải dễ uống hơn ăn củ cải luộc. Nhà Lý Thu Hồng có một cái nồi, nuôi dùng để hầm canh thì không thể nấu cơm. Cho nên cô liên lấy khoai lang, bánh bao và màn thầu chưng cách thủy sau đó lâm dư dư lại cắt miếng mỡ cạnh da gà để xào với cải trắng cải trắng cũng là của nhà lý thu hồng trên đất nhà bà là trăm loại của cải cải trắng nên cô và tiểu ôn lễ ăn không sợ thiếu mở gà xào cải thảo không có nồi nhưng mở gà rất thơm xào với cải thảo cũng không tệ cuối cùng lâm dư dư làm thêm món trứng gà xào Cô xào trứng gà rừng mà mình nhặt được, bởi vì số lượng củ cải nhiều nên thêm cải trắng và trứng gà thì đủ cho bốn họ ăn. Lâm Dư Dư không biết nấu cơm nhưng nhờ vào ký ức của nguyên chủ nên cô có thể là một số món ăn quen thuộc. Với thời đại, đặc biệt là ở nông thôn, không nhất định phải ăn ngon, chỉ cần ăn no bụng là được. Với lại đã qua xử lý nên có hương vị tự nhiên là tốt. Chờ Lâm Yến và Trần Hà tan tầm thì phải hơn 6 giờ, lâm dư dư lo lắng tiểu ôn lễ đói bụng nên cầm một cái bánh bao cắp hai miếng thịt gà và hai miếng củ cải cho thằng bé ăn no trước tiểu ôn lễ ăn miếng thịt thơm ngon lộ ra biểu tình phong phú ê e ăn ngon ăn ngon thật nếu mỗi ngày có thể ăn thịt thì tốt rồi lý thu hồng ê e đứa nhỏ này cũng lâu rồi không được ăn thịt từ tết đến bây giờ cũng được hai tháng rồi lâm dư dư để ăn ngon thì ăn nhiều một chút ngày mai chúng ta làm tiếp tiểu ôn lễ lắc đầu để chị và bà ăn nhiều thì cơ thể mới hết gầy và không bị ốm chờ lâm yến và trần hà tan tâm nhìn thấy thịt gà và củ cải trên bàn cơm thì cực kỳ kinh ngạc họ không ngờ lâm dư dư còn lấy thịt gà ra chiêu đãi các cô suy nghĩ đầu tiên của họ là lâm dư dư giết gà mái của nhà lý thu hồng trần hà còn lôi kéo lâm dư dư nói Dư dư, có phải cháu đã giết gà mái của nhà thím không? Chúng ta đều quen biết cháu, cháu không cần phải giết gà mái chiêu đãi chúng ta đâu. Lâm Yến cũng nói theo, thì hey, không được. Đây là gà mái đẻ trứng nên sao thím có thể bỏ được? Cậu mới tới đây nên không thể làm vậy. Cô lo lắng bạn tốt bị người khác kết bỏ, lo lắng họ ở chung không tốt. Lâm Dư Dư vội vàng giải thích, ê hey, không đúng không đúng. Hai người đừng hiểu lầm, đây không phải gà mái của nhà thím. Hôm nay vận khí tốt, lúc lên núi thì nhặt được con gà rừng. Cô nói lại lý do mà mình đã nói lý Thu Hồng trước đó. Lâm Yến, y vận khí này cũng quá tốt. Gà rừng mập như vậy mà bị dây leo cuốn lấy. Lý Thu Hồng nghe xong, "Các cháu đừng coi thường dây leo, các cháu lên núi thì nhớ cẩn thận." một số dây leo nếu các cháu đụng phải sẽ khiến các cháu bị thương trân hà đệ thím nói rất đúng cháu nhớ rõ mấy năm trước có người bị vướng vào dây leo rồi ngã xuống núi mọi người không cẩn thận là coi chừng bị thương lâm yến thè lưỡi để biết rồi sau này sẽ cẩn thận bữa cơm chiều tất cả mọi người ăn rất vui vẻ nhất là trân hà và lâm yến Trần Hà xuống nông thôn đã nhiều năm, trừ đại đội giết heo để ăn Tết ra thì thanh niên trí thức đều được phân vài lạng thịt. Ngày thường thật sự không có cơ hội này nhưng vài lạng thịt quá ít, cũng không đủ cho mỗi người một miếng. Mà hôm nay, chỉ thịt thôi đã ăn đến 2 đến 3 miếng, còn lại là nấm mèo dại, còn có canh gà ngon như thịt. Lâm Yến cũng vui vẻ ăn, xuống nông thôn được 2 tháng nhưng một tháng trước, sau khi cô và Lâm Dư Dư đi lên huyện ăn bánh bao thịt thì đến giờ vẫn chưa đụng tới thịt. Thế nhưng thịt trong bánh bao không nhét đủ kẻ răng, không thể ăn thoải mái như hôm nay. Giống với Trân Hà, tuy hôm nay có thể ăn 3 đến 4 miếng thịt nhưng canh gà cũng uống rất ngon, rất tươi. Nấm cũng ăn ngon, mềm, còn có củ cải cũng rất ngọt thật ra Lý Thu Hồng không muốn uống canh gà. Bà sinh bệnh một tháng, còn chưa thể ăn đồ dầu mỡ nên bà chỉ ăn một ít củ cải tuy củ cải cũng có dầu nhưng không nhiều bằng canh gà tiểu ôn lễ sướng nhất lâm dư dư xé da gà xuống rồi lấy thịt bỏ vào chén của cậu nhưng mà cô cũng không để cậu ăn nhiều ăn no căng sẽ không tốt còn mỗi mình lâm dư dư thì ngược lại cô ăn da gà đã bị xé xuống ăn da gà có thể dưỡng da làm giảm lão hóa da nên lâm dư dư rất thích ăn đương nhiên hàm lượng mỡ cao nên cô không thể ăn nhiều nhưng mà với thời đại này thì muốn ăn nhiều cũng là ước mơ sau khi ăn xong trần hà và lâm yến vô cùng cao hứng trở về lâm dư dư thu dọn nhà bếp lúc canh gà đang sôi thì lâm dư dư múc ra một cái chén nhỏ cô định sẽ nấu cháo vào ngày mai nhưng mà lúc rửa chén thì phát hiện không tốt đó là cô vô cùng khó rửa sạch dầu mỡ nên lâm dư dư đi xuống bếp lấy một ít tro trong bếp lò bôi vào chén cô rửa một hồi thì dầu mỡ không còn vô cùng sạch sẽ tiểu ôn lễ ê qua cái này có thể rửa chén sao thật là sạch sẽ lâm dư dư nói mấy chất thải này dùng để rửa bát thật sự rất sạch tiểu ôn lễ gật đầu đúng vậy chỉ có điều cần dùng nhiều nước quá nước sắp hết rồi lâm dư dư nghĩ một chút vậy chờ lát nữa chị đi gánh nước em có muốn đi theo không tiểu ôn lễ vui vẻ đáp muốn à khi lâm dư dư đi gánh nước tiểu ôn lễ cầm thùng gỗ nhỏ để múc nước theo thùng gỗ nhỏ vừa đủ để múc nước trong giếng nên tiểu ôn lễ không cảm thấy nặng nề khi họ gánh nước về thấy đại đội trưởng đang ở trong sân ông nhìn thấy họ liền hỏi lâm thanh niên trí thức hôm nay chuyện ở tòa soạn báo thế nào rồi lâm dư dư đáp tôi đã gửi bản thảo lên tòa soạn tôi còn gặp người giống như lãnh đạo của tòa soạn khả năng được đăng báo là rất lớn cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay nhưng có lẽ tôi chỉ nghĩ nhiều Đại đội trưởng nghe vậy trong lòng rất vui. Dự đoán của cô có khả năng đúng. Nếu không phải là lãnh đạo tòa soạn, sao lại nói những lời đó? Ôi trời, đứa nhỏ này, người ta mời cô làm trong tòa soạn mà cô lại không đi. Học sinh cấp 3 như cô ở đây thật là lãng phí tài năng. Lâm Dư dư cười. Không phải là lãng phí sao? Thanh niên trí thức kết bỏ nơi này. Thông dân cũng ghét bỏ thanh niên trí thức. Chúng ta đang chán ghét nhau. Cô nghĩ có lẽ người ta chỉ khách sáo thôi. Hơn nữa, cô còn phải chăm sóc Tiểu Ôn Lễ. Nếu cô lên huyện, không biết sẽ mang cậu theo thế nào. Hai ngày sau, Lâm Dư Dư mỗi ngày đều lên núi hái thuốc, dẫn Tiểu Ôn Lễ theo. Nhưng khi biết Tiểu Ôn Lễ muốn cắt cỏ, cô không yên tâm. Cô không thể từ chối nên chỉ có thể tự làm cô nghĩ cho cậu lao động cũng là một cách rèn luyện cơ thể thế nên lâm dư dư hái thuốc còn tiểu ôn lễ cắt cỏ cho heo rất tốt sáng hôm nay sau khi hai người rời giường họ ăn một quả trứng luộc uống chén cháo khoai lang rồi lên núi nửa con gà còn lại để hôm sau ăn vậy nên hai ngày này cô không phải ăn chay lâm dư dư bắt đầu suy nghĩ dùng dị năng để quan sát vị trí động vật hoang dã không thể không nói dị năng hệ thực vật thật sự rất hiệu quả vì cô có thể lợi dụng thông tin mà thực vật truyền lại những điều này chỉ có cô biết khi phát hiện động vật hoang dã lâm dư dư nhắm vào một con thỏ rừng cô lặng lẽ thúc giục thực vật trói chân thỏ lại sau đó cô gọi tiểu ôn lễ ôi trời tiểu ôn lễ mau xem là thỏ rừng. Tiểu ôn lễ nhìn thấy, mắt sáng lên. Qua wow, có thể ăn thịt. Lâm dư dư, y. đứa nhỏ này không phải nên nói thỏ con thật đáng yêu. Em muốn nuôi sao? Trên thực tế, đoạn này trong tiểu thuyết nếu so với thực tế thì rất ít xuất hiện. Sau khi bắt được thỏ rừng, hai người còn đào rau dại, hái nấm mèo dại chất đầy thảo mộc và cỏ heo liền trở về. Bởi vì đều là cây cỏ nên sọc tương đối nhẹ, Lâm Dư Dư cổng sọc của mình, lại xách theo sọc của tiểu ôn lễ. Trở lại nhà Lý Thu Hồng, Lý Thu Hồng chặn lại nói, Ê e, Dư Dư, đại đội trưởng vừa tới tìm cháu. Cậu ấy nói là có việc quan trọng muốn nói với cháu, cháu nhanh đi tìm đại đội trưởng đi. Lâm Dư Dư nghe xong thì không vội, kệ e, cháu liền đi đây. Đúng rồi. Thím ơi, chúng cháu nhặt được một con thỏ rừng nên nhờ thím xử lý giúp. Thím chỉ cần lột lông thỏ rồi xử lý tốt, chờ trời lạnh có thể là miếng lót dưới đế giày cho tiểu ôn lễ. Sau đó lại lót thêm một miếng vải thô bên ngoài, người ta nhìn thấy cũng không biết đây là lông thỏ đâu. Lý Thu Hồng, ý ôi trời, còn nhặt thỏ rừng. Dư Dư, vận khí của cháu thật là tốt. Dưới con mắt của người già vận khí và phúc khí không khác nhau lắm. Vận khí tốt cũng có nghĩa là phúc khí tốt. Lâm Dư Dư cười cười, e sau đó, thím cắt riêng cho cháu một cái đùi thỏ để mang đi phơi khô. Cháu muốn gửi về cho mẹ cháu nếm thử. Dù mất một cái đùi thỏ, Vân đủ ăn cho hai người lớn và một đứa nhỏ. Trong ký ức của nguyên chủ, cô chưa từng làm thịt phơi nhưng phụ nữ ở nông thôn thường làm nên Lý Thu Hồng sẽ biết làm. Lý Thu Hồng, y a, à, được, cháu cứ yên tâm. Bà đã uống thuốc được 4 đến 5 ngày rồi. Bây giờ người đã khỏe hơn nên làm việc nhà cũng thành vấn đề. Bà vốn muốn bắt đầu làm việc nhưng Lâm Dư Dư nói nếu dưỡng bệnh thì nhất định phải dưỡng cho hết bệnh, còn không thì sau này bệnh sẽ nặng hơn. Bà cho là đúng nên quyết định không bắt đầu làm việc. Cho nên mấy ngày nay, bà ở nhà giúp Lâm Dư Dư sắp xếp lại dược liệu, phơi dược liệu nấm mèo rau dại còn có cây nấm thanh niên trí thức lâm là một đứa nhỏ hiếu thảo muốn phơi khô nấm mèo và cây nấm để gửi về cho người mẹ trong thành lâm dư dư cùng lý thu hồng nói thêm vài lời thì liền đi tìm đội trưởng đại đội trưởng ở trong văn phòng thôn ủy cùng kế toán và thư ký chờ các cán bộ của đại đội thảo luận về chuyện này khi ông nhìn thấy lâm dư dư tới vội vàng đón cô vào Kẻ thanh niên trí thức Lâm, cháu xem đây là cái gì? Lâm Dư Dư nhìn tờ báo là biết bên trong đang nói cái gì. Cô vừa cầm lên liền thấy bản thảo mà mình gửi vào ngày đó đã được đăng lên báo. Nội dung đã bị chỉnh sửa, việc đó bình thường vì dù sao đây là một bản thảo tất nhiên có giới hạn số lượng chữ, nhưng nội dung chính vẫn không thay đổi. Mục đích là thể hiện mối quan hệ tốt giữa thông dân và thanh niên trí thức nhất là bỏ thêm câu nói của cô ở cuối bài viết chỉ cần mỗi người đều dân một tấm lòng nhân ái thế gian sẽ biến thành một thiên đường thư ký kệ e thanh niên trí thức lâm đây là lần đầu tiên thôn phạm gia của chúng tôi có mặt trong bài báo đây là một sự kiện vinh dự cô thật là may mắn lâm dư dư chặn lại nói e không có không có là phạm quốc đống đã cứu tôi Phạm Quốc Đống là người của thôn Phạm gia nên có thể coi là thôn Phạm gia đã cứu tôi. Thôn Phạm gia cho tôi niềm tin để tiếp tục sống, tôi chỉ đang báo đáp thôn Phạm gia. Đây là việc nên làm thôi. Hơn nữa, cũng không tính là tôi báo đáp thôn Phạm gia vì tôi chỉ viết ra những chuyện thật sự xảy ra. Thư ký, E000, cô đã báo đáp thôn Phạm gia của chúng tôi? không phải là thôn phạm gia của chúng tôi muốn mở phòng khám sao sau này chúng ta không phải tìm thầy thuốc ở cách vách xem sắc mặt của đại đội ở cách vách lâm dư dư vừa nghe vui sướng hỏi ai e đã xác định rồi sao thư ký nhìn dáng vẻ vui sướng của cô thì gật đầu đại đội trưởng ai e đừng vui mừng quá sớm hôm nay tôi và thư ký đi học ở công xã nhận được thông báo từ cấp trên trong huyện Tôi thấy thông báo này có liên quan đến vị lãnh đạo tòa soạn báo mà cô đã gặp vào mấy ngày hôm trước. Lâm Dư Dư tò mò hỏi. Thông báo cái gì vậy? Đại đội trưởng trả lời. Cấp trên thông báo rằng mỗi đại đội sản xuất trong huyện sẽ chọn ra vài thanh niên trí thức hiểu y dược. Họ sẽ tham gia cuộc thi của trấn, những ai vượt qua sẽ thực tập ở công xã 2 tháng. Cuối cùng, sẽ chọn ra một thực tập sinh ưu tú để thực tập 3 tháng ở bệnh viện huyện. Dù thực tập ở công xã hay bệnh viện, cuối cùng họ đều trở về đại đội và trở thành nhân viên y tế. Ông nhìn về phía Lý Thu Hồng. Gần đây, chúng ta quan sát thấy sức khỏe của bà Lý tốt lên rất nhiều. Vì vậy, tôi quyết định đưa danh ngạch này cho cô. Ông tiếp tục. Thanh niên trí thức Lâm, cô không cần cảm thấy áp lực chúng tôi không đòi hỏi cô phải có danh ngạch thực tập trong bệnh viện chỉ cần cô thông qua cuộc thi công xã là chúng tôi đã vui mừng rồi có nhân viên y tế trong đại đội sẽ giúp mọi người an tâm hơn thư ký thêm vào đúng vậy cô phải nắm chặt cơ hội này nhé kế toán cũng nói chúng ta đều chờ tin tốt từ cô lâm dư dư ngạc nhiên không được không được các ngài không thể trực tiếp đưa danh ngạch cho tôi như vậy đại đội trưởng hỏi sao lại không không lẽ cô sợ không thông qua cuộc thi lâm dư dư giải thích không phải nếu các ngài đưa danh ngạch trực tiếp cho tôi sẽ khiến người khác không phục ảnh hưởng đến hình tượng của các ngài mọi người sẽ nghĩ rằng các ngài không công bằng như vậy không tốt cho các ngài tôi nghĩ rằng tốt nhất là thông báo để mọi người tự nguyện đăng ký tôi tự tin mình sẽ không có vấn đề gì đại đội trưởng nghe xong nhìn thư ký và kế toán cả ba cùng suy nghĩ họ cảm thấy lâm dư dư nói rất đúng thực ra không phải lâm dư dư cẩn thận mà do họ là người đứng đầu thôn ở đây mọi chuyện đều do họ quyết định có thể đưa danh ngạch cho ai thì cũng không bị chỉ trích nhưng Lâm Dư Dư không nghĩ vậy. Cô muốn danh ngạch thì phải tự mình giành được. Danh ngạch này không phải do ai đó nhường, mà chính cô phải xứng đáng. Cô không muốn công sức của mình bị gán ghép vào lý do của người khác. Đại đội trưởng và thư ký cảm thấy Lâm Dư Dư suy nghĩ chín chắn, họ càng đánh giá cao cô. Kế toán nhìn Lâm Dư Dư với ánh mắt dịu dàng. Đại đội trưởng cuối cùng nói. Được, việc này sẽ theo ý cô nhưng còn một việc nữa phải nhắc trước đó là giúp đỡ cho phạm quốc đống lâm dư dư là chuyện gì ạ à? đại đội trưởng nói ra chuyện này cũng là dở khóc dở cười kể bởi vì chuyện này được đăng lên báo chí phạm quốc đống trở thành ví dụ cho việc anh hùng cứu người trong huyện hoặc có thể trong công xã muốn dùng chuyện này khích lệ lòng dân cho nên Họ còn chuẩn bị cho một công việc Phạm Quốc Đống. Đây là khói xanh bốc lên trên phần mộ tổ tiên của nhà Phạm Quốc Đống. Lâm Dư Dư, ý. Đại đội trưởng lợi hại, thế mà cũng nghĩ ra được. Thư ký, e, theo ý của tôi thì đó cũng là chuyện tốt. Nhóm côn đồ không xấu mà chỉ là lười biếng. Giờ có Phạm Quốc Đống làm ví dụ, nói không chừng mọi người lại có chí tiến thủ đó. Đại đội trưởng. Thì hy vọng như thế. Nói xong chuyện tốt đó, Lâm Dư Dư liền trở về nhà họ Lý. Lý Thu Hồng đang nấu ăn, tiểu ôn lễ ở cạnh hỗ trợ nhóm lửa. Nhìn thấy Lâm Dư Dư đã trở lại, Lý Thu Hồng vội hỏi, ờ thế nào? Là chuyện tốt sao? Lâm Dư Dư kể chỉ tiết mọi chuyện. Đại khái giữa trưa, trong thôn sẽ mở cuộc họp nói về sự kiện này. Lý Thu Hồng, vì vậy cháu có nắm chắc lấy được danh gạch này không? Tuy cháu làm vậy là đúng, cũng có lợi cho danh tiếng của cháu nhưng lỡ như người khác cũng. Bà không ngờ một cô gái mới 16 tuổi đã có thể tính toán cẩn thận. Chỉ là lỡ như người khác giành mất danh gạch thì sao? Lâm Dư Dư, thím đừng lo lắng, cháu nắm chắc. Hơn nữa, nếu có người lợi hại hơn cháu thì đại đội cũng sẽ không phải đi tìm bác sĩ hoặc nhân viên y tế. Lý Thu Hồng, ngày cháu nói đúng, có thể ăn cơm rồi. Thím đã phơi đùi thỏ, lấy hai cái đùi sau vì đùi sau nhiều thịt. Còn lại thì thím lấy để nấu thịt kho tàu rồi. Lâm dư dư, vì vậy phần còn lại đủ cho chúng ta ăn không? Lý Thu Hồng, ngày đổi lại là trước kia thì một đùi còn đủ ăn. Bây giờ đến hai đùi thì sao không đủ ăn? Nếm trên miệng là được, nhưng mà con thỏ này rất mập. Lâm dư dư, ngày đầu xuân, trên núi có nhiều thức ăn nên con thỏ mới mập vậy. Lý Thu Hồng, để có lý. Hai đùi thỏ đều để cho Lâm Dư Dư và Tiểu Ôn lễ ăn. Lý Thu Hồng cũng ăn một miếng nên Lâm Dư Dư cũng không khách sáo về chuyện này. Nếu cô mà khách sáo mới là lạ, mọi chuyện cứ chậm rãi xảy ra. Cơm trưa xong, loa lớn trong thôn vang lên kêu mọi thôn dân tập trung để mở họp. Lâm Dư Dư đỡ Lý Thu Hồng, tiểu ôn lễ đi theo bên cạnh góp vui. Đại đội trưởng, thư ký cùng kế toán là ba tòa núi cao trong thôn. Lúc này họ vui vẻ đứng trước cửa văn phòng thôn ủy, trên mặt chứa đầy vẻ kiêu ngạo. Đại đội trưởng, đây là có chuyện tốt sao? đại đội trưởng bây giờ đại đội của chúng ta đặc biệt tổ chức nhiều hội nghị nha còn không phải sao cuộc họp lần trước là để lâm thanh niên trí thức cảm ơn tên nhóc phạm quốc đống lần này là mở cho việc gì nói đến cái này gần đây tôi cũng nhìn thấy tên nhóc phạm quốc đống kia bắt đầu làm việc nói đến chuyện phạm quốc đống bắt đầu làm việc thì tuy không bằng thanh niên trẻ tuổi vì gã làm việc ít tiền lương không nhiều nhưng khá hơn so với trước đây. Với lại ai mà chẳng có giấc mộng làm anh hùng, mỗi người đàn ông đều có một giấc mơ trở thành anh hùng. Mấy hôm trước, Phạm Quốc Đống mới được tuyên dương nên đương nhiên muốn làm dáng. Phạm Quốc Đống còn suy nghĩ tới việc một ngày nào đó, cả không cần đi làm nhưng ý tưởng này đã định không thực hiện được đại đội trưởng, để mọi người yên tĩnh, lần này thật sự là chuyện tốt. Có đến ba chuyện tốt nha đại đội trưởng vương ba ngón tay. Ngón tay già nua dày vết chai nhưng đây là đặc trưng lao động của người dân lao động. Đại đội trưởng, ngài đừng úp úp mở mở. Mau nói bật mí đi. Đúng vậy. Không lẽ ngài muốn chúng tôi chờ đến sốt ruột sao? Phạm quốc đống nghĩ thầm, lần này chắc chắn không có phần của gã. Tuy nhiên, những thanh niên trí thức đó đều đến từ thành phố. Trong thành không có sông nên những thanh niên trí thức đó sẽ không biết bơi. Sau này, gã chuyên môn nhìn chằm chằm thanh niên trí thức, nói không chừng lại có thanh niên trí thức rơi xuống sông. Sau đó gã lại cứu người đó, nhận được khen thưởng lần nữa. Đồng chí Phạm Quốc đóng tưởng tượng thật tốt đẹp. Nhưng mà đây là nằm mơ giữa ba ngày. Đại đội trưởng, em mọi người xem đây là cái gì? ông lấy một tờ báo được xếp thành hình vuông trong túi ra này không phải là tờ báo sao đúng vậy cũng đâu phải là việc kỳ lạ gì có người cơ trí nhớ lại lời nói của lâm dư dư thì lập tức hỏi nghe đại đội trưởng thông phạm gia của chúng ta được đăng lên báo sao ông vừa kêu xong thì mọi người cũng nghĩ tới việc đó nếu thông phạm gia được đăng lên báo thì bọn họ cũng cảm thấy vinh dự khi ra ngoài Đại đội trưởng bảo mọi người an tĩnh lại, Cái "Không sai, thôn Phạm gia chúng ta đã được lên báo, mọi người xem, chính là trên tờ báo này có tin tức về thôn Phạm gia chúng ta, trên báo nói, thôn dân thôn Phạm gia chúng ta cùng thanh niên trí thức thân thiết như người một nhà, là tấm gương cho các thôn khác noi theo." "Thật tốt quá, thôn Phạm gia chúng ta rốt cuộc cũng nổi danh." "Trời à, trên báo thế mà có tin tức về thôn Phạm gia chúng ta." đáng tiếc là chúng ta không đi mua báo nếu không thì mua về cất giữ cho bọn nhỏ nhìn xem có đúng không đây chính là lên báo mà chúng ta là lần đầu tiên đó đại đội trưởng lên tiếng nghe cấp trên nói từ năm nay công xã sẽ bắt đầu bình chọn đại đội sản xuất văn minh một khi được bình chọn công xã sẽ có khen thưởng cho chúng ta mặc dù hiện giờ chưa biết khen thưởng là gì nhưng chắc chắn sẽ là đồ tốt mọi người có nghĩ vậy không đúng vậy đại đội sản xuất văn minh nghe thật dễ nghe đại đội trưởng cái danh hiệu này sẽ bình chọn như thế nào đúng vậy ngài hãy nói rõ một chút để chúng tôi có thể chuẩn bị đại đội trưởng giải thích đại đội sản xuất văn minh đương nhiên là phải có các biểu hiện tốt nhất Ví dụ như đại đội hài hòa nhất, thông dân cùng thanh niên trí thức đoàn kết nhất và điều quan trọng nhất là xử lý mâu thuẫn với bọn lưu manh côn đồ. Đám lưu manh côn đồ cúi đầu, không nói gì. Đại đội trưởng tiếp tục. Vấn đề vệ sinh trong thôn cũng phải được xử lý tốt. Mọi người cần giải quyết mâu thuẫn ổn thỏa. Hãy bắt tay vào làm việc một cách chăm chỉ hơn. Một đám người lười biếng cúi đầu, không nói gì ông tiếp tục nếu chúng ta được tuyển chọn làm đại đội sản xuất văn minh sẽ có lợi ích lớn công xã sẽ cho một cái danh ngạch công nhân danh ngạch này thuộc về ai sẽ do đại đội quyết định vậy nếu thôn chúng ta được tuyển chọn danh ngạch sẽ thuộc về ai đúng vậy đại đội trưởng ngài định chọn ai mọi người đều chờ đợi câu trả lời đây chính là danh ngạch công nhân mang theo nhiều hy vọng và sự cạnh tranh đại đội trưởng đã sớm nắm rõ ý tưởng của bọn họ hắn cũng nghĩ kỹ rồi điều kiện tuyển chọn danh ngạch sẽ căn cứ vào người tốt việc tốt làm việc cần lao nhất e để quyết định chúng ta tuyển chọn ra một người người tốt hiểu chuyện lại tuyển chọn ra một người làm việc cần lao nhất sau đó hai người lại bắt đầu bỏ phiếu bất quá cái danh ngạch công nhân này là khen thưởng cho nên không thể cho người khác đây là công xã vì khen thưởng đối phương mà ban phát danh ngạch cho nên không thể chuyển nhượng nếu người đó muốn chuyển nhượng vậy xem như người đó sẽ mất đi cái danh nhạc này tương đương với việc cho không đối thủ ai sẽ đưa công tác cho người khác ta? À? trừ phi đó là tên ngốc đại đội trưởng nói e đây là chuyện thứ nhất chuyện này sẽ được chấp hành kỹ càng tỉ mỉ tôi sẽ tìm các đội trưởng của tiểu đội sản xuất thảo luận lại một lần nữa đại đội trưởng là đội trưởng của toàn bộ đại đội Sở hữu thông dân chia thành 5 tiểu đội, mỗi tiểu đội có một tiểu đội trưởng, như vậy quản lý sẽ càng thêm thuận lợi. Đại đội trưởng tiếp tục nói, cái chuyện thứ hai là về việc nhân viên y tế, trong huyện đã phát văn kiện cho công xã, công xã lại nói cho các đại đội chúng ta, chỉ cần thanh niên trí thức nào am hiểu dược liệu đều có thể tới chỗ ta báo danh, sau đó đi sở y tế ở trấn trên tham gia kỳ thi khảo hạch nhân viên y tế, thông qua khảo hạch sẽ lưu lại sở y tế ở trấn trên thực tập 2 tháng hai tháng sau, trong tất cả các nhân viên y tế thực tập, tuyển chọn nhân tài ưu tú lại đi bệnh viện trong huyện thực tập, mà những nhân viên y tế khác sẽ trở lại đây đảm nhiệm công tác làm nhân viên y tế tại sở y tế của đại đội. Sau này sẽ tính công điểm, lấy tiền lương. Mọi người vừa nghe qua, wow, đây thật sự là chuyện tốt. Nhưng mà cái chuyện tốt này lại không có liên quan gì tới bọn họ. Đừng nói phải am hiểu dược lý chỉ là việc nhận biết chữ đối với thông dân mà nói cũng là chuyện khó khăn. Lại nhìn xem những người thanh niên trí thức đó, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng muốn phần công tác này, nhưng thực đáng tiếc, bọn họ cũng không có năng lực này, Lâm Yến cùng một nhà Phạm Hồng Hoa và đoàn người Lâm Dư Dư ngồi gần nhau, Lâm Yến nhẹ giọng hỏi Lâm Dư Dư, "Dư Dư, cậu muốn đi sao?" Cô lại có dự cảm, cô cảm thấy Lâm Dư Dư sẽ đi, sau khi đi, nếu như thông qua về sau dư dư chính là nhân viên y tế của đại đội, không phải xuống ruộng, có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. trong khoảng thời gian ngắn, lâm yến có loại cảm giác nói không nên lời. lúc vừa mới xuống nông thôn, trên xe lửa gặp được lâm dư dư, sau đó các cô thành bạn bè, cho tới nay đều là cô nắm chủ đạo. lâm dư dư thực ỉ lại cô, cái gì đều dựa theo ý của cô. nhưng dần dần, từ sau lần rơi xuống nước đó lâm dư dư thay đổi các cô vẫn là bạn bè cô ấy có đồ ăn ngon tỉ như kẹo sữa thịt đều sẽ nghĩ đến cô nhưng có chút đồ vật có chút cảm giác vẫn là thay đổi giống như trước kia lúc cô làm việc mệt mỏi dư dư sẽ giúp cô nhưng hiện tại đã không có mà mấy ngày nay cô đều phải tự mình làm việc cũng bởi vậy cô mới hiểu được chân chính của sự vất vả cái loại cảm giác đau eo đau lưng này Cô nghĩ đến, trước kia Dư Dư không chỉ phải làm việc của bản thân, còn phải làm giúp cô, không biết cô ấy chịu đựng như thế nào. Bất quá hiện tại, cô ấy sẽ không lại giúp cô làm những việc này. Lâm Dư Dư, "Ừm, tớ sẽ đi báo danh, tớ sẽ tranh thủ thông qua kỳ thi của Sở Y tế trấn trên, nếu như thông qua, mỗi ngày tớ sẽ đi trấn trên, cậu muốn mua cái gì liền nói cho tớ, tớ sẽ mua giúp cậu." Lâm Yến, Ê "Ừ, được." cảm ơn dư 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 cậu phải cố lên về sau tớ có người bạn làm nhân viên y tế sẽ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo đó lâm dư dư cười gật đầu để chúng ta cùng nhau cố lên nhìn lâm dư dư cười rạng rỡ sự tự tin toát ra từ cô khiến nụ cười của lâm yến dần phai nhạt trong lòng lâm yến có chút chua xót dư dư giờ đây nổi bật hơn cô rất nhiều cô luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn điều này khiến lâm yến cảm thấy không quen nhưng rất nhanh cô tự nhủ rằng như vậy là không nên dư dư là bạn của cô họ cùng nhau xuống nông thôn cần phải nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau đại đội trưởng lên tiếng sau khi hội nghị giải tán mọi người có thể tới tìm tôi để báo danh tiếp theo chúng ta sẽ bàn về một vấn đề quan trọng liên quan đến phạm quốc đống phạm quốc đống ngạc nhiên mở to mắt và chỉ tay vào bản thân tôi đại đội trưởng gần đây tôi chỉ xuống ruộng làm việc có gây chuyện gì đâu anh ta làm việc vất vả mỗi ngày đâu có thời gian cho những chuyện khác thực ra việc cứu lâm dư dư chỉ là chuyện nhỏ với anh nhưng khi về nhà mẹ anh đã biết chuyện bà khăng khăng muốn lâm dư dư làm vợ anh phạm quốc đống cũng muốn có vợ và lâm dư dư lại là người tốt thành thật nên anh không thấy có vấn đề gì nhưng sau đó khi lâm dư dư tặng quà và nói những lời tuyên thệ anh cảm thấy ngại ngùng và không dám nhắc lại việc đó thật ra mấy ngày nay anh chỉ biết là một anh hùng trong mắt mọi người cứu người xong anh lại quay về ruộng và mệt mỏi rã rời giờ đại đội trưởng nhắc đến anh làm phạm quốc đống cảm thấy lo lắng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp anh cảm thấy mình không phải mẫu người đứng đắn mà chỉ là một kẻ hay quậy phá đại đội trưởng gọi đồng chí phạm quốc đống đồng chí phạm quốc đống phạm quốc đống ngẩng đầu vẻ mặt ủ rũ ở đây tôi đây đại đội trưởng đồng chí lên đây phạm quốc đống tôi lên ngay đây khi Phạm Quốc Đống bước lên, đại đội trưởng nhìn thấy quần áo và giày của anh dính bùn đất. Ông cũng đã quan sát sự nỗ lực của Phạm Quốc Đống trong thời gian qua. Có vẻ như ý kiến của Lâm Dư Dư về việc khẳng định những người như anh cũng không phải là vô lý. Ai biết được, có thể họ sẽ thu hoạch được điều bất ngờ. Phạm Quốc Đống bị đại đội trưởng nhìn đến lạnh cả gáy, nhưng không được hỏi, "Ê đại đội trưởng, ngài có việc gì a, à, hai ngài mau chóng nói đi." bụng của tôi không thoải mái, tôi muốn đi nhà xí. Cái đám lười biếng nhiều tật xấu này, không muốn nghe đại đội trưởng lải nhải, liền sẽ nói đau bụng muốn đi về sau đó đi rồi đi, người liền biến mất. Đại đội trưởng làm sao không biết được tâm tư gian xảo của Phạm Quốc Đổng, ông cười ha hả rồi nói, cho cậu cứ đi đi à, nếu như cậu đi về công xã khen thưởng cương vị công nhân cho cậu tôi liền giúp cậu trả về. Phạm Quốc đóng sửng sốt, sau đó chớp chớp mắt, tiếp theo nghĩ thông suốt rồi nói, Ê đại 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 đại, đại đội trưởng, vừa rồi tôi không nghe lầm đi. Ngài nói chính là cho tôi cương vị công nhân. Tiền cúc phân từ bên dưới chạy lên đây, Ê đại đội trưởng, bà già tôi cũng nghe tới rồi, Ngài nói chính là thật vậy chăng? Thật sự phải đem công tác công nhân cho quốc đống nhà chúng tôi. Tuy tiên Cúc Phân vẫn luôn nói con trai tốt biết bao nhiêu, nhưng bà cũng biết đây là bà che lại lương tâm nhưng đây là con trai của mình a à, mặc kệ nói như thế nào trong lòng bà cũng là tốt nhất đại đội trưởng e đúng vậy chuyện này ít nhiều nhờ vào thanh niên trí thức lâm dư dư các ngươi cũng nên cảm ơn cô ấy sự việc là cái dạng này thanh niên trí thức lâm dư dư đúng sự thật viết xuống toàn bộ quá trình phạm quốc đóng cứu cô sau đó bởi vì chuyện này mà thôn phạm gia chúng ta cũng được lên báo khen ngợi sau khi lãnh đạo nhìn thấy tin này, cảm thấy đồng chí Phạm Quốc Đống làm chuyện tốt không cần báo đáp, là một vị đồng chí tốt, tuy trước kia anh ta không làm mấy việc chính đáng, nhưng hiện tại anh đã thay đổi, biết cứu người, biết nỗ lực làm việc, đây là một hiện tượng tốt. Công xã muốn tạo thêm càng nhiều loại hiện tượng tốt này, quyết định lấy Phạm Quốc Đống làm ví dụ, khen thưởng cho Phạm Quốc Đống một vị trí công tác. Nhưng là phần công tác này, cũng chỉ là thời gian thử việc, sau này có thể thông qua hay không còn muốn xem bản thân phạm quốc đống đồng chí phạm quốc đống anh có niềm tin hay không phạm quốc đống ê có một tiếng này hô đến phi thường lớn từ nhỏ bị người khinh thường trong nhà nghèo bản thân không có tiền đồ chỉ có mẹ cảm thấy mình tốt anh thật sự chưa từng nghĩ tới chính mình có thể trở thành công nhân cái gì mà làm chuyện tốt không cần hồi báo Lúc trước anh ta còn thương lượng với mẹ, muốn dùng chuyện cứu người này làm hỏng thanh danh của thanh niên Trí Thức Lâm, sau đó ép cô gả cho mình. Chỉ là thanh niên Trí Thức Lâm làm trò trước mặt mọi người, hướng lãnh tụ vĩ đại tuyên thệ, anh mới không có cách nào khác. Nhưng mà không nghĩ tới, thanh niên Trí Thức Lâm lại đưa anh ta một phần quà lớn như vậy. Nếu không có thanh niên Trí Thức Lâm, liền không có phần công tác này. Phạm Quốc Đống càng nghĩ mặt càng đỏ anh cảm thấy trước kia bản thân mình thật là quá xấu xa rồi, cũng may sau đó anh không có ép buộc thanh niên trí thức lâm, nếu như ép buộc, thanh niên trí thức lâm khẳng định sẽ không viết bản thảo gửi cho báo xã, bản thân anh cũng liên không có công tác. Cho nên, làm người vẫn là phải có lương tâm. Không chỉ có phạm quốc đống, tiền quốc phân cũng ngây ngẩn cả người. Con người của bà luôn luôn hiếu thắng, nhưng tình huống trong nhà bà không tốt, bà không thể thắng được người khác, cho nên phương thức hiếu thắng của bà chính là dương oai lăn lộn. Đối với việc này của Lâm Dư Dư, nếu không phải cô đã tuyên thệ với lãnh tụ vĩ đại, cái cô con dâu này làm như thế nào cũng muốn gả lại đây, thật không ngờ tới, người ta không chỉ gửi quà cảm ơn bọn họ, xong việc còn tặng cho bọn họ một phần quà lớn như vậy. Tiên Cúc Phân nghĩ nghĩ, hai mắt đều đỏ lên. Sau đó bà chạy đến trước mặt Lâm Dư Dư, trở thanh niên trí thức Lâm, thật là vô cùng cảm ơn cô, Thật sự cảm ơn cô, về sau nếu có chuyện gì cần đến bà già này, cô nhất định phải nói cho tôi a, à, tại thôn Phạm gia đây, nếu có người khi dễ ngươi, bà già này là người đầu tiên không đồng ý." Lâm Dư Dư mỉm cười, nói: "Thím đừng khách khí. Thật ra, tôi chỉ viết ra sự thật. Còn phần công tác này, không phải do tôi quyết định. Tôi tin rằng lãnh đạo đã suy xét kỹ lưỡng trước khi giao cho đồng chí Phạm Quốc Đống." mặc dù trước đây anh ấy chưa trưởng thành nhưng giờ đã khác anh ấy đã làm được nhiều việc tốt và tích cực tất cả đều nhờ vào sự thay đổi của chính mình lãnh đạo đã điều tra và vì thế mới tin tưởng giao cho anh ấy công việc này tuy nhiên đồng chí phạm quốc đống cần duy trì phong độ này tiếp tục nỗ lực trong tương lai tôi nghe nói nếu không làm tốt có thể sẽ bị khai trừ tiên cúc phân mẹ của phạm quốc đống gật đầu quyết đoán về sau tôi sẽ quản lý thật chặt nếu nó dám làm mất công việc này xem tôi có cho nó một bài học hay không phạm quốc đống sợ hãy nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ anh nói lớn con nhất định sẽ cố gắng hơn mẹ yên tâm con sẽ mang đến cho mẹ một cuộc sống tốt hơn con sẽ không để ai có thể chế giễu hay khinh thường mẹ nữa nói đến đây mắt anh đã ẩn đỏ lâm dư dư tiếp lời chúng ta sẽ cùng nhau phát triển thôn phạm gia giúp thôn đạt được danh hiệu đại đội sản xuất văn minh để có nhiều công nhân hơn đại đội trưởng cũng khẳng định đồng chí lâm dư dư nói đúng chúng ta cần phải làm cho thôn phạm gia ngày càng phát triển để có nhiều cơ hội tốt cho mọi người chỉ cần mọi người làm tốt tôi và thư ký sẽ ghi nhận lâm dư dư cảm thấy đại đội trưởng rất thông minh ông biết lắng nghe và thấu hiểu việc lớn sau khi hội nghị kết thúc không ít người vây quanh tiên cúc phân có người còn muốn mai mối cho phạm quốc đống lâm dư dư đi đến văn phòng thôn ủy báo danh tham gia kỳ khảo hạch nhân viên y tế tại sở y tế trấn trên sau khi hoàn thành cô bước ra và thấy một vài thanh niên trí thức đứng bên ngoài trong đó có lâm yến lâm yến cậu đang đợi tớ hả? Lâm Yến tiến lại gần, ôm cánh tay của cô. Đúng vậy, cậu đã báo danh rồi à? Lâm dư dư gật đầu. Ừ, đại đội trưởng nói hai ngày nữa sẽ đi sở y tế trấn trên tham dự kỳ thi. Nếu thi đậu, tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Lâm Yến, đây gấp gáp như vậy à, vậy cậu có sách vở liên quan tới phương diện này sao? Nếu không có sách thì làm sao bây giờ? Không bằng tìm bác sĩ của đại đội bên cạnh mượn vài cuốn sách xem đi. Kỳ thật Lâm Yến cũng không ôm hy vọng gì đối với Lâm Dư Dư. Cô cảm thấy Lâm Dư Dư có thể chữa Lý Thu Hồng hết bệnh có thể là do may mắn đi. Có lẽ bệnh của Lý Thu Hồng cũng không nghiêm trọng như vậy. Lâm Dư Dư, kể không cần, đại đội chúng ta có cái danh ngạc này, đại đội bên cạnh khẳng định cũng sẽ có, nói không chừng thanh niên trí thức bên kia cũng đi tìm bác sĩ chúng ta là mối quan hệ cạnh tranh đấy lại nói nhân viên y tế càng nhiều đối với bác sĩ đại đội ảnh hưởng cũng càng lớn kiếm tiền sẽ càng ít có lẽ bác sĩ đại đội cũng không hy vọng người khác thi đậu trở thành nhân viên y tế bất quá đây chỉ là cô tự ngẫm nghĩ không có nói ra ngoài bởi vì cô không nghĩ người ta xấu xa tới như vậy lâm yến thì cậu nói cũng có đạo lý. Lâm Dư Dư, hai ngày này cậu thế nào? Làm việc vất vả không? Lâm Yến, ê thật vất vả, eo đau lưng đau, toàn thân đều đau đến không chịu được, so với lúc trước cậu giúp tớ làm việc, càng vất vả đi. Lâm Dư Dư, rồi lúc vừa mới bắt đầu làm xác thật có chút không quen, cũng vất vả, nhưng cậu là bạn của tớ, chút vất vả này không tính là gì. Cô nói chính là lời nói thật, cũng là vì nguyên chủ nói. Tuy nguyên chủ ở nhà cũng là làm việc, nhưng cũng chỉ là nấu cơm, giặt quần áo linh tinh, bởi vì nhà của nguyên chủ ít người, cho nên nguyên chủ cũng không vất vả như lúc xuống ruộng cày cấy. Húng chi, sau khi nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, còn giúp Lâm Yến làm việc, cô ấy thật sự thực vất vả. Chỉ là cô ấy chưa bao giờ nói ra, bất quá nguyên chủ đã không còn nữa, lâm dư dư vẫn lựa chọn nói ra chân thật cảm thụ của nguyên chủ cô ấy vất vả nhưng vì bạn bè cô ấy cũng nguyện ý làm lâm yến sửng sốt ngay sau đó cười cười cô nhớ tới khi các cô vừa xuống nông thôn cô ăn không hết những cực khổ này mỗi lần đều tìm dư dư hỗ trợ sau lại thành thói quen chờ dư dư hoàn thành nhiệm vụ của mình lại đến giúp cô loại thói quen này làm cho cô cảm thấy cuộc sống sau khi xuống nông thôn cũng không khổ như vậy nếu đụng tới việc bếp nút, cô sẽ nói, Ê dư dư, tớ không biết nấu cơm, trước nay tớ chưa từng làm qua. Dư dư liền sẽ nói, kệ tớ tới giúp cậu. Sau đó cô sẽ nói, kệ cảm ơn dư dư, dư dư cậu là tốt nhất. Hai tháng, vẫn luôn là như vậy mà trôi qua, nhưng hiện tại, loại thói quen này đang thay đổi. Lâm dư dư không hề giúp đỡ cô làm việc, cô ấy bắt đầu trở nên lóa mắt lâm yến dư dư cậu có phải giận tớ hay không giận tớ trước kia tìm cậu giúp tớ làm việc lâm dư dư à không có chúng ta là bạn bè hỗ trợ lẫn nhau là điều đương nhiên đây là ý nghĩ của nguyên chủ cho nên cô nói ra suy nghĩ của cô ấy nguyên chủ không có bạn bè tính cách hướng nội không giỏi giao tiếp lâm yến có thể kết bạn với cô cô phi thường vui vẻ cho nên cô thực nguyện ý giúp lâm yến chẳng sợ bản thân mỗi ngày mệt đến muốn chất trong tiểu thuyết về đoạn miêu tả cuối cùng của nguyên chủ chính là đến lúc cải cách mở ra là hết rồi sau khi thi đại học lâm yến thi vào đại học sau đó cùng với chồng cô rời đi nơi này mà nguyên chủ đã kết hôn sinh con sau khi cải cách mở ra cùng chồng của cô làm công việc mua bán nhỏ người một nhà bình phàm lại đơn giản mà sinh hoạt lúc sau chính là viết về nữ chủ nhưng dựa theo phỏng đoán của Lâm Dư Dư, sức khỏe của nguyên chủ ở lúc cuối khẳng định không tốt đến chỗ nào. Từ lúc xuống nông thôn đến khi khôi phục thi đại học, Lâm Dư Dư giúp Lâm Yến làm 6-7 năm, tiêu hao quá nhiều sức lực, tương lai khẳng định chịu khổ, không phải là bản thân sao. Bả vai của cô gái 16 tuổi, thực đơn bạc, vì cô quý trọng tình bạn, cô chưa bao giờ kêu khổ. Yến tử, cậu là người bạn đầu tiên của tớ đây là tiếng lòng của nguyên chủ bởi vì ở trong thành mọi người đều biết ba mẹ ly cô hôn nguyên chủ ở trong thành đều không có ai chơi cùng cô cũng bởi vì tính cách cô hướng nội sẽ không đi ra ngoài kết bạn cho nên vẫn luôn không có bạn bè lâm yến mỉm cười nói cảm ơn cậu dư dư biểu cảm nghiêm túc của lâm dư dư khiến lâm yến hơi hoảng hốt cô nhớ lại những kỷ niệm đau buồn về việc bị bạn bè phản bội và phải xuống nông thôn cô chọn kết bạn với lâm dư dư vì cô cảm thấy lâm dư dư là người thành thật một người không bao giờ phản bội như những người bạn trước đây hai tháng qua tình bạn của họ ngày càng khăng khít lâm yến lắc đầu cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực chỉ muốn sống thật tốt ở đây dư dư nếu có chuyện gì cậu cứ tới tìm tớ nhé kỳ thi sở y tế cố lên cậu là giỏi nhất lâm dư dư đáp lại với nụ cười cảm ơn yến tử cậu cũng giỏi nhất làm nông không khó đâu chỉ cần kiên nhẫn một chút rồi mọi thứ sẽ ổn thôi cố lên nhé sau khi hai người tách ra lâm dư dư đi về phía nhà của bà cháu lý thu hồng tại đây không khí vui vẻ đang diễn ra Tiểu ôn lễ đứng bên cạnh bà nội, hào hứng chơi với đám bạn nhỏ và lấy ra giấy gói kẹo sữa đại bạch thỏ. Nhìn thấy cậu bé, Lâm Dư Dư cảm thấy trái tim mình ấm áp. Cậu là người duy nhất mà cô cần phải bảo vệ trong thế giới này. Khi Lâm Dư Dư báo danh tham dự kỳ thi sở y tế, cô nhận ra mình là người duy nhất. Dù mọi người đều cảm thấy đây là cơ hội tốt, nhưng không ai dám đi báo danh vì họ không hiểu về dược liệu hơn nữa làm nhân viên y tế không phải là việc dễ dàng vì vậy đại đội trưởng đã đến gặp lâm dư dư vào buổi chiều để thông báo cho cô những thông tin cần thiết giúp cô chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới dù họ không biết nhiều về những kiến thức này lâm dư dư cảm ơn đại đội trưởng hai ngày sau cô mỗi ngày đều đi lên núi hái đồ ăn hái thuốc sau đó mang chút nấm hoang dại hoặc nấm mộc nhĩ về ngày thứ ba lâm dư dư sớm liền rời giường cùng đại đội trưởng ngồi xe bò đi sở y tế của công xã ở trấn trên. Cái công xã này gọi là công xã Hồng Tinh, dưới công xã tổng cộng có 8 đại đội sản xuất, nếu mỗi đại đội sản xuất đều chọn ra mấy cái danh ngạch, người tới tham dự cũng có mười mấy người. Mà trong mười mấy người này, có thanh niên trí thức, cũng có bác sĩ đại đội. Cùng trực thuộc một công xã nên các đại đội trưởng đều quen biết nhau, cho nên mọi người đều mở miệng chào hỏi bất quá cũng chỉ là chào hỏi mà thôi bởi vì năm nay có bình chọn đại đội sản xuất văn minh cho nên mọi người tranh đấu cũng tương đối lợi hại đại đội trưởng ở bên ngoài rất ít hút thuốc bất quá ông vẫn mang theo cái tẩu cái tẩu có thể mang lại cho ông gây cảm giác an toàn lúc này đại đội trưởng sờ sờ cái tẩu kẻ thanh niên trí thức lâm cô đừng khẩn trương chúng ta không được chọn cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lâm dư dư cười cười kẻ tôi đã biết tôi không khẩn trương. Cô nhìn ra được, đại đội trưởng còn khẩn trương hơn cả cô. Tới đúng 8 giờ, chủ nhiệm xã cùng bộ trưởng bộ y tế tới. Chủ nhiệm xã, ở người đều đến đông đủ rồi đi. Liền tính không đến đủ cũng không có cách nào, đã đến giờ thi, mọi người cùng nhau tiến vào phòng thi đi. Phòng thi là phòng học của sở y tế sửa sang lại, không lớn, bất quá làm phòng thi cho mười mấy người cũng đủ rồi vòng thứ nhất là thi viết thi viết kiểm tra về phần lý thuyết đương nhiên tuyển chọn nhân viên y tế trong đại đội cũng không có chú ý nhiều như vậy không thể yêu cầu quá cao cho nên phần thi lý thuyết tương đối nhẹ nhàng một chút tuy chỉ kiểm tra bề nổi nhưng đây đều là các bệnh tương đối thường thấy sau một tiếng thi viết các thanh niên trí thức ngồi bên ngoài chờ bác sĩ của sở y tế bắt đầu chấm bài thi tổng cộng có hai vị bác sĩ cùng nhau chấm bài một bên chấm một bên lắc đầu ngao ngán. Bác sĩ một, cũng không biết những người này đang nghĩ cái gì, một chút cũng không hiểu mà dám tới thi, không sợ làm mất mạng người sao. Bác sĩ hai, thì cũng không phải sao, tôi bên này chấm mấy phần bài thi, cũng đều không được, chẳng lẽ lúc đại đội tuyển danh ngạch không có yêu cầu gì sao? Thật là làm lãng phí thời gian của chúng ta. Di, người này không tồi, sở trưởng, tôi nơi này phát hiện một người, Bài thi của người này cơ bản đều đúng hết. Sở trưởng, để tôi nhìn xem. Chủ nhiệm xã, y ai vậy, tên là gì? Thuộc đại đội nào? Ông hỏi tự hồ có chút gấp gáp. Chủ nhiệm xã nóng vội không phải không có nguyên nhân, bởi vì mấy hôm trước lúc vào huyện mở học, vị lãnh đạo nào đó của huyện có nhắc đến tên Lâm Dư Dư với ông, cũng nói sự việc ngày đó ở tòa soạn báo báo ông thế mới biết trong huyện vì cái gì sẽ có kế hoạch bồi dưỡng nhân viên y tế ở nông thôn. Không thể không nói, cái kế hoạch này đối với nông thôn mà nói, là một chuyện phi thường tốt. Nông dân bởi vì sinh bệnh rồi tiết tiền không đi khám bác sĩ, vì thế đã khiến khá nhiều người tử vong mà mỗi năm đều có. Nếu nông thôn có nhân viên y tế, ít nhất đối với loại chuyện này ở nông thôn sẽ có cải thiện. Vị lãnh đạo kia nói, một người thanh niên trí thức xuống nông thôn lại có giác ngộ như vậy, mà đám người bọn họ lại chưa từng nghĩ đến cải thiện vấn đề này, cho nên bọn họ hẳn là nên tự mình ngẫm nghĩ lại bản thân. Phàm là ở trước mặt lãnh đạo cấp huyện treo tên, luôn có chút đặc biệt, cho nên chủ nhiệm xã đối cái người tên Lâm Dư Dư này mới tò mò như vậy. Sở trưởng, Đây là thanh niên tri thức tên Lâm Dư Dư, đầu năm nay cũng chính là vào hai tháng trước đã xuống nông thôn, địa điểm là thôn Phạm Gia đừng nói nha mấy câu hỏi này ấy vậy mà toàn đáp đúng mặc kệ là trung y hay là thuốc tây đứa nhỏ này đều đưa ra được đáp án không tồi a à. cũng không phải lâm dư dư có bao nhiêu lợi hại mà là bài thi của sở y tế tương đối đơn giản tuyển chọn nhân viên y tế ở nông thôn thực sự là một thách thức đặc biệt đối với những thanh niên trí thức chưa từng trải qua học tập chuyên môn kiến thức y học rất phức tạp nhưng sở y tế đã ra một bài thi tương đối đơn giản chủ yếu nhằm kiểm tra xem họ có những kiến thức cơ bản hay không. Đó cũng là lý do mà bài thi này thuận lợi cho Lâm Dư Dư, vì cô đã học y trong 2 năm và thường xuyên đọc sách về y học. Những vấn đề trong bài thi đều nằm trong tầm hiểu biết của cô. Chủ nhiệm xã nhìn Lâm Dư Dư với ánh mắt hài lòng. Quả thật là người có triển vọng, đứa trẻ này sẽ có tương lai. Sở trưởng thấy ông như vậy, không khỏi hỏi ông biết cô ấy à có quan hệ gì không chủ nhiệm xã lắc đầu thì thầm vào tai ông vài câu sở trưởng gật gù thầm nghĩ đứa trẻ này thật sự không tồi có thể bồi dưỡng ông nghĩ nếu lần sau có dịp đến huyện có thể nhắc đến lâm dư dư trước mặt lãnh đạo để nâng cao uy tín cho mình trong khi đó lâm dư dư vẫn ngồi chờ cùng đại đội trưởng nhìn thấy sự sốt ruột của ông cô không khỏi cảm thấy buồn cười hành động của đại đội trưởng giống hệt như những gì cô đã trải qua khi thi đại học một sự hồi hộp đến mức không thể ngồi yên cô không biết người khác thường cảm thấy khẩn trương trước hay sau khi thi nhưng với cô thời điểm nào cũng đầy lo lắng từ việc đánh giá điểm số điền nguyện vọng cho đến chờ báo điểm và thư thông báo nhập học mọi giai đoạn đều khiến cô sợ mắc sai lầm khoảng nửa giờ trôi qua chủ nhiệm xã cùng sở trưởng bước ra ngay lập tức không khí bên ngoài trở nên yên tĩnh mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ chờ đợi thông tin quan trọng chủ nhiệm xã kể thành tích đã ra kết quả kỳ thi lần này có hai người đạt tiêu chuẩn cho nên chỉ nhận lấy hai người này một người là đồng chí lâm dư dư một người là đồng chí trương mân bất quá những người khác cũng không cần nhục chí về sau kỳ thi này sẽ tổ chức mỗi năm một lần trong hai vị đồng chí được tuyển chọn này đặc biệt là đồng chí lâm dư dư chúc mừng ngươi thành tích được tròn điểm xem ra ngày thường ngươi thực nỗ lực về sau cũng muốn tiếp tục cố gắng đại đội trưởng y cái tẩu rớt trên mặt đất ông vội và nhặt lên bất quá tươi cười trên mặt dừng trong mắt của các đại đội trưởng khác quả thật là sát ngàn đau chủ nhiệm xã lại nói để còn có đồng chí trương mân điểm số của cô ấy cũng không tồi xem ra ngày thường cũng thực nỗ lực, về sau cũng muốn cố gắng lên. Được rồi, những người khác đều trở về đi, đồng chí Lâm Dư Dư và đồng chí Trương Mân ở lại một chút. Lâm Dư Dư cùng Trương Mân đi vào bên trong, hai vị đại đội trưởng của các cô thì tiếp tục ngồi ngoài chờ. Sở trưởng, ngày bài thi của các ngươi, một bài do bác sĩ Trương Hoành Quốc chấm, còn một bài là do bác sĩ Lữ Binh chấm, trong hai tháng thực tập này, các ngươi liền đi theo bọn họ đi. Lâm Dư Dư, Trương Mân, Kỳ Rõ Trương Hoành Quốc cầm bài thi của Lâm Dư Dư Lâm Dư Dư theo ta tới văn phòng Lâm Dư Dư, Ê dạ, thưa bác sĩ Trương Hoành Quốc năm nay 32 tuổi Con cũng chỉ nhỏ hơn Lâm Dư Dư vài tuổi Cho nên trong mắt Lâm Dư Dư giống như con của mình vậy Tuy rằng chỉ thực tập trong 2 tháng Nhưng nói như thế nào đi chăng nữa cũng là thầy trò Nhìn đến học trò mình trở nên xuất sắc, mỗi một người thầy đều sẽ vô cùng vui vẻ trong hai tháng này trương hoành quốc sẽ toàn tâm toàn lực mà dạy cô đi vào văn phòng trương hoành quốc lấy ra hai cuốn sổ tay thật dày hai cuốn này ghi chép lại mấy năm kinh nghiệm mà thầy có được một quyển ghi về một ít ca bệnh một quyển ghi lại kinh nghiệm xử lý một vài căn bệnh nhỏ em lấy về xem đi rồi chép nội dung của hai cuốn này lại trong quá trình chép có thể tự xem một lần sau khi chép xong thì trả chúng lại cho thầy chỉ có 2 tháng, thời gian tương đối ngắn, cho nên kiến thức thầy có thể dạy cho em tương đối hữu hạn, đa số vẫn phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Bất quá thầy đề nghị, 2 tháng sau, em tranh thủ đạt được danh ngạch thực tập ở huyện Thành, đến lúc đó sẽ có 3 tháng thời gian đi vào huyện, có thể học được càng nhiều thứ. Tuy thành tích thi cử của em tốt hơn Trương Mân, nhưng danh ngạch có thể lọt vào tay người nào, còn phải xem biểu hiện của các em trong hai tháng này, cố lên. Lâm dư dư, để cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng. Cô thận trọng ôm hai cuốn sổ tay, đây là vật vô cùng trân quý, thầy có thể đưa cái này cho cô xem, có thể thấy được trí tuệ cùng phẩm hạnh của thầy. Xin thầy yên tâm, em sẽ chép lại cẩn thận. Trương Hoành Quốc cực gật đầu, ê e được, em đi về trước đi, ngày mai 8 giờ, không được quên. Lâm dư dư bỏ sách vào trong túi, để tạm biệt thay đi ra ngoài, thấy chỉ còn có một mình đại đội trưởng, vị đại đội trưởng kia đã không thấy đâu, nói vậy có lẽ đã cùng Trương Mân rời đi rồi. Đại đội trưởng, tôi còn muốn đi mua một vài cuốn vở và bút. Đại đội trưởng, để chúng ta đi cung tiêu xã. Cung tiêu xã của Trấn Trên kỳ thật cũng không nhỏ, bởi vì toàn bộ công xã có rất nhiều đại đội sản xuất, đều tới nơi này mua đồ vật. Lâm Dư Dư mua vở, chỉ là lúc lựa chọn bút có chút khó khăn, nơi này không có bút bi, bút chì tự nhiên là không được, cho nên phải mua bút máy và mực nước. Nhưng cung tiêu xả của thị trấn không có bút máy và mực nước a. vì thế đại đội trưởng nói, để để phạm a ngu chở cô đi trong huyện mua, tôi về đại đội trước. lâm dư dư nghĩ nghĩ, để cảm ơn đại đội trưởng, vất vả đại đội trưởng phải đi đi về về như vậy. nơi này đi đến huyện thành khá xa về đại đội sẽ gần một chút cho nên chỉ có thể để đại đội trưởng đi trở về khi lâm dư dư đến huyện trời đã giữa trưa trong tay cô có phiếu gạo hai cân nên quyết định ghé tiệm cơm quốc doanh để ăn bát mì cô nghĩ nếu mua bút máy và mực nước xong trở về đại đội thì sẽ rất muộn cô không muốn đói bụng nhưng cũng không muốn phạm a ngưu người đã vất vả lái xe bò chở cô phải chịu đói lâm dư dư nhoẻn miệng cười chú mấy ngày nay chú chở cháu vào huyện hôm nay cháu mời chú ăn một bát mì nhé phạm a ngưu lập tức lắc đầu không cần không cần nghề của chú là trong bò đây là việc chú phải làm cháu không cần khách sáo đâu lâm dư dư kiên quyết chú đừng khách sáo với cháu chúng ta cùng ăn bát mì chay này đi như một cách chúc mừng cháu thi đậu sau này khi cháu đi thực tập ở sở y tế khả năng cao sẽ phải nhờ chú chở nữa nếu giờ chú từ chối sau này cháu cũng ngại làm phiền dù vậy phạm a ngưu vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nhận đồ ăn của người khác lâm dư dư tiếp tục chú cháu là thanh niên trí thức xuống nông thôn ở đại đội không có ai thân thích về sau cháu còn phải nhờ chú và thím chăm sóc nhiều hơn không thể thiếu việc phiền toái chú và thím đâu phạm a ngu biết đây là thanh niên trí thức lâm nói lời dễ nghe mà thôi ông suy nghĩ thật lâu cuối cùng nói không lại lâm dư dư đành đồng ý bất quá ông cũng không muốn chiếm tiện nghi của lâm dư dư quyết định sau khi về nhà đưa chút rau dưa cho lâm dư dư thanh niên trí thức mới vừa xuống nông thôn cho dù có phân đất nhưng một đoàn người thì được bao nhiêu rau vào tiệm cơm quốc doanh, người không nhiều lắm. Tuy hiện tại đã đến giờ ăn cơm trưa, nhưng so với thời gian tan tâm của một vài nhà xưởng, bọn họ vẫn đến sớm vài phút. Lại nói, người ở cái niên đại này nếu không phải muốn mời người ăn cơm để nhờ chuyện, cũng sẽ không bỏ được tiền để tới ăn cơm tiệm cơm quốc doanh, bởi vì mắc A. À. Lâm Dư Dư cùng Phạm A Ngu lựa chọn ngồi một góc, cô sợ Phạm A Ngu không được tự nhiên, cho nên ngồi ở trong góc khá tốt bất quá bàn bên cạnh cũng có người có hai người đàn ông ngồi đó xem cách ăn mặc của bọn họ trong đó một người mặc cảnh phục một người khác tuy không mặc cảnh phục nhưng xem quần áo của họ cũng biết điều kiện kinh tế của người này không tồi lâm dư dư nhẹ nhàng nói với phạm a ngưu chú chú cứ ngồi đi cháu đi mua mì phạm a ngưu gật đầu hơi lúng túng ai được rồi lâm dư dư bước đi nhanh nhẹn gọi hai tô mì dưa muối lớn rồi cầm tờ biên lai like đứng chờ trong lúc đợi cô bất giác nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông gần đó cảnh sát trầm giọng nhưng đầy kiên định anh yên tâm chuyện đứa nhỏ ấy tôi sẽ ghi nhớ chỉ cần nó còn sống và ở trong huyện này cơ hội tìm được là rất lớn đặc biệt là bé trai nếu bị người ta mua về họ chắc chắn sẽ chăm sóc nó thật tốt người đàn ông đứng bên cạnh ánh mắt đượm buồn làm phiền anh rồi dù có tìm được hay không tôi mãi ghi nhớ ơn anh tôi sẽ nói lại với anh trai mình cảnh sát khẽ mỉm cười rồi nghiêm túc đáp khách sáo làm gì chúng ta là bạn bè mà làm mấy việc này có đáng là gì nhưng mà nhìn ảnh của thằng bé lớn lên đẹp thật Người đàn ông thở dài, giọng trầm tư. Đây là ảnh chụp cách đây 2 năm. Hiện tại, tôi cũng không biết nó ra sao. Mấy năm nay, tôi đã lần theo nhiều manh mối, nhưng lần nào cũng bị chặt đứt. Tôi đã đi qua nhiều thành phố, nhiều huyện để tìm kiếm. Cũng may, có sự hỗ trợ từ mối quan hệ của anh trai tôi. Một số nơi nhờ vào đó mà tìm ra manh mối, còn lại tôi phải tự thân lặn lội giọng nói của anh ta trở nên nghẹn ngào khi kể về những hành trình vô vọng có nhiều lần cứ nghĩ đã tìm được rồi nhưng kết quả lại chẳng mừng nổi bao lâu dù vậy mỗi khi có tin tức anh trai tôi vẫn lao đến ngay thậm chí vì tìm kiếm tiểu ôn lễ anh ấy đã rời khỏi quân ngũ lúc đó sự nghiệp của anh ấy đang lên như diều gặp gió nhưng nếu không rời đi với lịch làm việc của bộ đội nghỉ phép rất khó xin thậm chí có tin cũng chưa chắc có thể đến ngay cảnh sát lặng người rồi nói đầy phẫn nộ đám buôn người ấy như cơn ác mộng chúng đã hủy hoại biết bao gia đình nếu có cơ hội chúng ta nhất định phải bắt hết bọn chúng nghe bàn bên cạnh nói chuyện lâm dư dư đại khái đã hiểu ra là đứa bé nhà vị kia bị bọn buôn người bắt đi nên đang tìm kiếm khắp nơi không thể không nói tìm khắp cả nước tìm hai năm trời mà vẫn không từ bỏ thì đúng là hiếm thấy ở thời đại này đây không phải muốn nói những người khác không yêu thương con mình mà ở thời đại này giao thông đi lại quá bất tiện hơn nữa có thể liên tục tìm kiếm suốt hai năm cũng tốn không ít tài lực từ đó có thể nhìn ra tình huống của đối phương nghe được một nửa mì đã làm xong Lâm Dư Dư ra bên cửa sổ lấy mì. Chờ cô quay lại thì hai người kia đã không nói về chuyện này nữa. Mấy ngày này Lâm Dư Dư ở nhà Lý Thu Hồng ăn uống không tệ, cách hai ba ngày lại được mấy miếng thịt, ít nhất đã ăn hai lần, một lần là gà rừng, một lần là thỏ hoang. Nhưng hiện tại nhìn thấy mì dưa muối cô vẫn không nhịn được. Tuy rằng không đến mức ăn ngấu nghiến, nhưng động tác ăn cũng rất nhanh. Cuối cùng, Mì sợi hết sạch, canh cũng không còn một giọt. Sau khi ăn xong, Lâm Dư Dư đến cung tiêu xã, Phạm A Ngưu Liên ở cổng ngoài huyện chờ cô. Lâm Dư Dư tới cung tiêu xã mua bút máy và mực nước, 15 đồng liên biến mất. Nguyên chủ súng nông thôn mang theo 100 đồng, 20 đồng bị cô gột và 180 đồng tiên bán nhân sâm thành 200 đồng gửi ngân hàng. Số còn lại đến bây giờ chỉ còn chưa đến 40 đồng, không thể không nói một khi đã mua sắm thì hao tiền rất nhanh, cô thậm chí còn không biết tiền tiêu đi đâu hết rồi. Nghĩ tới món mì vừa ăn lúc buổi trưa, lại sờ phiếu lương thực trong túi, phiếu mua một cân lương thực cuối cùng bị cô đem đổi một cân bột mì phú cường để về nhà làm mì sợi ăn, so với mì mua ở ngoài sẽ rẻ hơn. Mì sợi thêm quả trứng gà và chút đồ ăn kèm đã đủ khiến tiểu ôn lễ vui vẻ mà ăn rồi. Lúc Lâm Dư Dư cùng Phạm A Ngưu trở lại đại đội sản xuất, toàn đội từ miệng đại đội trưởng biết được thành tích thi đạt hạng nhất của cô nhưng lúc này mọi người đều đang làm việc rồi lý thu hồng trời cuối cùng cũng trở lại rồi ôi chao nhân viên y tế hạng nhất đúng là khác hẳn nha thím nhìn mà khỏe cả người luôn đây này lâm dư dư thím cũng thật thú vị đại đội trưởng nói ạ à. lý thu hồng kệ còn không phải sao ăn trưa xong là nói ngay vợ đại đội trưởng nói nhỏ với thím là lần này cháu dành vinh quang cho đại đội nên đại đội trưởng cũng tranh thủ giúp cháu được ít phần thưởng là lương thực đó lâm dư dư không phải người ngốc vợ đại đội trưởng cố ý nói như vậy là muốn lâm dư dư nhớ rõ chỗ tốt của đại đội trưởng thế này làm sao cháu dám nhận được lý thu hồng để cháu cứ nhận đi là được đúng rồi đại đội chúng ta còn phải xây trung tâm y tế cháu muốn chọn chỗ nào Lâm Dư Dư nghĩ một lát, kẻ cháu muốn chọn chỗ nào gần một chút nhưng xung quanh không có chỗ nào thích hợp, không bằng chọn bên ủy ban thôn nghỉ. Cháu thấy bên đó rộng rãi mà phòng trống cũng nhiều lắm. Lý Thu Hồng, kẻ đâu chỉ có vậy, bên đó phòng không chỉ đẹp mà còn là chỗ xây bằng gạch xanh duy nhất của thôn chúng ta đó. Chỗ đó trước kia là nhà của địa chủ, mấy năm trước địa chủ xảy ra chuyện, người nhà cũng mất hết, căn nhà liên trống không nhưng căn nhà đó phân cho ai cũng khó có mấy người muốn đến ở mà lại không yên tâm vì thế đại đội trưởng bọn họ liền quyết định chuyển thẳng văn phòng ủy ban thôn sang đó lúc đại đội được mùa cũng mang lương thực sang đó cất phòng bên đó xây chắc chắn không sợ dột phòng nào cũng có khóa đầy đủ ôi cái xã hội này người một nhà đang yên ổn phi 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 thím nói lung tung cái gì không biết thanh niên trí thức lâm cháu coi như chưa nghe thấy gì nhé. Lâm Dư Dư hiểu ý bà, mấy lời này nếu để người có lòng xấu nghe được sẽ dễ gặp rắc rối lắm. Cô nói sang chuyện khác, Ê thím, hôm nay cháu mua một túi bột mì phú cường ở cung tiêu xã, thím biết làm vàng thắng không? Lý Thu Hồng cười nhẹ. Cái này đúng là sở trường của thím rồi. Lâm Dư Dư hào hứng. Vậy buổi tối thím làm một ít nhé lấy củ cải thái sợi làm nhân, trộn thêm hai quả trứng là được. ôi chao, cháu phải lên núi xem thử, không biết có con thú nào sập bẫy cháu gian hôm trước không. nếu có thì chúng ta sẽ có lột ăn, có thể làm nhân thịt. lý thu hồng ngờ vực, lắc đầu. làm gì có chuyện may mắn đến vậy chứ? lâm dư dư cười bí ẩn. dù sao thì cũng đi thử xem, biết đâu lại trúng. hai tiếng sau. Lâm Dư Dư trở về với một món quà không thể bất ngờ hơn. Lý Thu Hồng đứng nhìn mà không khỏi ngạc nhiên. Lần này, cô mang về một con gà rừng lớn, đủ khiến Lý Thu Hồng phải tin vào cái gọi là ị may mắn e này. Đâu phải lần đầu, đây đã là lần thứ ba Lâm Dư Dư mang thịt về, mà mỗi lần chỉ cách nhau có hai ba ngày. Lâm Dư Dư nhoẻn miệng cười, cố ý chọn con gà lớn. Thím ơi, con này cháu mang về cho cả tuần tới cháu phải lên trung tâm y tế thực tập không lên núi được thế là một tuần không được ăn thịt với lại thím chừa lại giúp cháu một cái đùi gà nhé ngày mai cháu lên trung tâm biếu cho thầy trương hoành quốc đùi gà này không long trọng lắm nhưng cũng là thịt được tầm nửa cân cũng không mất mặt lý thu hồng gật đầu à được thôi cái đùi còn lại cháu cũng đem hông gió đi rồi gửi luôn cho mẹ cháu với cái đùi thỏ kia. Chúng ta ở đây vài người, ăn chỗ còn lại cũng đủ rồi. Thật ra, e đủ e là nói khiêm tốn, con gà này cũng phải 4, 5 cân. Lý Thu Hồng nhìn mãi mà vẫn chưa hết ngạc nhiên, bà chưa từng thấy con gà rừng nào lớn như thế. Lâm Dư Dư mỉm cười, cảm thấy đây là món quà thiên nhiên ban tặng khi mùa xuân đến, mọi vật sinh sôi, gà rừng được ăn no nên cũng lớn nhanh cô quay sang thím lý nói cảm ơn thím lát cháu sẽ viết thư cho mẹ kể về cuộc sống ở đây để bà yên tâm lý thu hồng đồng ý ừ đúng rồi nên báo cho bà ấy để yên tâm hai người vừa nói chuyện vừa bắt tay vào làm việc đến lúc vặt lông gà thì tiểu ôn lễ cậu bé mà lâm dư dư coi như người thân duy nhất cần bảo vệ cũng về nhà tiểu ôn lễ gần đây tâm trạng có vẻ rất tốt bà đã mau khỏe lại rồi nỗi lo lắng của thằng bé đã giảm bớt cũng có các bạn nhỏ hâm mộ giấy gói kẹo của tiểu ôn lễ nên thằng bé còn chia giấy gói kẹo cho các bạn cùng nhau chơi hơn nữa ăn hai bữa thịt mỗi ngày đều có kẹo sữa bổ sung thêm sữa bột tuy không dám nói đầy đặn hơn bao nhiêu nhưng sắc mặt đứa trẻ trông hồng hào hơn rất nhiều tiểu ôn lễ ngâm nga khúc nhạc thiếu nhi về nhà kệ bà ơi cháu về rồi Lý Thu Hồng, Ê về rồi à, hôm nay đi chơi gì đó? Tiểu ôn lễ, Ê cháu và các bạn chơi trốn tìm, nhảy ô. Đi vào phòng bếp, thấy Lâm Dư Dư và Lý Thu Hồng đang vặt lông gà, ánh mắt thằng bé sáng lên. Chị, chị cũng về rồi à? Em cũng tới vặt lông gà. Vặt lông gà tương đương với làm việc, làm việc tương đương với có kẹo sữa ăn, vậy nên thằng bé rất tình nguyện làm việc. Lúc Lâm Dư Dư cho tiểu ôn lễ kẹo sữa, Lý Thu Hồng chỉ cam chịu, nhưng bà cũng không thể chiếm hời không từ Lâm Dư Dư như vậy, phải biết rằng kẹo sữa tận hai đồng một cân, đắt lắm luôn. Ban đầu bà tính trả tiền cho Lâm Dư Dư nhưng Lâm Dư Dư không chịu, theo ý của Lâm Dư Dư thì mỗi ngày cô cho tiểu ôn lễ một viên kẹo sữa, sau đó Lý Thu Hồng mỗi ngày cho cô một phần rau là được. Lý Thu Hồng trong lòng cảm động, cực kỳ cảm kích Lâm Dư Dư tiểu ôn lễ ê chị ơi chúng ta hôm nay cũng ăn thịt sao lâm dư dư chị hôm nay ăn sủi cảo tiểu ôn lễ y qua thằng bé từng ăn sủi cảo đó là lúc ăn tết cái loại hương vị này thằng bé đã quên mất rồi nhưng chỉ biết là ăn rất 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 ngon lâm dư dư nhìn biểu hiện của thằng bé trong lòng lại có một suy nghĩ Cô có thể bắt thú hoang nhưng không biết biến ra những thứ khác bởi vì những thứ đó đều cần có tem phiếu. Cô muốn cho tiểu ôn lễ cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải mua được nhu yếu phẩm của thời đại này tem phiếu. Sau khi nghĩ xong, nhân sủi cảo do Lý Thu Hồng làm, nhân thịt gà củ cải sợi. Một cân bột mì có thể làm 70 cái vỏ sủi cảo nhưng Lý Thu Hồng chỉ là 1 phần 3 thì được khoảng 20 cái. Lâm Dư Dư nhìn số lượng này cũng không nói cái gì, Cô biết Lý Thu Hồng không tính phần của bà vào, nhưng cô cũng không thể suốt ngày bám theo khuyên bảo, Lý Thu Hồng luôn tự có giới hạn trong lòng, cô khuyên cũng chẳng có tác dụng. Nhưng mà, để thím, thím thái nhiều củ cải một chút, còn dư thì chúng ta hầm canh thịt, ngày mai ngày kia cũng được ăn. Lý Thu Hồng, cái biện pháp này rất hay. Lý Thu Hồng tuy rằng không ăn sủi cảo nhưng bảo bà uống thêm ít canh gà bà vẫn sẽ uống sủi cảo đã nấu xong, Lý Thu Hồng múc cho cháu trai ba cái, còn lại 17 cái đều múc hết cho Lâm Dư Dư. Bản thân bà thì ăn khoai lang nhưng cũng uống một bát canh thịt gà, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều. Trước kia cả canh trứng bà cũng không uống. Tiểu ôn lễ là đứa bé hiểu chuyện, dù chỉ có ba cái sủi cảo nhưng vẫn gấp một cái cho bà, chỉ có hai cái vẫn ăn rất ngon miệng. Lâm Dư Dư lại gấp hai cái từ bát mình cho thằng bé, cô cũng không dám cho nhiều, cho nhiều quá Lý Thu Hồng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Bọn họ ăn cơm tương đối sớm, chờ bọn họ ăn xong những người khác mới tan tầm, thành công tránh được loại chuyện như ngửi mùi đoán xem nhà ai nấu thịt trong tiểu thuyết. Ăn cơm xong, Lý Thu Hồng rửa bát, Lâm Dư Dư muốn đến nhà đại đội trưởng, kể tiểu ôn lễ, em đi dạo với chị không? Tiểu ôn lễ, ê được nha. Thằng bé chạy tới, dắt tay Lâm Dư Dư, còn ngẩng cái đầu nhỏ nhìn cô cười hì hì. Lý Thu Hồng nhìn bọn họ ở chung, trừ bỏ vui mừng vẫn là vui mừng, bà nghĩ, tuổi bà đã lớn, thanh niên trí thấp lâm lại là người tài giỏi, cháu trai có thể thân với cô ấy cũng sẽ được cô ấy chăm sóc thật tốt. Đại đội trưởng đang rửa chân trong sân, tan tâm trở về, trên chân đều là bùn, đột nhiên thấy Lâm Dư Dư tới. Lâm Dư Dư, thầy chú, ngài có bận không? Đại đội trưởng, Ê không bận, đồ cô mua hết rồi hả? Lâm dư dư, kẻ đã mua bút máy với mực nước, nhưng lúc tôi ăn trưa trên huyện nghe được một việc, không liên quan đến đại đội, hình như là có đứa trẻ nhà người ta bị bọn buôn người bắt đi, người nhà đang tìm kiếm khắp cả nước. Tôi nghĩ nơi này của chúng ta tuy rằng hẻo lánh nhưng nếu nếu bọn buôn người có tâm tư. Cho nên việc tuần tra trong đội vẫn rất quan trọng, cái này có thể xếp vào kế hoạch làm văn minh đại đội người tuần tra thì cứ chọn mấy người làm việc không chăm chỉ hay không thích làm việc ấy đại đội trưởng nghĩ thử cái này có thể xem xét chủ yếu là bọn buôn người bây giờ thật sự không bằng súc sinh chuyện này tôi sẽ thương lượng với thư ký xem hiện tại chúng ta tính toán tìm chỗ xây trung tâm y tế cho cô cô đã chọn được chỗ nào chưa lâm dư dư suy tư rồi nói tôi thấy chỗ bên cạnh ủy ban thôn khá tốt thứ nhất trung tâm y tế là nơi quan trọng trong thôn nếu đặt cạnh ủy ban thôn thì sẽ có vẻ uy tín thứ hai bên đó diện tích rộng rãi sau khi tôi hái thuốc về còn phải có chỗ để tủ thuốc nếu chỗ nhỏ quá không để vừa tủ đại đội trưởng nghe xong gật đầu hài lòng việc trung tâm y tế được đặt ngay bên cạnh văn phòng ủy ban thôn sẽ khiến mọi thứ trông rất chính thức Mấy nơi có quyền lực tập trung gần nhau thế này, sau này có gì cần bàn bạc cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa, họ cũng có thể dễ dàng quan sát tình hình của trung tâm y tế bất cứ lúc nào. Ông tươi cười nói: "Đi, tôi dẫn cô đi xem." Trước hết, cô cứ liệt kê ra những vật dụng cần thiết. Cô còn phải đi thực tập 2 tháng ở sở y tế, rồi thêm 3 tháng nữa ở bệnh viện cấp huyện chúng tôi có thể chuẩn bị sẵn những thứ cô yêu cầu trước. Lâm Dư Dư mỉm cười, treo chọc. Ngài cũng tin tưởng tôi thật đấy. Lỡ tôi không được đi thực tập ở bệnh viện huyện thì sao? Chẳng phải là làm ngài thất vọng à? Đại đội trưởng bật cười. Đâu có chuyện đó. So với những thanh niên trí thức khác, thành tích của cô vượt trội hơn nhiều các bác sĩ ở sở y tế và chủ nhiệm xã đều khen ngợi cô kỳ thực còn có chuyện này ông ngừng lại một chút rồi kể lúc cô theo thầy trương hoành quốc về văn phòng chủ nhiệm xã đã khen cô rất nhiều tôi nghĩ cô đã lọt vào mắt của lãnh đạo rồi vì vậy tôi đặt rất nhiều hy vọng vào cô lâm dư dư vui vẻ đáp vậy mượn lời may mắn của ngài nhé cả hai cùng bước vào sân của ủy ban thôn trước đây mỗi lần đến đây lâm dư dư đều bận rộn với công việc chưa có dịp quan sát kỹ lưỡng giờ nhìn kỹ cô thấy ngôi nhà này quả thực đặc biệt không hổ danh từng là nhà của một địa chủ không căn nhà nào trong thôn có thể sánh được với nó căn nhà đẹp như vậy cho ai ở cũng dễ khiến người ta đố kỵ vậy nên đưa nó cho thôn ủy làm văn phòng quả là quyết định hợp lý nhất. Đại đội trưởng chỉ về phía khu vườn rộng. Lúc trước, nơi này có một bức tường vây quanh. Sau khi trở thành văn phòng ủy ban thôn, tường vây được đập bỏ, kết hợp với khu đất trống bên ngoài tạo thành một sân lớn. Nếu trong thôn có việc gì cần học, chúng tôi sẽ tập trung tại đây để thảo luận. Lâm Dư Dư, thì khá tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, ở trong văn phòng cũng có thể nhìn tình huống ở bên ngoài đại đội trưởng kể cũng không phải sao chính là vì như vậy cô nhìn xem cô muốn chọn gian phòng nào lâm dư dư tôi muốn chọn hai gian phòng một gian dùng để làm văn phòng và cất giữ dược liệu một gian dùng để làm phòng cấp cứu hai gian bên này là được bất quá cần phải làm một cánh cửa giữa hai phòng này để cho tôi tiện qua lại có việc tôi trực tiếp từ văn phòng tiến vào phòng cấp cứu, mà người nhà bệnh nhân có thể vào bằng cửa chính, miễn cho đều chạy tới văn phòng, dễ xảy ra sự cố. Rốt cuộc bên trong có cất giữ dược liệu, nếu dược liệu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không tốt. Đại đội trưởng, e được, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ, còn có sao? Lâm Dư Dư, trả thêm hai cái bàn làm việc, một cái cho tôi, một cái cho trợ lý. Đến lúc đó ta sẽ ở đại đội tuyển một trợ lý, tôi sẽ dạy cô ấy một ít cơ sở, bất quá tôi muốn nữ trợ lý, nếu không tôi cùng nam đồng chí đơn độc ở chung với nhau sẽ có lời ra tiếng vào. Đại đội trưởng, về cái này không thành vấn đề, cô suy xét như vậy là đúng. Nếu người trong đại đội của bọn họ học được một ít kiến thức về dược liệu, như vậy về sau liền tính Lâm Dư Dư rời đi, bọn họ nơi này cũng có nhân viên y tế đại đội trưởng đối với việc này cảm thấy vô cùng vui vẻ lâm dư dư e sau đó nơi này làm hai dãy tủ đứng một dãy trông như tủ chén dùng để bày biện tư liệu một cái tủ khác làm thành loại tủ có từng ngăn kéo nhỏ dùng để cất dược liệu tôi có thể vẽ bản mẫu cho ngài đại đội trưởng e được cái tủ chén này tôi đã thấy qua trong văn phòng của chủ nhiệm xã có lâm dư dư e đúng vậy rất nhiều văn phòng đều sẽ có. Tiếp theo, Lâm Dư Dư cùng đại đội trưởng đi vào văn phòng thôn ủy, kẻ tủ chén và tủ ngăn kéo cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng nhìn nhìn, trong lòng đã hiểu rõ, ở mấy thứ này cần phải tìm thợ một làm, đại đội của chúng ta không có thợ một, bất quá có rất nhiều người biết cách làm các gia cụ đơn giản, cái này cũng không khó lắm, chỉ là tốn chút thời gian. Lâm Dư Dư, ở như ngài nói, còn có tận 5 tháng. Đại đội trưởng cười, e được, cô cần phải cố lên A, đi bệnh viện huyện. Vậy về vấn đề lương bổng của cô, cô nghĩ như thế nào? Lâm Dư Dư, ơ ngài là lãnh đạo, tự nhiên là do ngài định đoạt. Đại đội trưởng cũng không phải người dông dài, Lâm Dư Dư nói như vậy, hắn liền nói thẳng, kể tôi đã thương lượng với thư ký bọn họ một chút, tính toán cho cô 10 công điểm mỗi ngày, tính theo năm nhưng những thôn dân khác không có khả năng tính hưởng công điểm theo năm, bởi vì có ngày mùa cùng nông nhàn, thời điểm nông nhàn, bọn họ không xuống ruộng thì thôi, mà nếu đã xuống ruộng, những người vào ngày thường có thể lấy điểm tuyệt đối, vào thời kỳ nông nhàn cũng sẽ không được như vậy. Bất quá nhân viên y tế đích xác không thể phân theo ngày mùa cùng nông nhàn. Công điểm có thể đổi lương thực theo dạng này. 10 công điểm sẽ được một cân lương thực, một đồng, cũng chính là mỗi một cái công điểm sẽ được một mao tiền, cứ như vậy mà tính, cuối năm cô có thể có được 360 cân lương thực, 36 đồng. Bất quá suy xét đến cô không có lương thực, cho nên lương thực của đại đội sẽ chia cho cô vào cuối tháng, mỗi tháng cho cô 30 cân. Cô xem như thế nào? Lâm Dư Dư đối với vấn đề tiền bạc không có hứng thú cho lắm, ở cái niên đại này, có lương thực là có thể giải quyết vấn đề ấm no cũng đã thực không tồi lâm dư dư nở nụ cười nhẹ nhìn đại đội trưởng từ tốn đáp để cảm ơn đại đội trưởng tôi thực sự rất hài lòng đại đội trưởng gật gù nhìn lâm dư dư với ánh mắt đồng cảm kể tôi cũng hài lòng với thái độ của cô tuy nhiên chúng tôi không muốn bạc đãi cô rốt cuộc cô vẫn phải hái thuốc giúp đỡ đội tiền lương chúng tôi không cao nhưng mỗi tháng có thể trợ cấp cho cô thêm một cân thịt heo. Nghe thấy vậy, Lâm Dư Dư bất ngờ, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Ê cảm ơn ngài, đại đội trưởng. Đại đội trưởng giơ tay lên như ngăn lại, ngài đừng vội cảm ơn quá sớm. Ngày thường chúng tôi không có thịt đâu. Chỉ có đến Tết mới chia thịt. Nên 12 cân thịt này, cô sẽ phải đợi đến cuối năm. Lâm Dư Dư suy nghĩ một lát rồi đáp, ngài không cần chia hẳn 12 cân thịt cho tôi. Nếu tôi nhận hết, bà con sẽ ít đi mấy lạng thịt. Ngài cho tôi 6 cân thịt, còn lại là 6 cân xương đi, xương sườn hay móng heo đều được. Trong lúc đó, Tiểu Ôn lễ chơi đùa ở sân, thỉnh thoảng chạy lại gần nhìn Lâm Dư Dư. Dù không hiểu cuộc trò chuyện của cô và đại đội trưởng, nhưng chỉ cần thấy Lâm Dư Dư, cậu bé lập tức cảm thấy an tâm và vui vẻ. Đại đội trưởng cười hài lòng, "Ê e, được rồi, cô vì mọi người mà suy xét chu đáo như vậy còn ý tưởng gì nữa không nói ra luôn để sau này làm việc không có xung đột lâm dư dư gật đầu đồng tình ngài nói đúng có chuyện gì nên nói ra ngay tránh để mâu thuẫn chất chứa tôi còn muốn nuôi hai con gà liệu có thể không đại đội trưởng ngay lập tức từ chối về cái đó thì không được nếu cô nuôi các thanh niên trí thức khác cũng muốn nuôi. Vậy thì vị trí trong ký túc xá đâu còn đủ chỗ. Chính sách quy định rõ, mỗi hộ chỉ được nuôi hai con. Hộ khẩu của cô không ở đây, tôi không thể châm trước. Những chuyện trái quy định, tôi không thể giúp. Lâm Dư Dư không nao núng, hỏi tiếp, vì vậy nếu tôi dời hộ khẩu về thôn Phạm Gia thì sao? Với cô, việc chuyển hộ khẩu về đây không thành vấn đề gì cả. Trong mắt người khác, có hộ khẩu trong thành phố là điều rất vinh dự. Nhưng với Lâm Dư Dư, cô không bận tâm đại đội trưởng chấn động, thì cô muốn dời hộ khẩu về đây. Một khi cô dời hộ khẩu, sau này dời đi sẽ gặp khó khăn. Liên nói tới vấn đề trước mắt, nếu cô không công tác ở trong huyện hoặc trong thành, sẽ không có thể năng dời trở lại. Lâm Dư Dư, E không có việc gì đại đội trưởng là e chỉ vì nuôi gà sao lâm dư dư hãy e đương nhiên không phải kỳ thật tôi đã sớm có cái ý tưởng này thanh niên trí thức chúng tôi xuống nông thôn nếu quốc gia không có đưa ra chính sách mới là không có khả năng trở về thành một khi đã như vậy ta có khả năng cả đời muốn ở lại chỗ này còn không bằng dời hộ khẩu tới đây trở thành một người của thôn phạm gia người trong thôn không có tính bài trừ người ngoài nhưng thân phận của cô là thanh niên trí thức cùng với việc chuyển hộ khẩu tới chỗ này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau hơn nữa nuôi gà rất quan trọng có được hay không nuôi gà cô sẽ có trứng gà để ăn miễn cho mỗi ngày đều phải đi mua trứng gà đây là việc có phí tổn cao nhất liền tính lý thu hồng sẽ đưa trứng gà cho cô ăn nhưng cô sao có thể không biết xấu hổ mà ăn a à? bản thân lý thu hồng cùng tiểu ôn lễ đều phải bồi bổ thân thể nếu trứng gà đều cho cô vậy bản thân lý thu hồng khẳng định sẽ không ăn lại nói nếu cô nuôi gà cô muốn nuôi một con gà trống một con gà mái gà mái dùng để đẻ trứng gà trống dùng để lai giống cứ như vậy đẻ trứng mới có thể ấp ra gà con ấp ra gà con rồi liền có thể giết ăn gà mái già nói cách khác một năm có thể ăn gà được ba lần Lâm Dư Dư tính toán đâu vào đó rành mạch rõ ràng. Đại đội trưởng, ê vậy được rồi, cô muốn chuyển hộ khẩu, tôi sẽ không ngăn cản cô. Đến lúc đó cô theo tôi đi đồn công an ở trên trấn xử lý một chút. Thanh niên trí thức các co xuống nông thôn, sổ hộ khẩu liền chuyển tới nơi này, bất quá chỉ là tạm thời để ở đây, hiện tại nếu muốn xử lý việc chuyển dời hộ khẩu, các thủ tục sẽ tiến hành tương đối thuận lợi. Lâm Dư Dư, hề ừm cảm ơn đại đội trưởng đối với đại đội trưởng mà nói lâm dư dư chuyển hộ khẩu tới chỗ này là chuyện tốt về sau cô không còn là thanh niên trí thức nữa mà là thôn dân của đại đội nói ra ngoài đại đội của bọn họ có nhân viên y tế mà không phải là thanh niên trí thức trở thành nhân viên y tế sau này ông cũng không cần lo lắng có một ngày lâm dư dư sẽ rời đi nơi này cũng không cần lo lắng sau khi lâm dư dư rời đi đại đội không có nhân viên y tế tâm trạng của đại đội trưởng rất tốt, khuôn mặt già nua tràn ngập ý cười. Tôi sẽ kêu vợ của tôi đi chuẩn bị gà cho ngươi, vậy nuôi gà ở nhà Lý Thu Hồng sao? Nhìn mà xem, đại đội trưởng vui mừng, liền gà đều nguyện ý chuẩn bị, bằng không Lâm Dư Dư phải tự mình chuẩn bị mấy con gà này. Lâm Dư Dư, kể cảm ơn đại đội trưởng. Đại đội trưởng phiền ngài chuẩn bị giúp tôi một con gà trống và một con gà mái. Đại đội trưởng, cô cần gà trống để làm gì? Gà trống lại không thể đẻ trứng. Lâm Dư Dư, kẻ tôi có tính toán của bản thân. Đại đội trưởng, ai được, vậy cô muốn nuôi heo không? Nếu muốn nuôi thì phải thế chấp 20 đồng tiền cho một con heo, chờ tới khi ăn Tết sẽ giao lên, có thể đổi thịt, cũng sẽ trả tiền thế chấp cho cô. Lâm Dư Dư, về việc này tôi muốn thương lượng với Thím Lý một chút xem chuồng heo của nhà họ có đủ lớn hay không. Đại đội trưởng, hãy nếu cô đã muốn rời hộ khẩu, chi bằng tự dọn ra sống đi. Nếu không ngươi cũng không có khả năng vẫn luôn sống ở bên đó. Lâm dư dư, kể chờ tôi có tiền, liền tự mình mua một mảnh đất ở chỗ này, đến lúc đó lại dọn ra. Hiện tại dọn ra, ở nhà người khác cũng là không thuận tiện lắm. Chủ yếu là, cô là một cô gái độc thân, nếu sống một mình, sẽ dễ khiến cho lời ra tiếng vào, còn không bằng sống chung với hai bà cháu nhà Lý Thu Hồng, ít nhất không có ai nói ra nói vào. Cái niên đại này, chẳng sợ cô không thèm để ý thanh danh này nọ, nhưng thanh danh quả thật rất quan trọng. Đại đội trưởng, ê được. Sau khi trao đổi với đại đội trưởng xong, Lâm Dư Dư liền dắt tiểu ôn lễ rời đi. Trở lại nhà họ Lý, cô kể lại mọi chuyện cho Lý Thu Hồng nghe. Lý Thu Hồng trầm ngâm rồi nói, kẻ nuôi heo là cần thiết đấy. Chuồng heo nhà mình cũng đủ rộng để nuôi hai con. Heo chính là thịt, mà ai lại không muốn nuôi heo khi có điều kiện chứ? Sáng sớm hôm sau, Lâm Dư Dư thức dậy. Sau khi ăn hai chén canh khoai lang và một quả trứng luộc, cô lên đường đến sở y tế trên trấn. Đến nơi, cô thấy mình là người đến sớm nhất. Trương Hoành Quốc vẫn chưa tới, nên cô tự tìm một góc, tiếp tục chép lại cuốn bút ký của ông. Một lát sau, Trương Hoành Quốc bước vào. Ông vừa mở cửa văn phòng vừa hỏi, ai e đang xem bút ký à? Lâm Dư Dư gật đầu, đứng dậy chào, Ê dạ, em đang cố gắng hiểu kỹ cuốn bút ký này của thầy. Cô theo Trương Hoành Quốc vào phòng. Trong lúc đó, cô do dự một chút rồi nói, Ê thầy, trước đây em nghe nói, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy em theo thầy học tập thầy là người trưởng bối của em em rất muốn mời thầy một bữa cơm nhưng em là thanh niên trí thức nhà cũng không ở đây thật sự không tiện vì vậy em em chỉ có thể mời thầy cái đùi gà này nói rồi cô rút từ trong túi ra một cái đùi gà rừng mặt đỏ lên vì ngượng sau đó vội vã đi ra ngoài để tiếp tục công việc của mình thật ra đây là lần đầu tiên lâm dư dư làm chuyện này đời trước cô chưa bao giờ tặng quà cho thầy cô như thế lúc này làm vậy cô cảm thấy có chút ngại ngùng trương hoành quốc nhìn đùi gà rừng thấy nó còn tươi và lớn ông không từ chối bởi dù sao cô gái nhỏ cũng đã đỏ mặt khi tặng hơn nữa ông không ràng buộc gì khi dạy cô ăn cái đùi gà cũng không có gì phải bận tâm thời buổi này học sinh tặng thầy chút lễ vật cũng là chuyện thường. Ông cười nói, e thầy trò cũng là người một nhà. Trưa nay, em tới nhà thầy ăn cơm nhé. Để vợ thầy làm nồi đùi gà kho tàu, bà ấy nấu ăn ngon lắm. Lâm Dư Dư hiểu ý, vui vẻ đáp lại, e cảm ơn thầy, vậy em không khách sáo nữa. Thời gian tiếp theo, Lâm Dư Dư ngồi sao chép bút ký và xem bút ký có người bệnh tới cô liền ở bên cạnh xem trương hoành quốc khám bệnh lúc không có người bệnh cô liền xem bút ký rốt cuộc thời gian thực tập chỉ có hai tháng nếu giống như đến trường đi học từ con số không bắt đầu thì đó là điều không có khả năng rất nhanh liền tới giữa trưa trương hoành quốc dẫn lâm dư dư về nhà vợ trương hoành quốc là một người phụ nữ phi thường ôn nhu và cũng thực thích cười lúc ăn cơm hai đứa con trai của trương hoành quốc một cậu 12 tuổi và một cậu 8 tuổi đã tan học về nhà, cộng thêm Lâm Dư Dư, một bàn năm người, bữa cơm phi thường vui vẻ. Thời điểm nói chuyện phím, mặc kệ bọn họ nói về việc gì, Lâm Dư Dư đều có thể trò chuyện với nhau, sau một bữa cơm, một nhà bốn người họ trương có ấn tượng vô cùng tốt đối với Lâm Dư Dư. Buổi sáng qua thật mau, buổi chiều liên có chút chậm, bởi vì thời gian buổi chiều dài hơn. Hơn nữa không có người bệnh, cho nên cả một buổi chiều Lâm Dư Dư vẫn luôn ngồi xem bút ký, xem bệnh lịch, nhán cái ba ngày thực tập cứ như vậy mà trôi qua. Buổi sáng hôm nay lúc Lâm Dư Dư đến sở y tế gặp được Trương Mân. Lâm Dư Dư tới thực tập ba ngày vẫn luôn không có cơ hội gặp Trương Mân, khó được hôm nay gặp mặt. Xin chào, tôi gọi là Lâm Dư Dư. Lúc trước cũng không có cơ hội gặp mặt ngươi. Trương Mân cũng không phải là thanh niên trí thức, mà là người địa phương. Cô hiểu biết dược liệu là bởi vì ông ngoại cô là thầy Lan. Từ nhỏ cô liền yêu thích cái này, cho nên thường xuyên ở lại nhà bà ngoại, đi theo ông ngoại học tập. Trương Mân nhìn thấy Lâm Dư Dư cũng thật vui vẻ. Ê đúng vậy, mấy ngày nay đi căng tin ăn cơm đều không thấy cô. Lâm Dư Dư, ê mấy ngày nay tôi tự mình mang cơm. Có đôi khi mang trứng gà xào hành, có đôi khi mang thịt xào củ cải ti. Thịt vẫn là thịt của con gà rừng ba ngày trước, bởi vì gà rừng có hơi mập mạp, cho nên đã đem nó đi ướp muối. Trương Hoành Quốc có gọi cô vài lần, muốn dẫn cô về nhà ăn cơm cùng mọi người, bất quá cô không có đi. Trương Mân, kẻ khó trách, mấy ngày nay thế nào? Lâm Dư Dư, kệ khá tốt, lúc không người bệnh thì xem bút ký và lịch trình khám bệnh mà bác sĩ Trương đưa, lúc có người bệnh thì nghe bác sĩ trương phân tích bệnh tình của người bệnh cô thì sao trương mân có chút giật mình thì bác sĩ trương còn đưa bệnh lý và bút ký cho ngươi xem a à. ông thật là một người tốt phải biết rằng loại bút ký này đều là tâm huyết của bác sĩ là thứ không bỏ được đưa cho người khác không nghĩ tới bác sĩ trương lại tốt như vậy mà vị bác sĩ kia liền không có hào phóng như vậy bất quá trương mân không nói xấu đối phương cô ấy nói nghe tôi cũng khá tốt lúc rảnh rỗi có thể xem sách y học của bác sĩ lữ không hiểu chỗ nào thì hỏi thầy ấy lúc có người bệnh thì đi theo bác sĩ lữ học tập đúng rồi cô là thanh niên trí thức xuống nông thôn đi kiến thức y dược của cô được học như thế nào à người nhà dạy sao lâm dư dư ờ e, không phải tôi tự mình học vừa đọc sách vừa hỏi bác sĩ trước khi ta xuống nông thôn có thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều ngoài tự học còn thường xuyên đến tiệm thuốc làm học trò hỏi bác sĩ mấy điều này trương mân thì cô cũng thật cầu tiến lâm dư dư cười cười cô cũng rất lợi hại tôi xuống nông thôn đã hai tháng hơn thấy rất nhiều gia đình không coi trọng con gái cô có thể học tập nhiều thứ như vậy có thể thấy được người nhà thực coi trọng cô cũng vì cô mà cảm thấy tự hào đi lâm dư dư nói như vậy là dựa theo trương mân bởi vì cô phát hiện quần áo cô ấy tốt hơn mấy cô gái nông thôn khác cho nên lúc ở nhà cô hẳn là được yêu thương chiều chuộng trương mân khi ông ngoại rất thương tôi kiến thức về dược liệu dược lý đều được ông ấy dạy cho ông ngoại trương mân có ba người con gái trong nhà không có con trai làm ông cảm thấy thật tiếc nuối cũng may từ nhỏ trương mân có hứng thú với y học vì thế ông liên bắt đầu bồi dưỡng trương mân bất quá Trương Mân cũng làm cho ông cảm thấy thực tự hào, có thể thông qua khảo nghiệm của sở y tế, trở thành nhân viên y tế của đại đội, nếu có cơ hội đi bệnh viện cấp huyện thực tập, vậy thì càng tốt. Tuy rằng ông cũng biết thành tích của Lâm Dư Dư tốt hơn Trương Mân, nhưng ông vẫn khuyên Trương Mân không cần từ bỏ, bởi vì đối với y học mà nói, kiến thức lý thuyết về dược liệu là quan trọng, nhưng thực tiễn càng quan trọng hơn. Hai người hàng huyên trong chốc lát, Trương Hoành Quốc tới, Lâm Dư Dư cùng Trương Mân liền ngừng trò chuyện, đi vào văn phòng. Lâm Dư Dư làm thực tập sinh không có văn phòng, cho nên trong văn phòng của Trương Hoành Quốc kê thêm một cái bàn làm việc, dùng để cho cô có chỗ học tập. Buông bao công văn xuống, Trương Hoành Quốc mặc vào áo blue trắng, kể ba ngày này xem bút ký như thế nào. Lâm Dư Dư kể một vài cách xử lý các chứng bệnh đã sao chép xong, còn có một quyển về các ca bệnh thực tế còn chưa xong đại khái lại thêm một ngày nữa là có thể chết xong. Trương Hoành Quốc, ệ không tồi, tốc độ thực nhanh. Nhưng cái này cũng không thể chỉ chú ý tốc độ, chủ yếu vẫn là hiểu. Hiện tại thầy rảnh, thầy sẽ kiểm tra xem em đã học được những gì. Lâm Dư Dư, ê rõ. Lại nói tiếp, lúc trước Lâm Dư Dư học chính là Trung Y, nhưng Trương Hoành Quốc là Tây Y, cho nên hiện tại lâm dư dư đi theo trương hoành quốc học tây y bất quá đối lâm dư dư mà nói cô cảm thấy khá tốt có thể học được cả hai trương hoành quốc tùy ý nói ra vài bệnh trạng từ đơn giản đến phức tạp yêu cầu lâm dư dư tiến hành phân tích sau đó nêu ra phương hướng xử lý cách phối thuốc một giờ sau trương hoành quốc mừng rỡ như điên ông cảm thấy mình vừa thu nhận được một học trò thiên tài chỉ mới ba ngày ngắn ngủi vậy mà lâm dư dư đã tiến bộ vượt bậc dù trước đó cô tự học nhưng tốc độ học của cô quả thật quá nhanh đặc biệt khả năng phân tích triệu chứng bệnh và xử lý thuốc của cô vô cùng chính xác dù có vài chỗ còn sơ sót nhưng không gây ảnh hưởng gì lớn đến người bệnh nếu cẩn thận và tỉ mỉ hơn cô sẽ còn tiến xa hơn nữa trương hoành quốc bổ sung vài điểm cần chú ý trong câu trả lời của lâm dư dư chỉ ra chỗ thiếu sót rồi ông nói thì em rất có thiên phú nếu được học trong một môi trường giáo dục chính quy thì tốt biết bao đáng tiếc kỳ thi đại học đã bị đình chỉ nếu không với tài năng này lâm dư dư hoàn toàn có thể thi vào trường y và có tương lai rực rỡ nghĩ đến đây trương hoành quốc bảo kể từ nay mỗi ngày sau giờ tan làm em ở lại thêm một tiếng nhé thầy sẽ bổ túc thêm cho em lời nói này khiến lâm dư dư sững sờ cô không ngờ trương hoành quốc lại quan tâm cô đến vậy hốc mắt cô lập tức đỏ hoe đã lâu lắm rồi kể từ sau khi mất gia đình cô chưa cảm nhận được sự quan tâm như thế cô cúi đầu giọng nghẹn ngào ê cảm ơn thầy trương hoành quốc mỉm cười đáp ở nhà thầy không có con gái lại hiếm có một học trò thích học y như em bây giờ thi đại học đã không còn hai sư đệ của em chắc cũng không đi theo con đường này vậy nên khi thầy phát hiện ra một hạt giống tốt như em thầy nhất định không thể bỏ lỡ ông nói như vậy là để lâm dư dư không cảm thấy áp lực lâm dư dư ngẩng đầu mắt sáng lên đầy quyết tâm để cảm ơn thầy em sẽ không làm thầy thất vọng trương hoành quốc gật đầu rồi cười vì vậy từ ngày mai bắt đầu nhé hôm nay thầy phải về sớm để báo với vợ thầy trước nếu đến giờ cơm mà thầy chưa về bà ấy lại lo lắng không yên thông qua cuộc khảo nghiệm vào buổi sáng trương hoành quốc không hề luôn yêu cầu lâm dư dư xem bút ký vừa vặn hôm nay có ca phẫu thuật của một bác sĩ khác ông liền dẫn lâm dư dư vào phòng giải phẫu xem bác sĩ tiến hành giải phẫu như thế nào đương nhiên ông không yêu cầu lâm dư dư cầm dao rốt cuộc lâm dư dư còn không có học qua cầm dao quá nguy hiểm cơ thể con người vô cùng phức tạp ông dẫn lâm dư dư vào phòng giải phẫu là vì muốn cho cô trông thấy việc đời bất quá có ông ở đây cũng sẽ không để cho lâm dư dư ảnh hưởng đến người khác trương hoành quốc chờ chờ lát nữa bác sĩ lữ có một ca tiểu phẫu thầy dẫn em vào xem bất quá em không thể tạo ra bất luận điều gì ngoài ý muốn em hẳn là không sợ máu đi. Nếu sợ máu cũng không thể làm nhân viên y tế. Có lá gan này sao? Nếu không thầy sẽ không dẫn em đi. Lâm dư dư, để có. Trương Hoành Quốc thực vừa lòng, hắn nhìn thời gian, thì còn 10 phút, em đi chuẩn bị tâm lý đi, đừng khẩn trương. Lâm dư dư, em sẽ không, em sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Còn có 10 phút, lâm dư dư sửa sang lại đầu óc một chút, lại đi phòng vệ sinh, sau đó rửa sạch tay. chờ lúc ra tới, nhìn đến trương mân cũng tới phòng vệ sinh. trương mân trước mở miệng chào hỏi, ê dư dư, lâm dư dư, kể tôi đây. trương mân, ngày mới sáng sớm cô bận rộn gì vậy? chờ lát nữa bác sĩ lữ muốn tiến hành một ca tiểu phẫu, tôi liền tự đọc sách. lâm dư dư tâm tình có chút phức tạp cô cũng không thể nói thay cô dẫn cô đi xem bác sĩ lữ giải phẫu đi nhưng cũng không thể nói dối được loại nói dối này lập tức sẽ bị vạch trần cho nên cô liền nói thẳng lát nữa tôi đi xem giải phẫu bác sĩ trương dẫn tôi đi chính là ca tiểu phẫu của bác sĩ lữ trương mân ngây ngẩn cả người bác sĩ lữ tiến hành tiểu phẫu không dẫn cô theo nhưng bác sĩ trương lại dẫn theo lâm dư dư loại chênh lệch này khiến cho cô cảm thấy thực quỷ khuất hốc mắt cô nhịn không được đỏ lên cô đối với lâm dư dư không có oán hận gì rất nhiều người hiểu biết y học có hứng thú với y học trong lòng họ đều có một phần lương thiện cho nên trương mân đối với lâm dư dư không có bất kỳ ác ý nào hơn nữa trương mân biết loại chuyện này lại không phải do lâm dư dư có thể tự làm chủ cho nên làm sao có thể trách lâm dư dư đâu cô ủy khuất chỉ là cảm thấy bác sĩ trương đối xử với lâm dư dư rất tốt mà bác sĩ lử lại. Lâm Dư Dư nhìn Trương Mân, cũng có chút xấu hổ, cô không biết nên an ủi Trương Mân như thế nào, nhưng chuyện này cô không thẹn với Lương Tâm, cho nên ngượng ngùng xin lỗi gì đó cô sẽ không làm. Lại nói cô cũng không thể giấu giếm, một giây trước giấu giếm, giây sau liền bị vạch trần, một khi che giấu, ngược lại có vẻ như cô đang chột dạ. Lâm Dư Dư, cái Trương Mân, tôi đi chuẩn bị bút ký, chờ lát nữa sẽ dùng đến trương mân y ừ được lâm dư dư trở lại văn phòng lấy sổ cùng bút cô tính toán mang vào phòng giải phẫu ghi chép lại nội dung trong phòng giải phẫu ngày hôm nay rốt cuộc cô không quen thuộc tây y viết nhiều bút ký sẽ nhớ thêm nhiều kiến thức cũng là điều tốt đã đến thời gian trương hoành quốc dẫn lâm dư dư vào bác sĩ lữ thấy cũng không nói gì bởi vì trước đó trương hoành quốc đã trao đổi với ông về việc này bác sĩ lữ tiến hành giải phẫu về viêm ruột thừa khoảng thời gian trước người bệnh có đến bệnh viện khám lúc ấy lữ binh kiến nghị người bệnh làm phẫu thuật cắt bỏ nhưng người bệnh không đồng ý tuy rằng viêm ruột thừa sẽ khó chịu nhưng người bệnh cảm thấy bản thân nhẫn nhịn một chút là được còn có một điều ở niên đại này mọi người đối với việc phẫu thuật này đều là có tâm lý sợ hãi nhưng buổi sáng hôm nay người bệnh thật sự nhịn không được cho nên liền chạy tới tìm bác sĩ lữ làm phẫu thuật trùng hợp sáng nay bác sĩ lữ có thời gian rảnh liền sắp xếp cho người bệnh tiến hành giải phẫu ngay sớm làm xong sớm giải thoát giải phẫu còn chưa bắt đầu người bệnh liền ríu rít nói không ngừng nhưng bác sĩ lữ không đáp lại từ điểm này có thể thấy được tính cách của bác sĩ lữ có chút cao ngạo nhân lúc giải phẫu còn chưa bắt đầu lâm dư dư liền bắt đầu làm bút ký cô viết lại những điều được chuẩn bị trước khi bắt đầu phẫu thuật chuẩn xác ghi lại toàn bộ số lượng nhân viên thiết bị chữa bệnh công cụ giải phẫu ở trong phòng đến khi bắt đầu giải phẫu cô đứng ở góc độ người bệnh ký lục lại toàn bộ quá trình phẫu thuật của bác sĩ lữ trương hoành quốc ở bên cạnh nhìn ông cũng không ra tiếng bác sĩ lữ đang tiến hành phẫu thuật ông tự nhiên sẽ không lên tiếng quấy rầy nhìn thấy đồ đệ mình nghiêm túc làm bút ký như vậy đánh giá của ông đối với cô lại đề cao thêm một chút sau một tiếng rưỡi đã hoàn thành ca giải phẫu sau khi ra phòng giải phâu trương hoành quốc nói trời thầy thấy em ghi chép lại toàn bộ quá trình kế tiếp thầy sẽ phân tích cho em nguyên nhân của mỗi một bước lâm dư dư cảm ơn thầy vì thế vào ngày này trương hoành quốc ngoại trừ thời gian khám bệnh đều ở trong văn phòng giảng giải ca phẫu thuật hôm nay cho lâm dư dư nghe vốn dĩ cơ sở của lâm dư dư liền khá tốt tuy rằng trung y cùng tây y có điểm khác nhau nhưng các kiến thức về chúng lại không sai biệt lắm mỗi bước của bác sĩ Lữ có dụng ý gì, đại đa số Lâm Dư Dư đều có thể nêu ra. Sau khi tan tâm, Trương Hoành Quốc về đến nhà, tâm tình vô cùng tốt. Vợ Trương Quốc Hành nhìn ông, nhịn không được hỏi, e làm sao vậy? Hôm nay có chuyện tốt gì a? À? Là phát hiện ra phương án giải quyết của căn bệnh nào sao? Trong cái nhìn của bà, chồng bà có chút trầm mê với y học, cũng phi thường nỗ lực, ngày thường khi tan tâm cũng thường xuyên ở nhà đọc các loại sách về y học dựa theo lời của chồng bà đọc nhiều có thể nắm giữ được càng nhiều tri thức trong cái niên đại này thật sự hiếm có ai như chồng bà ông tốt nghiệp đại học y nhưng lại sẵn sàng trở về nông thôn lẽ ra ông có thể ở lại thành phố lớn nơi cơ hội thăng tiến rộng mở nhưng vì bà ông đã quay lại đây họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ba mẹ chồng mất sớm, nên ba mẹ bà đã cư mang, nuôi nấng ông khôn lớn. Rồi sau đó, họ đính hôn. Khi ông thi vào đại học, mọi người đều khuyên bà đừng để ông đi. Họ nói, ê một khi đã đi, ông ấy sẽ không trở lại đâu. Nhưng bà không muốn ngăn cản lý tưởng của ông. Vì vậy, bà khuyên ông cứ đi học và ông đã không làm bà thất vọng sau khi học thành tài ông trở về họ kết hôn có một gia đình hạnh phúc và hai đứa con trai đáng yêu trương hoành quốc là một người tinh ý ông luôn trân trọng tài năng điều này một phần cũng bắt nguồn từ quá khứ của ông năm xưa học phí của ông đều nhờ ba vợ và mẹ vợ giúp đỡ họ chưa bao giờ ngăn cản lý tưởng và tương lai của ông vì vậy, hôm nay khi nhìn thấy thiên phú của Lâm Dư Dư, ông cũng rất coi trọng. Ông không muốn lãng phí một nhân tài như vậy. Trương Hoành Quốc thở dài, hãy dư dư à, hôm nay ta thực sự được mở mang tầm mắt. Rồi ông kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra trong ngày. Cuối cùng ông nói, kể bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tan ca trễ một tiếng mỗi ngày. Vợ ông vừa nghe liền lo lắng, ở như vậy không ổn đâu. Ở sở y tế về trẻ thì không sao, nhưng người ngoài không hiểu sẽ nói ra nói vào. Bà đề nghị, "Ê thay vì thế, hãy để đứa nhỏ tới nhà mình ăn cơm tối sau khi tan ca. Ăn xong rồi anh dạy con bé tại nhà. Như vậy hoàn cảnh sẽ tốt hơn. Hơn nữa, con bé còn nhỏ, không thể để nó chịu đói rồi lại phải đi đường hơn nửa tiếng về thôn, qua cả giờ cơm tối." Nghe vậy, trương hoành quốc cao mày ở nhưng để con bé ăn tối xong rồi học thêm sau đó về thì cũng đã muộn rồi đường từ thị trấn về thôn toàn đồng ruộng núi non nguy hiểm lắm vợ ông suy nghĩ một chút rồi đề xuất em nếu không thì trong thời gian này để con bé ở lại nhà mình nhà mình cũng còn phòng mà con bé ngủ với tôi còn anh ngủ với bọn nhỏ nhà họ chỉ có ba gian phòng hai phòng lớn là của hai vợ chồng và hai đứa con còn một phòng nhỏ là phòng làm việc của chồng bà tiếp tục y hoặc là để hai đứa nhỏ ngủ ở phòng làm việc nhưng phòng làm việc nhỏ toàn là giá sách không có chỗ kê thêm giường lại còn trời lạnh thế này chẳng lẽ bắt chúng ngủ dưới đất trương hoành quốc trời thế này cũng không tốt lắm như vậy đi ngày mai ta tìm sở trưởng thương lượng một chút xem có thể ở lại ký túc xá của sở y tế hay không. Dù sao chỉ ở có hai tháng, cũng không phải ở dài hạn, hẳn là sẽ không có người phản đối. Vợ Trương Quốc Hoành nói, đề chủ ý này của anh cũng tốt. Lâm Dư Dư trở về đại đội, Lý Thu Hồng đã nấu xong cơm chiều, vừa thấy cô trở lại, ngăn lại rồi nói, Ê Dư Dư, cháu có bưu kiện, nhân viên chuyển phát nhanh đã đưa tới, cháu không có nhà, thím cũng không biết chữ, cho nên đã nhờ đại đội trưởng hỗ trợ ký nhận đồ đạc để ở trong phòng thím đó lâm dư dư không ở nhà bà đương nhiên sẽ không tùy tiện để đồ vào phòng cô lâm dư dư có chút ngoài ý muốn hệ bưu kiện của cháu tiểu ôn lễ đang nhóm lửa cũng chạy ra nói hệ bưu kiện rất lớn nha lý thu hồng về phòng lấy bưu kiện ra lâm dư dư vừa lúc mở cửa phòng bà liên sách vào phòng lâm dư dư Bưu kiện rất lớn trong miệng tiểu ôn lễ kỳ thật cũng không lớn, phỏng chừng trong mắt trẻ con là lớn. Nhìn thấy cái này, trong lòng Lâm Dư Dư có suy đoán, hẳn là do mẹ của nguyên chủ gửi tới. Cô mở ra bưu kiện, tiểu ôn lễ ngồi xổm bên cạnh nhìn nhìn. Lý Thu Hồng, tiểu ôn lễ, tới đây giúp bà nhóm lửa nào? Tiểu ôn lễ còn muốn xem tiếp, nhưng thằng bé cũng nghe lời của bà nội lý thu hồng đương nhiên sẽ không để cho thằng bé nhìn như vậy nếu như trong nhà lâm dư dư gửi đồ ăn đến cho cô có trẻ con ở đó cô không chia sẻ một chút thì không tốt lắm lâm dư dư cũng không ngăn cản lý thu hồng lý thu hồng là bà nội của tiểu ôn lễ chỉ cần bà dạy dỗ những điều đúng đắn cho tiểu ôn lễ cô đều sẽ không xen vào lâm dư dư mở bưu kiện ra xem bên trong có hai đôi giày tuy đều là giày vải nhưng được làm thực chắc chắn còn có hai cái áo ngực áo ngực cũng được sáng tạo khác người phần dưới ngực có thể kéo chặt dây lưng con gái ngày một trưởng thành cơ thể cũng bắt đầu phát dục loại dây lưng này có thể cố định phần ngực một chút đây là tình thương vĩ đại nhất của một người mẹ đối với con gái của mình nếu không có tâm tư tình cảm như vậy sao có thể nghĩ đến những việc nhỏ nhặt này lâm dư dư thở dài cô nhớ đến mẹ mình cô đã trưởng thành lại không có cơ hội gửi thư cho mẹ cho nên đối với mẹ nguyên chủ cô là sẽ hiếu kính thật tốt cô mất đi cơ hội hiếu thảo với mẹ lại không nghĩ lại mất đi lần này cất hai món đồ này qua một bên cô lại tiếp tục mở ra một cái bưu kiện khác bên trong có một túi trái cây ngào đường một túi đường đỏ còn có một túi thịt khô nhỏ trái cây ngào đường và đường đỏ đại khái đều nặng khoảng nửa cân mấy món này hẳn là mẹ của nguyên chủ đã vất vả để dành gần hai tháng trời cuối cùng bên trong còn có một phong thư kèm theo đó còn có giấy viết thư và một tấm biên lai like ký nhận năm đồng tiền lúc ăn cơm chiều lâm dư dư nói với lý thu hồng về việc ngày mai sẽ bắt đầu về muộn không cần chờ ăn cơm chiều với cô lý thu hồng nghe được tin bác sĩ sẽ dạy bổ túc cho lâm dư dư cũng cảm thấy thật vui mừng đây là một việc tốt buổi tối trước khi ngủ lâm dư dư viết thư hồi âm cho mẹ trong thư cô kể về từng chuyện xảy ra trong hai tháng này đây đều là những chi tiết trong sinh hoạt của nguyên chủ, cuối cùng cô cường điệu bốn việc. Chuyện đầu tiên, lúc cô giặt quần áo bất cẩn rơi xuống nước thiếu chút nữa là chết đuối, sau khi được cứu trở về, suy nghĩ của cô có chút thay đổi. Nói đến chuyện này cô biết mẹ sẽ lo lắng, nhưng nếu không nói, tính cách của cô không giống nguyên chủ, khả năng sẽ khiến cho mẹ nguyên chủ nghi ngờ, cho nên cô đã nói, cứ như vậy, liền tính mẹ nguyên chủ phát hiện tính cách của cô cùng nguyên chủ khác nhau cũng sẽ nghĩ là do lần ngoài ý muốn này khiến cho tính cách thay đổi chuyện thứ hai nói về mấy năm nay lúc còn ở trong thành kỳ thực cô có lén đi theo bác sĩ học tập các kiến thức về dược lý cô muốn chữa bệnh cho mẹ nhưng không nghĩ tới còn chưa bắt đầu cô đã phải xuống nông thôn mà sở dĩ cô vẫn luôn gạt mẹ cũng vì muốn dành một niềm vui bất ngờ cho bà nhưng hiện tại sau khi xuống nông thôn cô đã được sở y tế tuyển chọn về sau có thể trở thành nhân viên y tế của thôn không cần phải vất vả như những người khác cô viết chuyện này vì một nỗi lo sâu sắc cô sợ rằng việc mình biết về dược liệu sẽ bị phát hiện nhưng bằng cách viết thế này cô tin rằng mẹ sẽ cảm động nhiều hơn sau một thời gian nếu có ai hỏi về chuyện đó mẹ chắc chắn sẽ nói rằng con gái bà đã lén học dược liệu với mẹ đây là điều vô cùng đáng tự hào đó là minh chứng cho lòng hiếu thảo của cô. Nhờ vậy, bí mật của cô sẽ không bị lộ. Chuyện thứ ba, cô cẩn thận giải thích về đãi ngộ khi làm nhân viên y tế. Mỗi tháng cô nhận được 300 công điểm và một cân thịt, có thể đổi lấy 3 đồng và 30 cân lương thực. Không chỉ vậy, cô còn được phép nuôi hai con gà và có một mảnh đất nhỏ. Nhờ vậy, cô sẽ có trứng và rau cải để ăn về mặt lương thực và tiền bạc cô muốn mẹ yên tâm đừng lo lắng nữa cô không thiếu thốn gì nên mẹ không cần gửi thêm tiền hay lương thực cho cô ngược lại mẹ nên chăm sóc bản thân tốt hơn nếu nhà còn đủ tiền và đồ ăn cô viết tất cả những điều này một cách tỉ mỉ mong rằng mẹ sẽ yên lòng chuyện thứ tư cô nhắc đến những món đồ đã gửi về nhà hai cái chân thỏ hông gió một cái đùi gà hông gió cô muốn mẹ và chú ăn để bồi bổ cơ thể cuối thư cô gửi lời cảm ơn chú vì bao năm qua chú đã thương mẹ và cũng bao dung việc mẹ trợ cấp cho cô mười mấy năm qua việc mẹ trợ cấp cho nguyên chủ người chồng như ông không có khả năng không hay biết gì chẳng qua do mẹ của nguyên chủ làm việc linh hoạt tự kiếm tiền trợ cấp cho con gái của bà cũng chăm sóc bọn họ rất tốt nên ông chồng cũng không có lý do gì để nói điều này cũng có thể thấy được ông là một người hiểu lý lẽ. Đồng thời, cô còn gửi mấy thang thuốc trung y cho mẹ điều trị thân thể, mấy năm nay mẹ luyến tiếc tiêu tiên cho bản thân, cũng chưa từng điều trị sức khỏe của bà. Mặt khác, cô cắt phần nhân sâm hoang dại còn dư lúc trước thành miếng, nhân sâm hoang dại còn có rễ, sau khi cắt thành miếng cũng được không ít, cô chia thành hai phần, một phần cho mẹ pha trà uống, một phần cho chú pha trà uống. Cô không có chuẩn bị đồ vật cho con của chú vốn dĩ bọn họ cũng không quen nhau hơn nữa chỉ cần đối xử tốt với chú ông tự nhiên sẽ đối xử tốt với mẹ sau khi viết xong lâm dư dư lại kể thêm gần đây cô đang luyện viết chữ nên nét chữ đã khá hơn trước rất nhiều miễn cho mẹ thấy nét chữ của con gái thay đổi sẽ cảm thấy kỳ quái có lẽ còn có chỗ bị sơ sót nhưng tạm thời lâm dư dư chỉ nghĩ tới nhiêu đây ngày hôm sau Trước khi đi sở y tế, cô đi bưu điện ở trên trấn, gửi mấy thứ đi. Trở lại sở y tế, Trương Hoành Quốc nói việc ký túc xác cho cô nghe, nghe sở trưởng đã đồng ý, cũng vì suy xét đến sự an toàn của các em sở y tế cách đại đội của các em quá xa, cho nên sẽ cung cấp ký túc xá cho thực tập sinh. Đến khi các em kết thúc vị trí thực tập, em sẽ ở chung ký túc xá với Trương Mân. Lâm Dư Dư vừa nghe liền hiểu rõ, chỉ cho mỗi mình cô vậy thì khẳng định không được cho nên liền sắp xếp cho hai người một phòng, cô nói, nghe cảm ơn thầy. Trương Hoành Quốc liền thích đứa nhỏ thông minh, đồ đệ có thiên phú về y học, đương nhiên đầu óc cũng sẽ không ngu ngốc, vậy vậy hôm nay liền không cần học bổ túc, ngày mai là chủ nhật, các em nghỉ ngơi đi, đầu tuần sau bắt đầu học bổ túc, em đi sửa sang lại hành lý, chiều mai có thể chuyển đến. Đến lúc đó ngươi liền ăn cơm chiều ở nhà thầy, sau khi ăn xong thì ở nhà thầy học, học xong thì trở về, khoảng cách cũng gần, cũng an toàn lâm dư dư em không cần đâu trong sở có căng tin em có thể ăn cơm chiều ở căng tin trương hoành quốc em không được vợ thầy rất thích em a à, em cũng biết nhà của chúng ta không có con gái bà ấy liền muốn cái áo bông nhỏ nếu không phải phòng của nhà chúng ta không đủ rộng bà ấy còn muốn em ở nhà của chúng ta kìa bất quá nếu em thật sự băn khoăn liên mang lương thực đến đi lâm dư dư hãy cảm ơn thầy cô muốn thực tập ở sở 2 tháng mang lương thực đến nhà họ trương để ăn bữa cơm cũng có thể đến giữa trưa lâm dư dư không có đem đồ ăn cô định đi căng tin của sở y tế ăn cơm trùng hợp trương mân cũng tới hãy dư dư cô ăn cơm chưa lâm dư dư còn chưa đâu tôi định đi căng tin ăn cơm cô thì sao trương mân kể tôi vốn định tới nói với cô về việc ký túc xá vậy chúng ta cùng đi căng tin ăn cơm đi lâm dư dư e được nha căng tin của sở y tế không cần phiếu mặc kệ là cơm hay là đồ ăn chỉ cần trả tiền là được bản thân muốn ăn món nào thì tự đi lấy nhưng có quy định về lượng cơm vượt qua cái lượng này ngươi cần phải trả phiếu gạo lâm dư dư lần đầu tiên tới căng tin phát hiện đồ ăn ở đây cũng được a à, lương thực phụ như màng thầu khoai lang cơm đều có đồ ăn tuy rau dư nhiều nhưng cũng có một món thịt lâm dư dư cây đồ ăn ở đây cũng ngon thật đó trương Mân, đây cũng không phải mỗi ngày đều như vậy một tuần chỉ có được một lần màng thầu trắng cùng với thịt hôm nay chúng ta gặp may đó bất quá cho dù chỉ có một lần cũng tốt hơn trong thôn chúng ta nhiều lắm ở trong thôn nói không chừng một năm mới chỉ ăn được một lần màng thâu với thịt thôi. Tuy nhà bọn họ bởi vì có ông ngoại, cho nên số lần ăn thịt cùng màng thầu trắng nhiều hơn nhà người khác, chứ nhà người khác cũng không tốt như vậy. Lâm dư dư, kể thì ra là thế, vậy một người nhiều nhất có thể mua bao nhiêu phần? Trương Mân, e đồng chí nữ được 3, đồng chí nam được 5. Sau khi Lâm dư dư biết được, liền đi mua đồ ăn, thím, Cháu muốn ba cái màng thâu trắng. Thím, cháu mua màng thầu rồi còn có thể mua các loại lương thực khác không? Người múc cơm ở sở y tế là một người phụ nữ trung niên, kẻ có thể mua khoai lang nhưng không thể mua loại khác. Lâm dư dư, kẻ cảm ơn thím, vậy lại cho cháu một củ khoai lang, sau đó cho cháu hai phần thịt kho tàu và một phần cải trắng. Người múc cơm, em mỗi người chỉ có thể mua một phần thịt Lâm Dư Dư, rồi cảm ơn thím đã nhắc nhở, vậy cho cháu một phần thịt kho tàu và một phần cải trắng. Người múc cơm, cái ba cái màng thâu một củ khoai lang là chín mao, một phần thịt kho tàu một phần cải trắng là năm đồng hai mao, tổng cộng là sáu đồng một mao. Lâm Dư Dư, rồi cảm ơn. Trong lòng lại nghĩ, cái này cũng rẻ quá rồi. Thịt kho tàu liếc sơ qua có khoảng nửa cân, thế mà chỉ cần nhiêu đó tiền, cái này mà ra tiệm cơm quốc doanh thì cần khoảng một hai đồng tiền đi. Quả nhiên, tiệm cơm quốc doanh thì kiếm tiền, bệnh viện nhà ăn thì không cần kiếm tiền, tính chất bất đồng, giá cả cũng bất đồng. Thịt kho tàu được cắt rất nhỏ, số lượng nhìn qua cũng phi thường khả quan, một chén nửa cân thịt kho tàu có 20 tận khối thịt, cho nên thật sự là rất nhỏ. Lâm Dư Dư ăn một củ khoai lang, một cái màng thầu, ăn một phần ba chén thịt kho tàu, nhưng lại ăn sạch cải trắng. Có lẽ người khác không thích ăn khoai lang, nhưng cô thực thích ăn. Đặc biệt là đem khoai lang trở thành lương thực phụ, mềm mềm ăn rất ngon. Lại nói tiếp, hôm nay ăn hết 6 đồng tiên, đừng nhìn chỉ có 6 đồng, nhưng kỳ thực cũng không rẻ, phải biết rằng dựa theo công điểm mà nói, tiền lương một ngày của cô chỉ có một đồng, hôm nay cô đã ăn sạch tiền lương của một tuần rồi cũng giống như Lâm Dư Dư trương mân cẩn thận đổ màn thầu và thịt vào hộp cơm cả hai đều muốn mang về cho gia đình mình nếm thử sau bữa trưa hai người cùng ghé qua ký túc xá của sở y tế để xem qua ký túc xá không lớn đã được sửa sang lại bên trong có một chiếc giường tầng hai cái ghế và hai cái bàn tuy nhiên không có tủ đựng đồ nên quần áo chỉ có thể nhét vào túi trương mân tỏ vẻ hào hứng Hề phòng ở trên trấn tốt thật đấy. Tường trắng, còn có đèn điện nữa. Ở dưới nông thôn, đâu có ai có tường trắng xanh đẹp thế này. Lâm Dư Dư cũng đồng tình, e đúng vậy. Trương Mân, cô muốn ngủ giường nào? Trương Mân lắc đầu, kệ tôi muốn ngủ ở giường dưới. Tôi chưa bao giờ ngủ giường trên, sợ sẽ bị ngã. Nhưng nếu cô cũng không quen, chúng ta có thể ngủ chung giường dưới. Lâm Dư Dư mỉm cười, "Ê e không cần đâu, tôi quen ngủ giường trên rồi. Trường cấp 3 của cô là dạng nội trú, cô đã trọ ở trường và luôn ngủ giường trên, nên rất quen với nó. Cô còn thấy giường trên sạch hơn. Ở giường dưới, nếu ai ngồi vào, mình sẽ ngại mà không từ chối được. Cô không thích ai ngồi lên giường của mình. Sau khi bàn bạc xong, hai người quay trở lại làm việc rất nhanh đến giờ tan ca lâm dư dư chạy như bay về nhà thông thường phải mất nửa tiếng để về nhưng lần này cô chạy thật nhanh cô lo lắng rằng nếu về trễ lý thu hồng và tiểu ôn lễ đã ăn xong cơm chiều mất rồi hôm qua cô đã nói trước với lý thu hồng rằng tối nay sẽ về muộn một tới hai tiếng vậy mà hôm nay cô đã về nhanh gấp đôi so với bình thường trước năm giờ rưỡi cô đã về đến đại đội Chị. Tiểu Ôn Lễ đang kê ghế ngồi ở sân, vừa ngồi canh nhà, vừa nhỏ giọng hát. Nhìn thấy Lâm Dư Dư trở về, thằng bé lập tức đứng lên, "Chị đã về rồi." Hiện tại thằng bé không phải làm việc, sức khỏe của Lý Thu Hồng đã tốt hơn nhiều, mỗi ngày cắt cỏ heo, loại chuyện như nuôi heo nuôi gà này Lý Thu Hồng đều làm, cho nên Tiểu Ôn Lễ mỗi ngày đều tìm nhóm bạn nhỏ chơi đùa. Dựa vào giấy gói kẹo hiện tại quan hệ giữa thằng bé và nhóm bạn nhỏ cũng không tồi lâm dư dư nhìn thấy thằng bé cũng vô cùng vui vẻ vẫy vây tay e lại đây tiểu ôn lễ chạy chậm qua chỗ cô ơ chỉ đáy mắt đều tràn đầy sự tò mò bởi vì nhìn sơ qua lâm dư dư có chút thần bí lâm dư dư tiến vào phòng bếp liền mở hộp cơm ra cho hắn xem thì em xem thích không tiểu ôn lễ qua. Thịt và màng thầu Thịt kho tàu này còn ngon hơn thịt thỏ hay thịt gà mà bọn họ đã từng ăn, nguyên liệu trong nhà có hạn, nhưng trang tin của sở y tế thì không giống nhau, đủ nguyên liệu, đủ dâu, cũng đủ nước tương với đường, cho nên hương vị cũng ngon hơn. Lâm dư dư, hãy đi nhóm lửa đi, buổi tối ăn màng thầu cùng với thịt kho tàu. Tiểu ôn lễ, ê dạ Lý Thu Hồng ngày thường dùng nồi sắt để nấu ăn sau đó dùng nồi niêu bên cạnh để nấu cơm hiện tại đã đến giờ cơm chiều bà đã làm xong đồ ăn nồi sắt đã được rửa sạch cho nên tiểu ôn lễ nhóm lửa lâm dư dư đổ nước vào nồi sắt sau đó là hấp nóng thịt kho tàu cùng màng thầu tốc độ thực nhanh chờ khi lý thu hồng gánh nước về nồi sắt đang bốc khói dư dư sao cháu về rồi hôm nay không phải muốn học bổ túc sao lâm dư dư thì hôm nay không học đã dời sang thứ hai tiếp đó cô kể về chuyện ký túc xá sự tình cho bà nghe rồi nói ê thím ngày mai là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng người trong đội muốn đi vào trong huyện đi lý thu hồng ê đúng 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 cháu muốn đi vào huyện thành nhà lâm dư dư ê đúng vậy cháu muốn đi xem thử kỳ thật cô không muốn mua gì cô định mua một ít sách cho tiểu ôn lễ nếu không mỗi ngày tiểu ôn lễ ở nhà sẽ thật nhàm chán ê thím cháu muốn dẫn tiểu ôn lễ đi vào huyện chơi tiểu ôn lễ nghe được chuyện này hai mắt đều sáng rực lên thằng bé vô cùng mong chờ mà nhìn lý thu hồng lê bà ơi thằng bé muốn đi nhưng lại không dám nói lý thu hồng nhìn cháu trai không đành lòng mở miệng từ chối vì vậy cháu phải nghe lời của chị biết không tiểu ôn lễ vội vàng trả lời để biết rồi à. Ông Hiền đã ở chỗ này cả một tuần, nghĩ tới mấy ngày nay nếu không có tin tức gì, anh Liên phải rời đi, dự định đi đến huyện thành xem thế nào. Đang lúc sửa sang lại hành lý, cửa phòng vang lên, giọng nói vừa vội vừa vui sướng, Ê mau mở cửa, có tin tức, có tin tức rồi. Ông Hiền cảm thấy mình có khả năng nghe lầm. Dù sao anh đã chạy khắp cả nước, mỗi lần đến một chỗ thì anh liền kết giao với cảnh sát của cục công an địa phương sau đó thông qua bọn họ tìm kiếm anh có giấy chứng nhận sĩ quan đã nhập ngũ bây giờ là quân nhân xuất ngũ nên anh vô cùng thuận tiện kết giao với cảnh sát mỗi lần đến một chỗ anh sẽ dừng lại ở đó một tuần nếu một cái tuần không có tin tức anh sẽ khởi hành đến nơi khác lặp đi lặp lại suốt hai năm cuối cùng cũng có tin tức thật ra anh biết nếu không phải thân phận của đại thiếu gia không tâm thường đại thiếu gia cũng muốn tự mình tới phải biết là chờ đợi xa vời càng dày vò hơn việc tự mình trải qua ôn hiền nhìn tiền quân tiền quân chính là cảnh sát mà anh kết giao ở chỗ này tiền quân kích động anh biết thân phận của ôn hiền kết giao với anh cũng không xấu đương nhiên Tiền quân kết giao với ôn hiền không chỉ là vì bối cảnh sau lưng của anh mà còn có một nguyên nhân khác. Do ôn hiền là quân nhân, một quân nhân bước ra từ chiến trường, vì tìm kiếm đứa nhỏ trong nhà mà xuất ngủ. Sau đó còn chạy khắp nơi tìm kiếm, việc này làm tiền quân cảm thấy vô cùng cảm động. Tiên quân, nghe tới đây cười một cái, thật sự có tin tức. Ôn hiền, hãy mau nói cho tôi biết, đứa nhỏ ở đâu? hiện tại thế nào thằng bé nói hai mắt ôn hiền ửng đỏ từ nhỏ anh và ôn sùng ôn hương cùng nhau lớn lên họ coi nhau như anh em ruột thịt mà chăm sóc lẫn nhau ở trong lòng anh ôn hương không khác chị gái ruột anh nhìn tiểu ôn lễ lớn lên từ năm ba tuổi bây giờ cuối cùng cũng có tin tức tiên quân hãy anh đừng lo lắng thằng bé sống rất tốt trước hết hãy nghe tôi chậm rãi nói hết mọi chuyện anh lại xác nhận một chút nghe được tiền quân nói tiểu ôn lễ sống rất tốt thì hắn thở phào nhẹ nhõm lòng cũng dần ổn định lại khi anh nói đi tiền quân lặng lẽ nhìn mọi người không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề anh chậm rãi nói tiếp nghe thấy tên ôn lễ các cảnh sát ở công xã hồng tin nhớ ngay họ đã từng xử lý một vụ án liên quan đến cậu ấy từ hai năm trước. Những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía tiền quân. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu, một bí mật lớn đang dần được hé mở. Mọi người ngỡ ngàng, câu chuyện của tưởng chừng đã quên giờ lại xuất hiện trở lại. Vụ án đó rốt cuộc là gì? Đón xem tập tiếp theo để khám phá bí mật đằng sau vụ án 2 năm trước và những điều bất ngờ đang chờ đợi. Và như vậy, hành trình của chúng ta trong tập truyện này đã khép lại những cuộc phiêu lưu những khoảnh khắc đầy cảm xúc và những bài học quý giá đã cùng nhau tạo nên một câu chuyện đáng nhớ chúng ta đã theo chân nhân vật chính trải qua biết bao thăng trầm từ những giây phút ngọt ngào của tình yêu đến những thử thách khắc nghiệt mà họ phải vượt qua mỗi nhân vật đều để lại dấu ấn riêng làm phong phú thêm thế giới mà chúng ta vừa khám phá hy vọng rằng những trang truyện này đã mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và những suy nghĩ sâu sắc cảm ơn bạn đã đồng hành cùng hoài mi trong hành trình này Chúng ta sẽ sớm trở lại với những câu chuyện mới, những nhân vật mới và những cuộc phiêu lưu thú vị hơn nữa. Hãy tiếp tục theo dõi kênh thế giới truyện của Hoài Mi để không bỏ lỡ những điều hấp dẫn đang chờ đón bạn. Hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.